Giá nhà từ năm 98 đến hiện nay, tăng dần hàng năm, chưa từng có thời điểm giảm giá. Nhưng ở quận Hạ Mã, nói không chừng lại thật sự có khả năng giảm giá. Định hướng về mặt chính trị, lại có đầu tư lớn ở ngoài mạnh mẽ tiến vào, lại có suy tính về lâu dài trong buôn bán, v.v. Tới lúc quyết chiến cuối cùng, đầu tiên là quận Hạ Mã sẽ ban hành chính sách mới để bình ổn giá nhà, tiếp theo đó thành phố Yến cũng có thể sẽ ban bố nội dung liên quan. Những điều kể trên, nếu giá nhà vẫn còn bất động ở mức cao, sẽ có đầu tư lớn chưa từng có từ trên trời giáng xuống, đề xuất khái niệm công nghiệp bất động sản, vì diện mạo phát triển của quận Hạ Mã, trực tiếp bỏ vốn đầu tư 10 tỷ quy hoạch một thành phố mới ở phía tây quận Hạ Mã, khiến quận Hạ Mã kéo dài về phía tây. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, nếu ở quận Hạ Mã có thêm hơn chục ngàn mẫu đất và hàng chục khu chung cư, giá nhà bất thường của quận Hạ Mã có thể giảm theo tương ứng hay không? Kế hoạch thiết tưởng theo như lời Hạ Tưởng cũng không phải là nói lung tung, mà là từ thời điểm ban đầu quy hoạch quận Hạ Mã, đã có 3 bộ phương án, một bộ là phương án bảo thủ, một bộ là phương án hiện hành, còn một bộ chính là phương án kế hoạch đại nhảy vọt. Theo như lời vừa rồi của Hạ Tưởng, chính là nguyên mẫu của phương án kế hoạch đại nhảy vọt. Phương án kế hoạch đại nhảy vọt không có mấy người biết, là kết quả thảo luận bí mật giữa hắn và Trần Phong, Thành Đạt Tài. Tuy rằng cũng hình thành văn tự và bản vẽ, nhưng cũng không công bố ra bên ngoài, khóa ở trong két sắt của Trần Phong. Hồ Tăng Chu cho dù có nghe sơ qua, nhưng có lẽ cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, Phó Tiên Phong thì càng không biết. Đương nhiên nếu là một phương án lỗi thời không được chấp nhận, cũng không có giá trị thực tế gì, nhưng dùng để kéo con hổ ra để gây nhiễu loạn cũng là một tư liệu không thể tốt hơn, cũng chính là định hướng về mặt chính trị theo như lời Hạ Tưởng. Đương nhiên, chỉ có đòn gió trong chính trị thì cũng chỉ là xây lâu đài trên không, cũng không thể tạo ra ảnh hưởng thực chất gì đối với bố cục của thương mại Trường Cơ, Hạ Tưởng cũng sẽ không chỉ phóng hỏa mà không đốt đèn, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị ở sau chính là tập đoàn Viễn Cảnh và tập đoàn Đạt Tài. Năm đó Thành Đạt Tài đồng ý cho hắn vay 5 tỷ, hắn muốn không phải thực sự ở 5 tỷ, mà là khiến tập đoàn Đạt Tài dùng 5 tỷ để lên giọng tuyên bố lòe mắt thiên hạ, hoặc là chỉ trưng ra trên mặt 5 tỷ. Đồng thời, còn có tập đoàn Viễn Cảnh vào thời khắc mấu chốt cũng muốn tung ra 5 tỷ trở lên, đến lúc đó hai tập đoàn liên kết hành động, hô ứng cho nhau, giá nhà của cả quận Hạ Mã dưới đợt tấn công từ hai nhà đầu tư phát triển có thực lực nhất trong cảm nhận của nhân dân thành phố Yến, tất nhiên sẽ giảm xuống một cách hợp lý. Không phải sự hợp lý của giá nhà, mà là sự hợp lý của người mua. Xét đến cùng, ở thời khắc quyết chiến cuối cùng, chính là muốn xem ở bên trong cảm nhận của người mua, tin tưởng nhà đầu tư phát triển nào hơn. Đương nhiên, Hạ Tưởng ở đằng sau tập đoàn Viễn Cảnh và tập đoàn Đạt Tài, còn có một con bài cuối cùng, hy vọng không bị tình thế bắt buộc, phải xuất nốt chiêu cuối cùng thì tốt. Tuy nhiên Hạ Tưởng đối với việc sắp đặt nước cờ cuối cùng lại không lộ ra nhiều lắm, chỉ điểm một chút, liền nói. Tóm lại, lần này giao chiến với thương mại Trường Cơ, có 3 nguyên tắc. Thứ nhất, lợi nhuận chúng ta nên có sẽ được bảo đảm. Thứ hai, cho phép giá nhà tăng lên hợp lý. Thứ ba, không cho thương mại Trường Cơ thổi quét đi tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân thành phố Yến. Chúng ta muốn cho thành phố Yến phát triển lâu dài, thì không cho phép người từ bên ngoài đến phá vỡ trật tự bình thường của thị trường, không cho người có dã tâm mổ gà lấy trứng. Lý Thấm dẫn đầu vỗ tay, hiện trường một tràng vỗ tay sấm dậy. Hội nghị thật sự rất thành công, giải đáp của Hạ Tưởng khiến mọi người rất vừa lòng, cũng làm cho bọn họ trong lòng bắt đầu dấy lên cảm xúc mãnh liệt. Thương mại Trường Cơ phá hỏng chính là toàn bộ thị trường bình thường, nếu không tiến hành ngăn chặn, về sau thị trường một mảnh hỗn độn, tổn hại chính là lợi ích lâu dài của mọi người. Hội nghị đạt được sự nhất trí chung, nhiều nhà trong vòng nửa tháng, lần lượt bắt đầu động thổ, bắt đầu cao giọng giao dịch, và long trọng mở đầu phiên giao dịch với rất nhiều ưu thế về giá, khai hỏa phát súng đầu tiên của giai đoạn ngăn chặn thứ hai. Giữa trưa Hạ Tưởng không ở lại ăn cơm, việc của quận Hạ Mã rất nhiều, hắn vội vàng chạy đến quận ủy, phê duyệt không ít báo cáo. Lúc sắp ăn cơm trưa, Mộ Duẫn Sơn gõ cửa tiến vào, hướng hắn báo cáo xin chỉ thị việc điều chỉnh công tác vài cán bộ cấp phòng. Hạ Tưởng bảo Mộ Duẫn Sơn đặt tài liệu xuống, hắn sẽ xem qua sau. Mộ Duẫn Sơn đáp ứng, sau khi đặt xuống, lại đứng không đi, chần chừ một lát, mới nói. Bí thư Hạ, lần trước vấn đề đề bạt vài cán bộ cấp phó phòng, tôi không kịp thời hướng ngài xin chỉ thị là sai sót của tôi. Tuy nhiên qua điều tra phát hiện của tôi, Bí thư Trang bị hiềm nghi đã cố tình gây khó khăn,
bởi vì một người thân của anh ta nằm trong danh sách đề bạt, nhưng bởi vì không phù hợp điều kiện đề bạt tôi đề ra, cho nên anh ta vô cùng bất mãn đối với tôi. Hạ Tưởng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Duẫn Sơn một cái, được đấy, Mộ Duẫn Sơn đã phản kích, trực tiếp phản công Trang Thanh Vân, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, giải phóng hận thù cá nhân, quy kết đổ tội cho Trang Thanh Vân. Hạ Tưởng cũng đồng thời thở dài trong lòng, về phương diện dùng người của Hồ Tăng Chu, quả thật ánh mắt không đủ độc ác, thua xa Trần Phong vừa rất tinh mắt lại có thủ đoạn. Nếu không ba người Trang Thanh Vân, Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi duy trì nhất trí ở quận Hạ Mã, quả thật là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Đáng tiếc, Trang Thanh Vân tâm cơ quá sâu, Mộ Duẫn Sơn lại quá hiếu chiến, Đằng Phi lại mọi chuyện nghe theo Mộ Duẫn Sơn, ba người chia làm hai phái, đấu tranh nội bộ, làm suy giảm mạnh lực lượng. Tôi đã biết rồi, có thời gian sẽ tìm Thanh Vân để tìm hiểu tình hình một chút. Nếu sự việc là thật, tôi sẽ phê bình anh ta. Hạ Tưởng thân là người lãnh đạo, phải thể hiện thái độ công bằng chính trực. Nếu không kiên trì lập trường công bằng, hắn cũng không thể có uy danh. Ăn xong cơm trưa, Hạ Tưởng cùng lái xe và Triều Vĩ Cương, đi thẳng đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Tới thành ủy, hắn lập tức đi vào văn phòng của Trần Phong, trước hết là phù hợp với quy củ gặp mặt với Trần Phong, dù sao Trần Phong bây giờ vẫn là lãnh đạo. Trần Phong đang tự tay viết tài liệu gì đó, vừa thấy Hạ Tưởng liền đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, ha hả cười. Phải đi Bắc Kinh, nhưng vẫn có chút luyến tiếc thành phố Yến. Việc chuyển công tác của Trần Phong đã có tin chính xác. Hạ Tưởng vội cười chúc mừng. Chúc mừng bí thư Trần, lần này nhận chức mới, thật sự là quang vinh cho cố hương. Thật đáng mừng, là bộ nào vậy? Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Trần Phong lấy tay chỉ ra ghế sofa, ra hiệu Hạ Tưởng ngồi xuống. Thế nào, có cảm tưởng gì không? Vị trí đứng đầu. Hạ Tưởng thoáng cái liền hỏi luôn điểm mấu chốt của vấn đề. Lấy lý lịch kinh nghiệm của Trần Phong, không thể xếp hạng gần cuối. Dù sao làm bí thư thành ủy thành phố cấp phó tỉnh, lại có danh hiệu ủy viên thường vụ tỉnh ủy, kinh nghiệm lý lịch Trần Phong rất chói mắt. Đi đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, hẳn là tính chất chuyển tiếp. Trần Phong mỉm cười gật gật đầu. Hạ Tưởng liền mỉm cười. Chuyển tiếp một năm hay là nửa năm? Sau khi chuyển tiếp, là lên thẳng hay là điều ra ngoài? Chương 706, tăng cường bố cục. Câu hỏi của anh quá nhiều. Không thể trả lời. Trần Phong nói một câu vui đùa, trên mặt lại lộ vẻ vừa lòng tươi cười, hiển nhiên y coi như vừa lòng với chức vụ mới, tuy rằng là phó chủ nhiệm, nhưng hưởng thụ đãi ngộ cấp bộ trưởng. Hơn nữa chuyển tiếp ở vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển một chút, cũng là chuyện tốt, ít nhất lý lịch cá nhân cũng sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Ủy ban Kế hoạch và Phát triển là một bộ ủy lớn, vốn là nơi xưa nay dễ tạo ra quan lớn nhất. Đương nhiên danh tiếng của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển trong dân gian vẫn chưa tốt, khiến cho người ta cho rằng ngoại trừ việc tăng giá cả để móc tiền của dân chúng ra, chưa làm được việc gì nghiêm chỉnh. Nhưng từ góc độ chính trị mà nói, là một bàn đạp không tồi. Trần Phong tới Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, Hạ Tưởng dự đoán bước tiếp theo sẽ được điều động ra chỗ khác để đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, khả năng thăng chức trực tiếp ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển là không lớn. Lấy thành tích của Trần Phong tại địa phương, y phù hợp lên nắm quyền tại địa phương, chứ không phải hủy hoại lý lịch kinh nghiệm ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Về người được chọn để đảm nhiệm chức thị trưởng, trong cảm nhận của ngài có ai thích hợp nhất hay không? Hạ Tưởng cười bỏ qua nơi chuyển tiếp về sau của Trần Phong, dù sao vẫn còn rất xa xôi, hiện tại có nhắc tới cũng không có ý nghĩa gì lớn. Tôi nói cũng không nghĩa lý gì, cho nên, không đề cập tới làm gì. Trần Phong thở dài một hơi. Tăng Chu đảm nhiệm chức bí thư, đối với cậu mà nói là chuyện tốt, đối với thành phố Yến mà nói, cũng là một sự kết nối vững vàng, Trung ương đã đạt được nhất trí. Thị trưởng thành phố Yến. Ở bên ngoài thì thấy Phó Tiên Phong thích hợp nhất để tiếp nhận chức vụ, trên thực tế tôi vẫn hy vọng có thể đưa lại đây một người có một người thích hợp nhất, người đó là ai, trong lòng cậu cũng biết. Hạ Tưởng ha hả cười. Cử hiền bất tị thân khi tiến cử nhân tài cho đất nước, chẳng nghĩ đến việc người đó với mình là có quan hệ gì, chỉ cần việc đó có ích lợi cho đất nước. Hay còn gọi là trí công vô tư, tôi cũng biết kinh nghiệm lý lịch của bố vợ đủ đáp ứng. Ông ấy cũng từng đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực thành phố Yến, là người thích hợp nhất để chọn. Nhưng hiện tại việc lựa chọn chức thị trưởng thành phố Yến đã kinh động đến rất nhiều người, là chỗ không tốt để ngồi.
Hiện tại mấy nhà cũng liều mạng đến đầu rơi máu chảy, bố vợ tôi lại đến tiếp nhận vị trí ồn ào này, làm không tốt, có thể sẽ bị người ta để ý. Lên làm, lại càng trở thành bia ngắm. Cậu đúng là cậu, suy nghĩ lâu dài, đúng là người một nhà, nghĩ thay Vĩnh Quốc thật đúng là đủ chu đáo. Trần Phong cười lấy tay chỉ Hạ Tường. Từ phong cách lãnh đạo và năng lực mà nói, quả thật đúng là Vĩnh Quốc là thích hợp nhất. Nhưng cậu nói đúng, Vĩnh Quốc đảm nhiệm chức thị trưởng cũng có rất nhiều điểm bất lợi, phương diện lớn thì tôi không nói, dễ dàng khiến Phó Tiên Phong ngáng chân, vân vân, quả thật là chuyện phiền toái, dù là chuyện nhỏ, cũng sẽ rơi vào miệng lưỡi người đời. Dù sao bố vợ là thị trưởng, con rể là bí thư quận ủy quận dưới trực thuộc, cũng rất không hay. Tình huống như thế này gần như là có 102 ở trong nước, nếu Vĩnh Quốc thật sự đảm nhiệm chức thị trưởng, cậu có lẽ phải nhường đường cho ông ấy mới được. Hạ Tường gật đầu, cũng không giấu giếm Trần Phong. Bố vợ tôi có khả năng phải đi tỉnh Tây. Trần Phong ngây người sửng sốt, sau đó nghĩ tới cái gì? Là đề nghị của Lộ Uyên Nguyên. Hạ Tường lắc đầu. Không phải, là Hình Đoan Đài. Ha ha, Hình Đoan Đài rất không hòa hợp với Lộ Uyên Nguyên lúc ở tỉnh Yến, tới tỉnh Tây, phỏng chừng hai người lại làm theo ý mình. Y cũng đi được một nước cờ tốt, để Vĩnh Quốc đi, rõ ràng là muốn khiến Vĩnh Quốc làm cầu nối cho y. Nói không chừng Đoan Đài lại từ cậu mà linh cảm nghĩ ra. Đi tỉnh Tây cũng tốt, ít nhất có Đoan Đài và có sự chiếu cố nguồn gốc, Vĩnh Quốc sẽ không bị cô lập. Trần Phong kinh nghiệm trong quan trường, rất nhiều sự tình vừa nghĩ đã thấu hiểu. Hạ Tưởng cũng không biết rằng Phản Bính Nghĩa đối tác của Nguyên Minh Lượng đã để mắt đến nguồn tài nguyên than đá của tỉnh Tây, chuẩn bị tiến quân ồ ạt vào tỉnh Tây, dự định đầu cơ than đá. Vốn lưu động đầu cơ than đá cũng không chênh lệch gì mấy với thời gian thực sự phát sinh sự kiện đầu cơ than đá ở kiếp trước của Hạ Tưởng. Lúc đó đã có 50 tỷ tiền đầu tư của Văn Châu ở tỉnh Tây, phân bố trong hơn 500 xí nghiệp lớn nhỏ. Mặc dù quỹ Văn Châu tham gia vào thị trường than đá tỉnh Tây, đã sớm có thể lội ngược dòng đến cuối những năm 80, nhưng thẳng đến năm 2003, mới lục tục có đầu tư lớn rót vào. Thời kỳ cường thịnh vẫn liên tục kéo dài đến năm 2009, ước tính có khoảng hơn 2.400 mỏ than các loại do Văn Thương kinh doanh, chiếm khoảng 60% các mỏ than trung bình và nhỏ ở tỉnh Tây, sản lượng than đá hàng năm đạt khoảng 80 triệu tấn, ngành than ở tỉnh Tây có được địa vị hết sức quan trọng. Nhưng kể từ năm 2009, tỉnh Tây bắt đầu chỉnh đốn thị trường than đá, tiến hành vận động rầm rộ việc tái cơ cấu các mỏ than nhỏ. Dựa theo phương án cải tổ của tỉnh Tây lúc đó, tới cuối năm 2010, toàn bộ tổng số hầm mỏ của tỉnh từ 2.598 hầm sẽ giảm xuống còn 1.000 hầm, số lượng xí nghiệp than đá từ con số 2.200 trước mắt giảm mạnh xuống còn khoảng 100 xí nghiệp. Điều này có nghĩa là, mấy trăm mỏ than trung bình nhỏ do Văn Thương đầu tư ở tỉnh Tây bị thôn tính hoặc bị đóng cửa, những tập đoàn đầu cơ than đá từ nay về sau rời khỏi sân khấu lịch sử. Căn cứ theo chính sách bồi thường của tỉnh Tây mà tính, chi phí bồi thường một mỏ than trị giá hơn 100 triệu không vượt quá 50 triệu tệ, hơn nữa khoản thu được từ thanh lý cũng không trả lại cho xí nghiệp. Chỉ một việc này thôi, 50 tỷ đầu tư của tập đoàn đầu cơ than đá trong một đêm đã rút lại hơn 50%. Trước khi Hạ Tưởng tái sinh, hoạt động tổ chức lại vẫn đang tiến hành. Mặc dù tỉnh Giang Khúc của Văn Châu sở tại đã hướng tỉnh Tây đưa ra kháng nghị nghiêm trọng, tỉnh Tây vẫn như cũ chấp hành nghiêm khắc chính sách, rất nhiều vốn đầu tư của các tập đoàn đầu cơ than đá mất cả chỉ lẫn trài. Nếu để Hạ Tưởng biết rằng Phản Bính Nghĩa đã gom góp được một khoản đầu tư lớn đang chuẩn bị quy mô gia nhập thị trường than đá tỉnh Tây, chắc chắn hắn sẽ nhắc nhở Tào Vĩnh Quốc, phải sớm chuẩn bị biện pháp phòng bị, thực hiện trước một bước định ra chính sách pháp quy tương quan. Triệu Tiểu Phong, ngài có biết không? Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ tới cuộc gặp mặt giữa Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong. Nghĩ thầm rằng có lẽ Trần Phong biết tính cách của Triệu Tiểu Phong. Hạ Tưởng thật đúng là hỏi đúng chỗ, Trần Phong không ngờ có biết Triệu Tiểu Phong thật. Có biết, đã từng qua lại vài lần, quan hệ không phải quá quen thuộc, cũng có nói chuyện qua. Làm sao vậy, cậu có việc cần nhờ cậu ta hỗ trợ à? Không phải có việc nhờ cậu ta hỗ trợ, mà là nói không chừng về sau cậu ta sẽ tìm chính mình làm phiền, Hạ Tưởng ha hả cười. Muốn biết một chút tính tình của cậu ta. Tính tình của Triệu Tiểu Phong, tôi cũng không thể nói là rất hiểu biết, tuy nhiên đối với cậu ta, tôi ít nhiều có một chút nhận định của bản thân. Trần Phong không hỏi nhiều về nguyên nhân Hạ Tưởng muốn tìm hiểu về Triệu Tiểu Phong, thận trọng nói. Triệu Tiểu Phong không dễ đối phó,
ở mặt ngoài sáng sủa, quả thật việc gì cũng thích tính toán chi li, tôi cũng không phải là nói xấu sau lưng. Ha ha, nếu muốn đưa ra một kết luận về Triệu Tiểu Phong, chính là, nhai tí tất báo, có thù phải trả. Trần Phong cũng biết Hạ Tưởng làm việc luôn luôn thận trọng, sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi, cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì mà thảo luận về chuyện thị phi của người khác. Hơn nữa tình bạn mấy năm giữa y và Hạ Tưởng, cũng vốn không gì giấu giếm, nói đúng sự thật. Hạ Tưởng gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Có khả năng tôi về sau sẽ có xung đột với Triệu Tiểu Phong. Tìm hiểu trước một chút tính tình của cậu ta, cũng tốt để biết người biết ta. Trần Phong, ồ, một tiếng, lại nhắc nhở một câu. So chiêu với Triệu Tiểu Phong phải cẩn thận một chút, theo tôi biết, cậu ta so với Phó Tiên Phong đôi lúc còn khó đối phó hơn. Hạ Tưởng lại nói chuyện với Trần Phong hồi lâu, nhìn thời gian, lúc đang ngạc nhiên bây giờ đã là buổi chiều, phía Bắc Kinh tại sao vẫn chưa có tin tức truyền ra, đột nhiên, điện thoại của Trần Phong vang lên. Trần Phong chỉ nhìn thoáng qua số điện thoại, vẻ mặt lập tức liền nghiêm trọng. Hạ Tưởng thấy thế muốn tránh đi, Trần Phong khoát tay chặn lại, ra hiệu Hạ Tưởng ngồi xuống là được, y giơ tay nhấc điện thoại lên. Trần Phong lẳng lặng mà nghe một lát, sau đó cung kính nói một câu. Được, tôi ủng hộ quyết định của tổ chức, tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Buông điện thoại, Trần Phong xoay người đi tới trước mặt Hạ Tưởng, vỗ vỗ vai Hạ Tưởng. Đối với cậu mà nói là một tin tức không tốt, Phó Tiên Phong tiếp nhận chức vụ thị trưởng, bên trên đã gật đầu. Nhanh thật, Hạ Tưởng khẽ thở dài. Ba nhà liên kết quả nhiên uy lực không nhỏ, thế lực gia tộc đúng là không được phép khinh thường. Sự việc trong chính trị quả nhiên thật thú vị, có khi kéo dài không quyết định, có khi lại nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, năng lượng và quyết tâm toàn bộ nhìn các bên đánh cờ. Trần Phong cho rằng Hạ Tưởng sẽ chán nản. Không ngờ Hạ Tưởng chỉ thản nhiên cười. Phó Tiên Phong đối với ngai vàng thị trưởng thành phố Yến, là việc chắc chắn phải đến, y có thể ngồi vào đó cũng là việc hợp với lý lẽ. Trần Phong gật đầu. Rất nhiều sự việc trong chính trị đều là kết quả của sự thỏa hiệp, cậu cũng không cần phải nhụt chí. Phó Tiên Phong có lên làm chức thị trưởng, y cũng không thể muốn làm gì thì làm. Tôi cũng tin tưởng năng lực của cậu có thể giải quyết những vấn đề khó khăn. Ở ngoài mặt thì an ủi Hạ Tưởng. Trong lòng y có phần cảm thán. Hạ Tưởng quả thật đã trưởng thành, cũng đã bắt đầu có phong thái của một chính trị gia. Ngay cả y cũng thật sự không ngờ sự việc Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng sẽ được quyết định nhanh chóng như vậy, Hạ Tưởng lại tuyệt không hề dao động. Nếu đổi lại đặt y trong tình thế trước mắt Hạ Tưởng, tất nhiên sẽ khó có thể mà an tâm. Hạ Tưởng đương nhiên cũng không phải không hề bị khuấy động, trong lòng hắn cũng đã nổi lên một tia gợn sóng. Có nhiều lúc nghĩ là một chuyện. Sau khi sự việc xảy ra, lại là một loại tình cảnh khác. Việc Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng, với hắn mà nói tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi, nhưng không phải sự việc trong phạm vi khả năng của hắn, thì cho dù hắn có đau đầu chán nản cũng chẳng làm nên chuyện gì, chi bằng thản nhiên đối mặt. Hơn nữa trên thực tế hắn đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày này. Trong quá trình tranh đấu với Phó Tiên Phong, hắn không thể luôn bị động ứng chiến, nhưng cũng không muốn chủ động khơi mào sự việc. Việc có thể làm chính là tận dụng mọi khả năng mà xây dựng tốt mạng lưới quan hệ, một khi Phó Tiên Phong muốn động đến hắn, một khi mạng lưới quan hệ phát động, có thể khiến Phó Tiên Phong tự chui vào giỏ, như vậy, thì đạt được hiệu quả Hạ Tưởng mong muốn. Tình hình thành phố Yến rất phức tạp, vừa có thế lực địa phương, ví dụ như Lý Đinh Sơn và Cao Hải, lại có lực lượng ngoại lai, ví dụ như Hồ Tăng Chu, cũng có thế lực gia tộc, ví dụ như Phó Tiên Phong và Vu Phồn Nhiên. Ngoại trừ bước tiếp theo sau khi Hồ Tăng Chu tiếp nhận chức phụ bí thư, Cao Hải làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, có được quyền uy tuyệt đối ở thành ủy ra, Phó Tiên Phong muốn nói sao làm vậy ở thành phố Yến, còn xa mới tới. Trên thì bị Hồ Tăng Chu kiềm chế, dưới lại bị Vu Phồn Nhiên, Cao Hải và Lý Đinh Sơn kìm hãm. Hơn nữa từ trước đến nay chiến tích của thị trưởng thành phố Yến đều rất khó để đạt được, rồi lại dễ dàng bị áp chế, Hồ Tăng Chu chính là một tiền lệ. Đương nhiên hậu trường của Phó Tiên Phong cứng rắn, mạnh mẽ hơn so với Hồ Tăng Chu, có thế lực gia tộc hùng mạnh làm chỗ dựa, chắc chắn sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với bộ máy ủy ban nhân dân thành phố so với thời của Hồ Tăng Chu. Nhưng rất không may, bộ máy chính phủ cũng không đoàn kết, chẳng những không đoàn kết, còn có sự kiểm soát không nhỏ. Hạ Tưởng chợt nghĩ tới trước đây lúc ông cụ nhà họ Ngô ra tay chèn ép hắn, đi một nước cờ kỳ diệu bổ nhiệm Vu Phồn Nhiên tới đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực thành phố Yến. Chẳng lẽ ông cụ nhà họ Ngô ánh mắt sâu xa,
đã sớm thấy được Phó Tiên Phong muốn mưu cầu ngai vàng thị trưởng thành phố Yến, cho nên mới sớm bố trí Vu Phồn Nhiên vào, lấy thân phận của Phó Thị trưởng thường trực để gây khó khăn cho Phó Tiên Phong. Có lẽ thật đúng là như vậy. Hạ Tưởng liền cảm thấy khâm phục hơn một bậc đối với sự nhìn xa trông rộng của ông cụ nhà họ Ngô. Chỉ có điều trước sự kiện trưởng ban thư ký tỉnh ủy lần này, vì sao ông cụ nhà họ Ngô vẫn giữ im lặng? Chẳng lẽ ông ta nhìn không ra việc nhà họ Ngô sẽ bởi vì một chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy bình thường, mà cuối cùng sẽ khiến cho tứ diện Sở Ca mọi mặt bị bao vây? Hạ Tưởng hỏi, Bí thư Trần, có tin gì về người được chọn làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy hay không? Trần Phong lắc đầu. Cấp trên không nói, không hề nhắc tới, tôi tất nhiên không tiện hỏi, hẳn là còn chưa quyết định. Nhưng nếu sự việc của thị trưởng đi đến kết luận, ứng cử viên trưởng ban thư ký hẳn là cũng 8-9 phần 10, nhưng chưa có tin đồn truyền ra, hẳn là còn thiếu một bước thủ tục cuối cùng. Hạ Tưởng thấy thời gian không còn nhiều lắm, Trần Phong dù sao cũng là bí thư thành ủy, hắn không thể chiếm dụng quá lâu thời gian của người đứng đầu thành ủy, liền đưa ra lời từ biệt. Trước khi chờ ngài rời khỏi thành phố Yến, tôi mời ngài ăn vài bữa cơm, đỡ phải lần sau tôi đi Bắc Kinh, ngài sẽ làm bộ không biết đến tôi. Một câu nói vui đùa khiến Trần Phong cười ha ha. Tôi chỉ sợ cậu không đến Bắc Kinh gặp tôi. Tôi vừa đi, thì người đi trà cũng lạnh. Cười từ văn phòng Trần Phong đi ra, Hạ Tưởng thấy sắc trời còn sớm, liền chuẩn bị đến văn phòng của Hồ Tăng Chu ngồi lại. Vừa mới đi được vài bước, di động kêu, là điện báo của Mai Thái Bình. Phó Tiên Phong làm thị trưởng, nhà họ Khâu lấy được chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhà họ Ngô trắng tay, sự việc đã được quyết định. Trong giọng nói của Mai Thái Bình lộ vẻ thoải mái. Tôi vừa mới gặp Ngô Tài Dương, vẻ mặt ông ta xanh mét, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tôi hiếm khi chủ động hướng ông ta chào hỏi, cậu ta lại không thèm để ý, rất không lễ phép. Ha ha, lúc nào về cậu nói với ông ta một tiếng, nói rằng Mai Thái Bình có ý kiến với ông ta. Hừm, Mai Thái Bình lại tiện thể khoe mẽ, Ngô Tài Dương lần này thua cực thảm, có tâm trạng nói chuyện với Mai Thái Bình mới là lạ. Mấu chốt là, sau khi Ngô Tài Dương quay về Bắc Kinh lần đầu tiên bố cục quan trọng gặp thất bại mà chấm dứt, với y mà nói là một sự đả kích không nhỏ, hẳn là cũng sẽ khiến uy danh của y trong bộ chính trị giảm đi. Hạ Tưởng lại nhớ tới thắc mắc vừa rồi ở trên, vì sao ông cụ nhà họ Ngô gia lại không có một chút ý định khuyên can đối với hành động ngược hướng của Ngô Tài Dương lúc này đây. Người của nhà họ Khâu được chọn làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, rốt cuộc là ai? Hạ Tưởng lại không đoán được dụng ý của nhà họ Khâu. Không ngờ Mai Thái Bình cười ha hả. Hiếm khi thấy cậu không đoán được một lần, tôi càng không thể nói cho cậu biết, cho cậu chờ hai ngày cho chán. Sao lại như vậy? Hạ Tưởng đối với việc điện thoại di động đột ngột ngắt bất đắc dĩ mỉm cười. Dường như có thể gây khó khăn cho hắn, đều khiến cho cả Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình vui vẻ như nhau. Hạ Tưởng tới văn phòng Hồ Tăng Chu ngồi một lát, báo cáo việc sắp xếp công việc gần đây của quận Hạ Mã một chút, sau đó còn nói tới nơi Trần Phong sẽ đi, Hồ Tăng Chu như thường lệ tỏ vẻ cao hứng, nói đến việc Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng, cùng với việc ứng cử viên chức trưởng ban thư ký có thể đề bạt ngay tại chỗ ở thành phố Yến hoặc tỉnh Yến, Hồ Tăng Chu cũng có chút kinh ngạc. Người nào có khả năng trở thành bí thư thành ủy, tôi nghĩ. Trầm tư một lát, Hồ Tăng Chu lắc đầu mỉm cười. Nghĩ không ra, ha ha. Vẫn là một tay bí hiểm, thật thú vị. Được rồi, không chơi trò trốn tìm với bọn họ, 11 tỉnh, đoán từng người một cũng quá mệt, ai có lòng dạ nào mà suy nghĩ, dù sao cũng là việc của hai ngày. Hạ Tưởng suy nghĩ, cũng lược qua câu hỏi về các ứng cử viên chức thư ký tỉnh ủy. Thị trưởng Hồ, sau khi Phó Tiên Phong tiếp nhận chức vụ thị trưởng, thành phố Yến sẽ lại trống ra vị trí phó bí thư. Tôi đoán là vị trí phó bí thư có thể sẽ điều từ bên ngoài tới. Hiện tại thành phố Yến không có người thích hợp để chọn. Lẽ ra Đinh Sơn có chút hy vọng, nhưng kinh nghiệm lý lịch của cậu ta lại hơi nông. Năm đó từ cục trưởng cất nhắc thẳng lên chức giám đốc sở, có phần hơi quá. Tuy nhiên thật ra có thể nằm trong phạm vi hoạt động của tỉnh, ứng cử viên chức phó bí thư, tỉnh ủy có quyền quyết định. Tôi cũng có thể lên tiếng ủng hộ Đinh Sơn một chút. Ý tứ của Hồ Tăng Chu là, chỉ cần có người đề nghị, sau khi y tiến vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy, sẽ bỏ phiếu tán thành đối với việc bổ nhiệm Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng hiểu, ý tứ của Hồ Tăng Chu là thể hiện thiện ý, cũng là một loại khẳng định đối với hắn và Lý Đinh Sơn, hắn liền gật đầu nói.
Cảm ơn thị trưởng Hồ chiếu cố, tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng một chút với trưởng ban thư ký. Buổi tối, Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Tào Thù Lê, báo cho cô biết không về ăn cơm, hắn có tiệc xã giao. Hạ Tưởng phải tăng cường bố cục, mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho việc Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng, tận khả năng mà hạn chế đến mức thấp nhất. Tào Thù Lê cũng hiểu rõ thời gian gần đây Hạ Tưởng bận tối mày tối mặt, chủ yếu là vấn đề thay đổi nhân sự đã tác động đến thần kinh mọi mặt, cũng là việc liên quan đến lợi ích bản thân của Hạ Tưởng, cô cũng hiểu. Chú ý thân thể một chút, đừng để mệt quá. Cô bé Lê đầu tiên là quan tâm hỏi một câu, còn nói. Bố gọi điện thoại, nói là chuyện của ông có manh mối, muốn lần cuối cùng hỏi ý kiến của anh một chút. Có cơ hội một bước đã được vào cấp phó tỉnh thì không được bỏ lỡ, đợi sau này, sự việc sẽ khó mà nói. Hơn nữa ở tỉnh Tây có Hình Đoan Đài và Lộ Uyên Nguyên, tình hình của Tào Vĩnh Quốc cũng sẽ không quá tệ. Người làm quan, đôi khi địa vị và cấp bậc không thể cùng song toàn, có thể đạt được một cái trước rồi mới nói đến cái kia sau. Được, anh sẽ gọi điện thoại cho bố, yên tâm nhé. Nếu bố đi tỉnh Tây, cách xa chúng ta hơn, trọng trách đè lên vai anh sẽ nặng hơn. Cô bé Lê lại nhắc nhở Hạ Tưởng một câu. Hạ Tưởng hiểu ý tứ của cô bé Lê, là muốn để hắn làm quan thật tốt, đường đường chính chính mà làm người, bởi vì con gái của nhà họ Tào còn có một đứa con trai, chẳng khác nào giao toàn bộ cho hắn. Người khác cưới vợ cưu mang luôn cô em vợ, anh lại hay, cưới vợ mà còn phải chu cấp cả một cậu em vợ, thật sự là làm ăn lỗ vốn. Hạ Tưởng cười ha ha, trêu đùa cô bé Lê. Đi chết đi, Tào Thù Quân hiện giờ vô cùng kính trọng anh còn ghét bỏ nó. Nó mặc dù có hơi lười biếng, hơi xấu, nhưng chung quy lại vẫn có thể bỏ qua được, không gây chuyện sinh sự với anh mỗi ngày là tốt lắm rồi. Cô bé Lê cười ha ha, tiếng của cô nhẹ nhàng như trước kia, khiến cho người ta mơ màng. Anh lại còn muốn cô em vợ, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Thành thật mà nói, có phải nhớ tới Mễ Huyên hay không? Mễ Huyên, chị họ của cô bé Lê tại thành phố Chương Trình. Một thời gian dài không có tin tức của Mễ Huyên, cô bé Lê không đề cập tới, Hạ Tưởng thật đúng là đã quên cô ta. Chương 707, tiếp tục lên kế hoạch. Nhớ tới Mễ Huyên, liền nhớ tới những năm tháng xanh tươi ở huyện Bá, Hạ Tưởng không tránh khỏi có phần bùi ngùi. Chính là ở huyện Bá hình thành nền móng tình cảm giữa hắn và Tào Thù Lê. Cũng chính là ở huyện Bá, biết Liên Nhược Hạm sẵn lòng sống chung cả đời cùng hắn. Cũng ở huyện Bá, đã gặp Dương Bối người yêu cũ của hắn. Nhớ tới Dương Bối, tâm tư của Hạ Tưởng có phần trôi xa, giữa lúc mơ hồ không tự chủ được suy nghĩ, cũng không biết Dương Bối đã đi nơi nào, kiếp này còn có duyên phận gặp lại hay không. Không gặp cũng tốt, gặp lại không bằng hoài niệm, kỳ thật đối với Dương Bối, Hạ Tưởng vừa không nhớ nhung cũng không muốn gặp lại, giống như mây trôi trên trời, ngẫu nhiên bay qua, chỉ kịp tạo cho mặt đất một mảnh râm mát. Lập tức lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó lại nói mấy câu về đề tài Mễ Huyên, biết Mễ Huyên bây giờ vẫn còn độc thân, dường như còn nói muốn sống độc thân đến cùng. Đồng thời, việc kinh doanh của Mễ Huyên cũng không tệ lắm, phong sinh thủy khởi, gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, ý là làm tới đâu phất tới đó ít nhất cũng có gia tài chục triệu. Một người phụ nữ xinh đẹp, một người phụ nữ độc thân. Xinh đẹp và có thân thế giàu có, Mễ Huyên hiện tại đoán chừng là hoa thơm trái ngọt trong mắt không ít đàn ông, cũng không biết cuối cùng ai có thể thu hoạch được trái tim của Mễ Huyên, thành công ôm được mỹ nhân về. Hạ Tưởng ngắt điện thoại với cô bé Lê, đi thẳng tới văn phòng của Lý Đinh Sơn. Vừa lúc, Tôn Định Quốc đang nói chuyện cùng Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng tiến vào, liền chào hỏi thân thiết với Tôn Định Quốc. Cục trưởng Tôn cũng ở đây à? Tôn Định Quốc vừa thấy Hạ Tưởng, vẻ mặt lập tức tươi cười. Tiểu Hạ, xin chúc mừng. Hạ Tưởng sửng sốt, hắn dường như không có chuyện tốt gì đáng để chúc mừng. Nghĩ lại mới hiểu được Tôn Định Quốc chúc mừng chính là sự việc Tào Vĩnh Quốc. Tôn Định Quốc là bạn tốt lâu năm với Tào Vĩnh Quốc, đối với việc Tào Vĩnh Quốc rốt cục cũng sắp sửa tiến lên cánh cửa cấp phó tỉnh, y cảm thấy vui mừng từ đáy lòng. Cảm ơn, tôi xin thay mặt bố vợ cảm ơn ngài. Hạ Tưởng liền khách sáo vài câu, nhân tiện nói vài câu chuyện phiếm. Tôn Định Quốc cũng biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn, đoán chừng có chuyện muốn nói, liền cáo từ rời đi. Bí thư Tào thăng tiến thêm một bước, quả thật là việc rất đáng mừng. Lý Đinh Sơn cao hứng nói. Tuy nhiên việc Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng, cũng không phải là một tin tốt.
Hạ Tường lại khoát tay. Bí thư phó lên chức thị trường, có lợi có hại. Không nói mặt hại, mặt lợi chính là, vị trí phó bí thư sẽ để trống. Lý Đình Sơn sửng sốt, lập tức ý thức được ý tứ trong lời nói của Hạ Tường, ha hả cười. Thời gian tôi làm ở vị trí trưởng ban thư ký quả thật không ngắn, theo lý thuyết thì thay đổi vị trí cũng bình thường, nhưng quan hệ lão sử đã dùng hết. Hơn nữa lúc ấy tôi được đặc biệt đề bạt từ cục trưởng lên thẳng giám đốc sở, cho dù chiêu độ ra mặt tác động, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Thử một lần bao giờ cũng tốt, không thử qua, cuối cùng lại tiếc nuối. Tôi ủng hộ ngài cố gắng một lần. Hạ Tường động viên tinh thần Lý Đinh Sơn. Buổi tối có muốn cùng ngồi với Phó Chủ tịch tỉnh Tống hay không? Lý Đinh Sơn đương nhiên không có ý kiến gì khác, y tự mình gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ. Không ngoài dự tính của Hạ Tường, Tống Chiêu Độ bảo hai người đi thẳng đến nhà y. Hạ Tường đến thành ủy cùng lái xe và thư ký, hắn bảo lái xe và thư ký về quận ủy trước, hắn và Lý Đinh Sơn cùng ngồi lên một chiếc xe đi tới nhà Tống Chiêu Độ. Đến nhà họ Tống, Tống Chiêu Độ còn chưa trở về, chỉ có Tống Nhất Phàm ở nhà. Còn có cả Trương Quỳnh vợ của Tống Chiêu Độ cũng ở nhà. Khoảng thời gian Hạ Tường biết Tống Chiêu Độ không ngắn, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt Trương Quỳnh. Bộ dạng của Trương Quỳnh và Tống Nhất Phàm rất giống nhau, vừa nhìn đã biết là mẹ con. Vóc dáng của bà khá cao, Tống Nhất Phàm vốn không thấp, mà đứng cùng một chỗ với bà, mới chỉ đến qua mắt bà. Xem ra, chiều cao của Tống Nhất Phàm là từ mẹ của cô. Trương Quỳnh tỏ vẻ hoan nghênh hai người đã đến, vẻ mặt thản nhiên, mặc dù cũng tươi cười, nhưng không một chút tha thiết. Lý Đình Sơn và Trương Quỳnh biết nhau, nói vài câu khách sáo, sau đó liền cùng Hạ Tường ngồi ở sofa trong phòng khách chờ. Tống Nhất Phàm dường như rất không tự nhiên ở trước mặt mẹ, thấy Hạ Tường, chỉ cười trộm, cũng không dám đi về phía trước nắm tay Hạ Tường. Mặc dù Hạ Tường đã nhìn ra, cô đã sớm không kiềm chế được muốn lại gần nói chuyện, tuy nhiên vẻ mặt Trương Quỳnh vẫn thờ ơ như cũ, Tống Nhất Phàm không dám lại gần. Từ đó có thể thấy được, trong thái độ có phần lý trí giữa Trương Quỳnh và Tống Nhất Phàm, quan hệ mẹ con của họ cũng không phải vô cùng thân thiết, mà trái lại, có một loại cảm giác xa cách lờ mờ. Tống Nhất Phàm ngoại trừ việc có một sự kính sợ tự nhiên đối với Trương Quỳnh ra, cũng không có nhiều tình cảm yêu mến lắm. Có lẽ là nguyên nhân gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Ngồi chẳng bao lâu, Tống Chiêu Độ đã trở về. Tống Chiêu Độ vừa vào đến cửa, Trương Quỳnh liền lấy cớ có việc đi ra ngoài. Trương Quỳnh vừa đi, không khí trong nhà ngay lập tức sinh động hẳn lên, Tống Nhất Phàm liền vội ngồi xuống bên cạnh Hạ Tường, ôm cánh tay Hạ Tường, thè lưỡi. Hạ ca ca, có phải anh không thích mẹ của em hay không? Em cũng không thích mẹ, lúc nào cũng một bộ mặt nghiêm túc, bộ dạng lúc nào cũng không chịu cười. Ngay cả cười, cũng thật sự rất giả, còn quản đông quản tây, phiền cũng phiền đến chết. Nếu để mẹ thấy em ôm tay anh, ít nhất cũng sẽ dạy dỗ phê bình em hết nửa giờ. Nói từ việc nhỏ, là con gái phải tự ái tự trọng, đến việc lớn, là có thể nói đến hạnh phúc cả đời và tương lai của nhân loại. Giữa em và mẹ, đã nhanh chóng trở thành quan hệ đối địch giữa những kẻ thù giai cấp, sự khác biệt to lớn, đã vượt qua cả độ sâu của lòng biển Mariana. Tống Chiêu Độ cười mắng. Ở đâu lại có con gái nói xấu sau lưng mẹ như thế? Mẹ con là do công việc yêu cầu, thời gian kéo dài lâu, nên lạnh nhạt với người khác. Nhưng thật ra bà ấy là người mặt lạnh tâm nóng. Con cho rằng là cứ đơn giản như con, cần phải cười một cái thì mới cho là cách chào đúng à. Nông cạn. Tống Nhất Phàm phản kích sự trách mắng không chút nể tình vừa rồi của Tống Chiêu Độ. Cái gì mà nói cười mới đúng là người tốt, ba có thấy lúc nào Hạ Tưởng cười đùa cợt nhả không? Nhưng con lại cảm thấy anh ấy đúng là người tốt, và cũng chân thành. Ba làm cái chức chủ tịch tỉnh đi lãnh đạo người khác là được rồi. Tạm tha cho con gái của ba đi. Cấp dưới của ba không thiếu một con tốt như con, về sau cũng đừng giảng đạo lý lớn với con. Nói nhảm cái gì thế? Tống Chiêu Độ dở khóc dở cười. Người ba lãnh đạo rất nhiều, nhưng ba chỉ có một đứa con gái cưng là con, ba không dạy bảo con thì dạy bảo ai? Tống Nhất Phàm bĩu môi bĩu miệng, không để ý đến Tống Chiêu Độ, cúi xuống thầm thì bên tai Hạ Tưởng. Tống Nhất Phàm mặc một bộ quần áo ở nhà bằng nhung, có vẻ rất xịn, cô trông giống như một con gấu bông, mặc dù cũng phải nói quả thật là một cô nàng to xác, nhưng ở trong mắt Hạ Tường, dù sao cũng chỉ là bộ dạng của một cô bé chưa lớn. Hạ Tường và Tống Nhất Phàm nói cười vài câu, đối với những câu hỏi quái đản của cô, nhặt vài cái trọng yếu trả lời,
một loạt những cái khác lừa bỏ qua chót lọt, làm cho Tống Nhất Phàm rất bất mãn, rồi trách móc Hạ Tưởng Tết nhất cũng không đến gặp cô một lần, rõ ràng không để cô ở trong lòng. Đối với lời trách mắng của Tống Nhất Phàm, Hạ Tưởng đành phải cười đáp lại, cô nói cái gì là cái đấy, không được phép chấp nhặt với cô. Con gái và phụ nữ có một tính cách chung chính là nói không cần biết lý do, muốn phân rõ phải trái với các cô, anh sẽ thua ngay. Tống Nhất Phàm thấy Hạ Tưởng không thể suy chuyển, anh khen hắn vẻ mặt tươi cười, anh oán giận hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười, không hề nóng tính, ảo não mà đẩy Hạ Tưởng một phen. Không để ý tới anh, giống như người gỗ, chẳng còn chút hứng thú nào. Tống Nhất Phàm chân dài eo thon, lúc rời khỏi, dáng vẻ đã uyển chuyển dịu dàng. Hạ Tưởng khẽ thở dài, con gái lớn thật là nhanh, Lolita trước kia ngay tức khắc đã trưởng thành một cô nàng to lớn. Làm đàn ông thật tốt, một cô gái chỉ có 2-3 năm làm Lolita, còn một người đàn ông lại có thể làm chú rất nhiều năm. Tuy nhiên trong suy nghĩ của Hạ Tưởng lại không có ý tứ gì tà ác. Trong mắt hắn, Tống Nhất Phàm rất đáng yêu đến nỗi không cho phép trong đầu hắn có bất kỳ ý niệm gì về phương diện nam nữ đối với cô, chỉ có điều cảm thấy Tống Nhất Phàm giống như một quả bóng, lúc mới biết cô thì chỉ là cô bé Lolita. Hiện tại chỉ chớp mắt, đã hoàn toàn trưởng thành thành một Lolita lớn phổng phao. Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn đối với việc Tống Nhất Phàm dựa dẫm Hạ Tưởng, chỉ cười, không hỏi giữa hai người thì thầm chuyện gì. Sau đó, Tống Chiêu Độ không ngờ lại chủ động đề xuất muốn ra ngoài ăn cơm, khiến cho Hạ Tưởng hơi giật mình kinh hãi, bởi vì từ lúc Hạ Tưởng biết y tới nay, y dường như đều luôn luôn ăn cơm ở nhà. Chương 708, đã có lợi thì không thể bỏ qua. Trước cửa mới mở một nhà hàng bán bánh cuốn thịt, nghe nói mùi vị cũng ngon lắm, cùng đi nếm thử chút đi. Tống Chiêu Độ cười, đề nghị. Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng tự nhiên là không có ý kiến, Tống Nhất Phàm vừa chạy vào phòng, nghe được có đồ ăn, vội vàng lại chạy đi ra. Con cũng đi, mọi người từ từ đợi con. Tống Chiêu Độ lại nói. Chúng ta đi trước được rồi, con thay quần áo mất cả nửa ngày. Để cho tất cả mọi người phải ngồi chờ con, vậy không được. Bên ngoài tối lắm, con sợ. Tống Nhất Phàm nháy nháy đôi mắt to, làm chiêu sát thủ làm bộ yếu đuối và nũng nịu. Hạ Tưởng đợi Nhất Phàm đi, chúng tôi đi trước. Lý Đinh Sơn cười đề nghị, vừa lúc ông ta có chuyện cần nói với Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng bị giữ lại, hắn không đồng ý cũng phải chịu, nếu không thì ngay cả Tống Nhất Phàm cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tống Nhất Phàm vào phòng đi thay quần áo, còn cố ý dặn dò. Anh không được vào nhìn lén đâu đó, nếu không, em mách cha, nói anh là sắc lang, sói háo sắc. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười. Anh không có ý định nhìn lén trong đầu, em tự dưng đề xuất, không phải giấu đầu lòi đuôi sao. Sau đó lại còn định lấy suy nghĩ của em mà bảo là của anh, nói bậy, thật đúng là buồn cười. Tống Nhất Phàm làm mặt quỷ với Hạ Tưởng. Cho anh tức chết. Nói là không cho Hạ Tưởng nhìn lén cô thay quần áo, nhưng khi thay quần áo, ngay cả cửa cũng không khóa, đóng cũng không đóng cho kín, còn để lại kẽ hở, nhưng đừng nói Hạ Tưởng có hành vi nhìn lén, lúc này tâm trạng của hắn không ở đây mà đang ở trên người Lý Đinh Sơn rồi. Nếu Lý Đinh Sơn đảm nhiệm vị trí phó bí thư thành ủy, quyền lực tương ứng sẽ nâng cao không ít, cũng có thể là để tạo cơ sở vững chắc cho bước tiếp theo lên đảm nhiệm chủ tịch thành phố hoặc bí thư thành ủy. Nhưng vấn đề là cánh cửa tỉnh ủy này có thể qua được hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khẳng định là Tống Chiêu Độ sẽ có thái độ ủng hộ. Phạm Duệ Hằng hẳn cũng không phải vấn đề lớn. Thuyết phục Mai Thái Bình đề xuất tên tuổi, Hạ Tưởng cũng nắm chắc 8 phần. Sau khi lên đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Hồ Tăng Chu cũng sẽ tỏ vẻ tán thành. Về phần Thôi Hướng khẳng định là sẽ có ý kiến phản đối. Nhưng ông ta phản đối không phải là điều mà Hạ Tưởng lo lắng nhất, trong lòng Hạ Tưởng thiếu tự tin nhất chính là thái độ của Diệp Thạch Sinh. Từ sau lần Khâu Tự Phong thuận lợi lên đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, gần đây Diệp Thạch Sinh vẫn có vẻ tỏ ra khiêm tốn, cũng không biết đang âm thầm làm chuyện gì. Hạ Tưởng cũng đã hơn 2 lần gọi điện thoại thăm hỏi, nhưng đều bị thư ký Ma Thu ngăn cản. Về sau khi thấy Diệp Thạch Sinh không tự mình đáp lời, cũng không bảo Ma Thu đưa ra câu trả lời thuyết phục. Hắn liền hiểu ra có khả năng Diệp Thạch Sinh cố ý muốn xa lánh hắn. Cho dù không phải cố ý muốn xa lánh, cũng là bởi vì gần đây Diệp Thạch Sinh rất bận việc, những chuyện khác, không muốn liên lạc với hắn. Cho dù là nguyên nhân nào, cũng không phải là hiện tượng tốt,
bởi vì Diệp Thạch Sinh đối nhân xử thế rất mềm mỏng, cũng nhớ ân tình cũ, mà sau khi hắn hơn 2 lần gọi điện thoại tới, một lần cũng không có hồi âm, chỉ sợ là có người nói bậy về hắn trước mặt Diệp Thạch Sinh, khiến Diệp Thạch Sinh không có suy nghĩ tốt về hắn. Cho dù là Thôi Hướng hay là người khác, dù sao trong lòng Hạ Tưởng luôn luôn muốn tìm một cơ hội nào đó để cùng Diệp Thạch Sinh sửa chữa lại quan hệ mới tốt đẹp một chút. Nói không chừng Diệp Thạch Sinh còn có thể tiếp tục làm thêm 2 năm nữa tại tỉnh Yến, nếu vẫn khiến bí thư tỉnh ủy coi là ngứa mắt, rất nhiều chuyện sẽ bị bó tay bó chân, rất khó mà làm được thuận lợi. Hạ Tưởng đang nghĩ đến nhập thần thì bỗng nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi của Tống Nhất Phàm từ trong phòng truyền đến, hắn hơi giật mình mà tỉnh lại, cũng không nghĩ nhiều, một bước đi đến đẩy cửa phòng ra, vội vàng hỏi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tập trung nhìn vào. Mới phát hiện Tống Nhất Phàm đang ngã bệt dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ uất ức, nước mắt vòng quanh, vừa thấy Hạ Tưởng liền bĩu môi, giọng điệu nức nở. Em bị ngã sấp xuống, mau đỡ em dậy đi. Hạ Tưởng do dự một chút, đứng không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn đỡ Tống Nhất Phàm dậy, mà là Tống Nhất Phàm ăn mặc rất chướng tai gai mắt. Cô ngồi dưới đất, quần mới kéo lên được một nửa, để lộ ra quần lót màu đỏ và bắp đùi trắng như tuyết, phía bên trên cũng chưa mặc áo. Coi như khỏa thân phần trên, chỉ mặc áo lót. Hạ Tưởng hơi chút đau đầu, dù sao Tống Nhất Phàm cũng lớn rồi, tại sao lại không giữ hình tượng như vậy chứ? Không nói đến chuyện mặc quần áo mà còn có thể ngã sấp xuống, làm sao có thể ăn mặc kiểu này, chưa mặc áo đã mặc quần sao? Đương nhiên mỗi người đều có thói quen mặc quần áo của chính mình, Hạ Tưởng không có ý định chỉ trích Tống Nhất Phàm, chỉ có điều bộ dạng nửa thân trần của cô hiện tại. So với lần trước Lam Miệt mặc áo ngủ trong suốt ở trong nhà hắn thì càng mê người hơn. Lần đầu tiên Hạ Tưởng gặp Tống Nhất Phàm là vào mùa hè, lúc ấy Tống Nhất Phàm mặc quần áo mát mẻ mùa hè, để lộ cánh tay và bắp đùi thanh xuân tươi trẻ ra bên ngoài, còn bây giờ Tống Nhất Phàm trước mắt da thịt trắng nõn, ngoại trừ vẫn giữ được vẻ thanh xuân láng mượt, thì còn ánh lên sự trưởng thành mê người. Tống Nhất Phàm thấy Hạ Tưởng thất thần không động đậy, không khỏi nóng nảy. Mau tới đỡ em. Có phải anh muốn thấy em bị xấu mặt hay không? Không phải muốn nhìn em xấu mặt, mà là không biết phải đỡ em như thế nào. Hạ Tưởng bất chấp tiến lên, giơ tay đỡ Tống Nhất Phàm, cân nhắc một chút, tốt nhất là giơ tay đặt tại chỗ an toàn nhất là nách của cô, sau đó dùng một chút lực, nâng Tống Nhất Phàm lên. Kết quả thật đúng là chế giễu, hai tay Tống Nhất Phàm nắm chặt cánh tay Hạ Tưởng, vùng đứng lên, chiếc quần vốn chỉ kéo được đến trên đùi liền lại trượt xuống, rơi xuống tới tận chân. Đồng nghĩa với việc Tống Nhất Phàm chỉ mặc bikini, Hạ Tưởng lại đang gần trong gang tấc, bật một hơi thở phả vào người cô, da thịt ánh lên sáng bóng, gần như làm cho Hạ Tưởng không mở nổi mắt. Hạ Tưởng thấy bên cạnh là giường liền thả Tống Nhất Phàm xuống đó. Mặc quần áo cho nhanh, em cũng thật ẩu, mặc quần áo cũng ngã được, là con gái mà làm sao cả quần áo cũng không mặc nổi. Tống Nhất Phàm còn nói một cách oan ức, làm sao có thể trách em được. Tất cả là tại mẹ, mẹ đến là lau sàn nhà đến trơn bóng, mà em thì không quen sàn nhà trơn như vậy, bình thường quen chạy nhanh rồi, mà nhà lại trơn thế này, em mới bị ngã, hôm nay đã là lần thứ 3 rồi đó. Khi cô nói chuyện, nói rất nhanh, vẻ mặt bất bình tức giận, còn chưa tính đến có khả năng Hạ Tưởng trở thành đối tượng giải phóng sự tức giận bất bình đó của cô, mới dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Hạ Tưởng, kết quả thật chế giễu, không để ý quần bị rơi xuống. Tống Nhất Phàm liền không khách sáo một chút nào, liền quay ngoặt ra đằng sau. Quay đi cũng không có gì, ngã lên giường cũng không cần Hạ Tưởng lo lắng, cô cố tình quay về phía sau. Nếu Hạ Tưởng không đỡ, khẳng định là sẽ ngã nhào xuống đất như người ta quăng một cái bao tải lớn. Hạ Tưởng phải vươn cả hai tay, ôm ngang người Tống Nhất Phàm lại, một tay đặt ở bên hông, tay kia thì lại may mắn thế nào lại nâng đỡ trúng ngực của Tống Nhất Phàm. Thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân. Da thịt co giãn đang ở độ tốt nhất, khoa học đã nghiên cứu, làn da phụ nữ co giãn tốt nhất là ở độ tuổi còn trẻ từ 16 tuổi đến 26 tuổi. Tống Nhất Phàm chính là đang ở thời kỳ hoàng kim sắp trở thành một phụ nữ có thân hình mê người, lại là một thiếu nữ chưa thất thân, cơ thể mẫn cảm hơn so với phụ nữ đã thành thục nên mới chút cô đã đỏ mặt, giãy giụa khỏi tay Hạ Tưởng, ngực nảy lên, ngượng ngùng liếc mắt mắt nhìn Hạ Tưởng. Anh sói háo sắc, nhân cơ hội lợi dụng em. Hạ Tưởng thật đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, hắn là vì muốn giúp người, không phải muốn lợi dụng. Nhưng vẻ thẹn thùng của Tống Nhất Phàm cũng quả thật gợi tình, trong lòng hắn cũng rung động, vội khoát tay ngăn lại. Anh là vì muốn giúp em thôi,
em cũng không nên vu oan cho người tốt. Lời còn chưa dứt, Tống Nhất Phàm lại quay người về phía trước, hơi gục ở trên giường, làm thành một tư thế nửa quỳ ghé vào bên cạnh giường, lấy sức nâng mông lên, màu đỏ của quần lót và màu trắng của bắp đùi tôn nhau lên, vẽ phác thảo ra một hình ảnh làm huyết mạch người ta sôi sục. Giường không cao, Tống Nhất Phàm ghé vào thành giường, tư thế quỳ rồi dùng sức đứng lên trông thật không khác gì tư thế đó, hạ tưởng là người từng trải, biết tác dụng của tư thế này, biết cũng không ngốc nổi nữa, xoay người ra khỏi cửa. Khẩn trương mặc quần áo, đừng gây phiền phức nữa, Phó Chủ tịch tỉnh Tống còn đang chờ chúng ta. Tống Nhất Phàm không để ý tới sự thúc giục của Hạ Tưởng, còn cố ý làm vẻ mặt hoảng sợ nói. Anh muốn làm gì? Hạ Tưởng cũng không để ý là Tống Nhất Phàm cố ý trêu ghẹo, bởi vì hắn biết một cô Lolita, một khác với một cô bé ở chỗ, nếu đẩy ngã một cô bé, cô nói đau quá, thì cô chính là cô bé, nếu cô làm bộ hoảng sợ nói, anh muốn làm gì? Thì đó chính là Lolita. Một cái tên, Lolita, đã đi vào văn hóa phổ thông như là một từ để mô tả cô gái trẻ phát triển sớm về giới tính. Nguồn, Lolita Wikipedia tiếng Việt. Hạ Tưởng đợi mấy phút ở bên ngoài mới thấy Tống Nhất Phàm ăn mặc chỉnh tề đi ra, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, ngoắc tay Hạ Tưởng. Đi, đi ăn cơm thôi. Khi Hạ Tưởng và Tống Nhất Phàm đến được khách sạn thì Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn đã gọi xong xuôi đồ ăn. Lý Đinh Sơn thì không nói gì, còn Tống Chiêu Độ nói với vẻ mặt nghi ngờ. Làm sao lại lâu như vậy? Khẳng định là con lại mề nheo rồi, có phải lại làm ra chuyện gì cố ý chỏng ghẹo Hạ Tưởng không? Thiếu chút nữa là Hạ Tưởng đỏ mặt, vừa rồi hắn ôm Tống Nhất Phàm, giờ vẫn còn chút dư âm, tình cảnh mê mẩn còn rõ ràng trước mắt, may là hắn đã có kinh nghiệm tình trường, có kiến thức rộng rãi về phụ nữ, thiếu chút nữa là mặt đỏ lên, nhưng tóm lại là mặt vẫn chưa bị hồng lên. Hạ Tưởng liền lo lắng vẻ mặt của Tống Nhất Phàm sẽ để lộ ra. Không ngờ Tống Nhất Phàm hồn nhiên vô sự mà lắc đầu. Con tìm mãi không thấy quần áo, vừa rồi mẹ lại nghịch ngợm vào quần áo của con đã vứt riêng ra rất dễ tìm, vậy mà mẹ lại muốn xếp lại cho gọn, kết quả là con không tìm thấy đồ. Ha ha, Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn đều cười thành tiếng. Trong lúc hai người cười, Tống Nhất Phàm lén làm mặt quỷ với Hạ Tưởng, ý là thấy em lợi hại không? Trình độ nói dối hạng nhất phải không? Hạ Tưởng cũng cười, âm thầm gật đầu, phụ nữ đúng là phụ nữ, trời sinh có tính làm nũng. Thực ra làm nũng và nói dối cũng tương tự nhau, làm nũng là dùng hành động để lấy được sự đồng tình hoặc thông cảm của người khác, còn nói dối là dùng ngôn ngữ để lừa gạt sự tín nhiệm và đồng ý của người khác. Trời sinh ra phụ nữ đã biết làm nũng, thực ra chính là thể hiện một chân lý, bản lĩnh nói dối của phụ nữ trời sinh ra là đã cao hơn xa so với đàn ông. Hạ Tưởng ngồi bên cạnh Lý Đinh Sơn, Tống Nhất Phàm liền nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Hạ Tưởng, bốn người ngồi trong một gian phòng không lớn lắm, gọi một ít đồ ăn đơn giản thường ngày, vừa ăn vừa nói chuyện. Đinh Sơn muốn triển khai lên làm phó bí thư cũng là một ý nghĩ không tồi, nhưng cái khó là ở chỗ ban tổ chức cán bộ thành ủy và Diệp Thạch Sinh. Hiển nhiên là vừa rồi Lý Đinh Sơn đã lộ ra chút gì đó với Tống Chiêu Độ rồi. Tống Chiêu Độ vừa cuốn miếng bánh thịt vừa nói thẳng vào vấn đề, chỉ ra cục diện với Hạ Tưởng. Sau khi sự việc của Phó Tiên Phong chìm lắng, nhất định chuyện Phó Bí Thư sẽ được dấy lên, cho nên phải ra tay từ sớm mới có được phần thắng. Về mặt ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì tôi có thể nắm chắc vài phần sẽ thuyết phục được trưởng ban thư ký Mai thông qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đề xuất tên tuổi, không phải vấn đề lớn. Trước mặt hai người, Hạ Tưởng là cấp bậc thấp nhất, tuổi cũng là nhỏ nhất. Nhưng khi mở miệng nói chuyện thì dường như là một người có quyền lực lớn nhất trong đó vậy. Ngay cả Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn cũng không dám nói nắm chắc được sự tình, mà hắn thì lại có thể nói chắc chắn. Nếu để cho người ngoài biết một bí thư quận ủy nói chuyện ba hoa khoác lác với một phó chủ tịch thường trực tỉnh và một trưởng ban thư ký thành ủy thì có lẽ họ sẽ cười đến rụng răng. Nhưng Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn liếc nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều nghiêm túc, chẳng những không cười, hơn nữa còn tỏ ra vô cùng trịnh trọng. Bên trưởng ban Mai có cậu ra mặt thì chắc là không thành vấn đề rồi, được ban tổ chức cán bộ đề xuất tên tuổi, một cửa khó nhất thông qua rồi. Về phần các số ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nói một cách lạc quan nếu muốn có quá nửa ủng hộ bổ nhiệm Đinh Sơn thì hơi khó khăn nhưng không phải là không có khả năng. Tống Chiêu Độ khá thích ăn loại bánh cuốn thịt này, vừa mới ăn hết một cuốn thịt lớn, lại cuốn thêm một cuốn nữa. Bình thường người ta thấy một phó chủ tịch thường trực có vẻ cao ngạo và thần bí mười phần.
nhưng hiện tại trông không khác gì người bình thường, thích gì là ăn đó, chẳng giữ hình tượng chút nào. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng biết đây là bởi vì ở trước mặt hắn và Lý Đình Sơn, Tống Chiêu Độ cũng không cần phải giữ gìn hình tượng gì đó. Cán bộ cũng là người, cứ giữ khư khư hình tượng thì mệt chết người ta, ở trước mặt người nhà mới có thể thể hiện con người chân thực. Có một câu nói, bụt chùa nhà không thiêng, kỳ thực câu nói này cũng có thể mở rộng ra là với người nhà hay bạn bè thì đều không thiêng. Cho dù người có cao ngạo đến mức nào mà đến gần quá thì ánh sáng thần bí cũng biến mất. Hạ Tưởng tỏ vẻ tán thành với cách nói của Tống Chiêu Độ, gật đầu một cái, đang muốn nói tiếp thì thấy có người đưa qua một cuốn thịt đã gói xong, liền giơ tay ra nhận, thấy là của Tống Nhất Phàm liền mỉm cười với cô, há mồm cắn một miếng, nghĩ thầm cô bé này cũng có lúc biết điều, không ngờ lại cuốn bánh cho người khác, thật không đơn giản. Hạ Tưởng cũng không ngại ngần, vừa ăn vừa nói. Phó Chủ tịch Tống nói đúng, chỗ khó chính là ở Bí Thư Diệp. Gần đây Bí Thư Diệp có qua lại thân thiết với ai không, ngài có thấy có gì khác thường không? Bên trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chạy được một phiếu của Mai Thái Bình, một phiếu của Tống Chiêu Độ cũng không thành vấn đề, còn Phạm Duệ Hằng thì Hạ Tưởng cũng nắm chắc được 7 phần. Một phiếu của Cao Tấn Chu nữa, tuy rằng gần đây quan hệ giữa ông ta và Ngô Gia bất ổn, nhưng Cao Tấn Chu đã ở tỉnh Yến nhiều năm, cũng sẽ có nguyên tắc và lập trường của chính ông ta, đối với việc của Lý Đinh Sơn, cũng có thể sẽ có lập trường ủng hộ. Sau đó chính là một phiếu của Trần Phong cũng là điều động trong nội bộ. Hạ Tưởng dự đoán vấn đề ứng cử viên vị trí phó bí thư thành ủy hẳn là sẽ quyết định trước khi Hồ Tăng Chu nhậm chức. Nói cách khác, Trần Phong còn một cơ hội sử dụng quyền hạn của ủy viên thường vụ, Hồ Tăng Chu thì không thể không nể ân tình, lại có người của Khâu gia đảm nhiệm vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Chỉ cần hắn mở miệng nói với Khâu Tự Phong, thì một phiếu ủng hộ vì nể mặt này Hạ Tưởng tin là cũng nắm chắc được. Vậy là đã có 6 tấm phiếu tán thành, còn có một người mấu chốt là có thể ra được cục diện cuối cùng, đó chính là Lý Ngôn Hoàng. Quan hệ giữa Lý Ngôn Hoàng và Ngô Tài Dương không tồi, hơn nữa sau khi ông ta tới tỉnh Yến, lập trường chính trị vẫn không rõ ràng dứt khoát, Hạ Tưởng không rõ lắm về thái độ của Lý Ngôn Hoàng, trong lòng cũng không tự tin. Nhưng hắn đoán nếu chuyện bổ nhiệm Lý Đinh Sơn không liên quan gì đến lợi ích của Lý Ngôn Hoàng, thì ông ta tán thành hay là phản đối tất cả sẽ nhìn theo thái độ của Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh gật đầu mới là vấn đề quan trọng, bởi vì chỉ có Diệp Thạch Sinh gật đầu, mới có thể triệt tiêu sự phản đối từ phía Thôi Hướng. Gần đây Bí Thư Diệp và Phó Bí Thư Thôi thường xuyên qua lại, hình như với chủ nhiệm Lý Ngôn Hoàng cũng có qua lại mật thiết. Nhưng thật ra có một điểm khác biệt rõ ràng đó chính là thời gian gần đây Bí Thư Diệp có vẻ ham thích muốn chạy về hướng Bắc Kinh. Tống Chiêu Độ cười ha ha, liếc mắt nhìn Tống Nhất Phàm, bất mãn nói. Tiểu Phàm, chưa bao giờ thấy con cuốn cái nào cho cha, vậy mà lại cuốn cho Hạ Tưởng, có phải là quá thiên vị hay không? Tống Nhất Phàm đang nghe chuyện đến nhập thần, cuốn được một cuốn đang đưa vào miệng, vừa nghe Tống Chiêu Độ nói với cô một cách oán giận, giơ tay đưa miếng cuốn bị cắn một miếng ra. Thật nhỏ mọn, việc nhỏ như vậy cũng để mắt, chưa thấy người cha nào như vậy. Cho cha cuốn này, cha có ăn hay không? Tống Chiêu Độ bị Tống Nhất Phàm làm cho tức giận nhưng chẳng có cách nào khác, đành phải lắc đầu cười, trừng mắt nhìn Tống Nhất Phàm một cái rồi lại nói qua chuyện chính. Vậy thì tiểu hạ này, tôi đoán chuyển bổ nhiệm phó bí thư chắc sẽ không đợi được đến lúc Trần Phong rời khỏi đâu, nói đúng hơn là trong tay Trần Phong sẽ có một phiếu. Một phiếu của Trần Phong là do cậu ra mặt mà có được. Đương nhiên, còn một phiếu mấu chốt của Mai Thái Bình, cũng do cậu ra mặt. Còn phía Chủ tịch tỉnh Phạm và Bí Thư Diệp để tôi thử ra mặt xem, để xem có thể thông qua được bọn họ hay không. Đúng là vì quan hệ gần gũi với Lý Đinh Sơn, nếu không theo tính cách của Tống Chiêu Độ nhất định sẽ không tự mình ra mặt nói giúp trước Bí Thư và Phó Chủ tịch tỉnh. Tống Chiêu Độ chủ động gánh vác chuyện này cũng có liên quan đến việc địa vị hiện tại của ông ta ở tỉnh ủy càng ngày càng được củng cố. Tống Chiêu Độ đã ở tỉnh Yến nhiều năm, căn cơ rất ổn, đối nhân xử thế cũng tiến lùi đúng độ, hồi đó phải chịu chèn ép của Cao Thành Tùng, nhưng khi Cao Thành Tùng xuống đài bị Trung ương chối bỏ, ngược lại thành ra làm nền cho hình tượng của Tống Chiêu Độ, đồng nghĩa với việc Tống Chiêu Độ gián tiếp được Trung ương tán thành. Hơn nữa sau khi Tống Chiêu Độ đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch tỉnh, khiêm tốn mà lại thiết thực, thanh danh tại tỉnh Yến vô cùng tốt, trong Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có uy danh, gần với Phạm Duệ Hằng. Cho dù ra tới phạm vi toàn bộ tỉnh ủy, ông ta cũng là nhân vật có ảnh hưởng trong 6 nhân vật nặng ký hàng đầu. Nếu ông ta ra mặt đề nghị Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng, thì tin rằng nhân vật số 1, số 2 tại tỉnh Yến cũng đều phải nể mặt,
Đương nhiên điều kiện trước hết là Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đều không phải đề bạt người trong nhà. Từ việc Tống Chiêu Độ tận sức tận lực ra mặt vì chuyện của Lý Đinh Sơn thì trong lòng Hạ Tưởng đã rõ ràng, sau này khi Tống Chiêu Độ ngồi vào ghế trưởng ở cấp tỉnh, quan hệ giữa hắn và Tống Chiêu Độ theo như tính cách và cách đối nhân xử thế của Tống Chiêu Độ mà nói thì chắc chắn là bảo đảm duy trì mà còn có thể không gì phá nổi. Chương 709, muốn mở ra cục diện cần phải có trí tuệ. Ở kiếp trước của Hạ Tưởng, Tống Chiêu Độ là chủ tịch tỉnh mà chưa lên làm bí thư tỉnh ủy. Hiện giờ đã phát triển được đến đây thì hiển nhiên là càng vững vàng hơn so với kiếp trước, bước tiến cũng sẽ lớn hơn nữa. Và lại hiện giờ tuổi của Tống Chiêu Độ còn chưa lớn lắm, chỉ hơn Lý Đinh Sơn 3 tuổi, có hy vọng trước khi 60 tuổi có thể bước vào bộ chính trị, nói lạc quan hơn nữa là thậm chí có thể tiến thêm một bước nữa, trở thành một trong những nhân vật đứng trên đỉnh trời. Nếu Tống Chiêu Độ bước vào được danh sách những nhân vật đứng trên đỉnh trời, thì có thể là chỗ dựa lớn nhất trong phạm vi trước mắt của Hạ Tưởng. Lý Đinh Sơn thấy cả Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng đều hết lòng hết sức vì chuyện của ông ta, thì cảm kích vô cùng, nâng chén mời Tống Chiêu Độ và Hạ Tưởng. Từ trưởng ban thư ký lên đến phó bí thư, tuy rằng chiều ngang không lớn, nhưng cảm giác đã khác rồi, có thể có được sự ủng hộ mạnh mẽ của Chiêu Độ và Hạ Tưởng, tôi cũng muốn ra sức một phen, không thể để mọi người thất vọng. Trưởng ban thư ký là ủy viên thường vụ, tuy cùng là cấp giám đốc sở cùng với phó bí thư, nhưng cơ cấu quyền lực thì chênh lệch nhau rất nhiều. Quyền hạn của trưởng ban thư ký chủ yếu chỉ phụ trách mấy việc vặt vãnh trong thành ủy, nói theo bản chất chính là nhân vật đại quản gia của thành ủy. Nhưng phó bí thư thì khác, phó bí thư hoàn toàn nằm trong danh sách lãnh đạo thành ủy, được phân công quản lý các nhân sự quan trọng và việc của đảng, xếp hạng trong hội nghị thường vụ cũng nằm ở vị trí phía trước, hơn nữa quyền lên tiếng cũng tăng nhiều. Chỉ cần đề cập đến quyền hạn về nhân sự cũng đã là quyền lực vô cùng quan trọng rồi. Có thể nói, sau khi hết khóa, từ vị trí phó bí thư chuyển tiếp lên một bước nhỏ là có thể đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố, đi nhanh nhất là có thể lên làm bí thư, là một chức vụ vô cùng mấu chốt. Lý Đinh Sơn tuy là được đặc biệt đề bạt từ cấp cục trưởng lên cấp giám đốc sở, nhưng cũng đã ở vị trí trưởng ban thư ký được vài năm, lại ở thêm tại vị trí phó bí thư vài năm nữa, vậy cũng coi như lý lịch kinh nghiệm đủ. Nếu thời gian cho phép và gặp được kỳ ngộ, thì trước khi Lý Đinh Sơn về hưu cũng có thể lên được cấp tỉnh, cũng không phải vấn đề lớn. Vậy phải xem lúc này có thể thuận lợi tiếp nhận chức vụ phó bí thư hay không? Nếu Lý Đinh Sơn có thể tiếp nhận chức vụ phó bí thư, ông ta sẽ để lại một ghế trưởng ban thư ký còn trống, khẳng định có không ít người nhòm ngó. Tuy nhiên đó không phải vấn đề Hạ Tưởng cần suy nghĩ. Hạ Tưởng hiểu rõ một sự thật. Có thể lấy vị trí phó bí thư cũng đã vô cùng tốt rồi, nếu còn tham lam thấy không đủ, còn muốn cả vị trí trưởng ban thư ký, thì đúng là không thức thời. Tuy nhiên nghe Tống Chiêu Độ nói thì gần đây Diệp Thạch Sinh và Lý Ngôn Hoằng có qua lại mật thiết, có hơi chút chệch khỏi dự đoán của Hạ Tưởng. Tâm tư hiện tại của Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng không đoán được chính xác, nhưng cũng có thể đại khái biết chắc là ông ta đã đặt phần lớn tinh lực để bước tiếp theo có thể bay lên trên một bước, có ý hướng về phía Bắc Kinh. Người hướng lên chỗ cao, Diệp Thạch Sinh có ý tưởng tiến thêm một bước là chuyện bình thường. Nhưng Diệp Thạch Sinh lại cùng xuất hiện với Lý Ngôn Hoằng, khiến cho Hạ Tưởng nghi ngờ, rốt cuộc là chính Lý Ngôn Hoằng muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Thạch Sinh, hay là chịu sự ủy thác của Ngô Tài Dương, muốn lôi kéo Diệp Thạch Sinh, để Diệp Thạch Sinh lựa chọn khuynh hướng theo lập trường của Ngô ra sao. Một thời gian trước, Diệp Thạch Sinh ở vào thế khó xử rất lâu bởi vì vấn đề ứng cử viên cho vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Đứng giữa Phó Gia và Khâu Gia, vẫn do dự không chắc, không xác định được chủ ý. Cuối cùng may là bởi vì Phó Tiên Phong chủ động nhượng bộ, áp dụng kế lừa gạt, mới thuận lợi giải quyết được vấn đề khó khăn. Theo lý thuyết, sau khi Khâu Tự Phong lấy được vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ, thì chắc chắn là giữa Khâu Gia và Diệp Thạch Sinh phải qua lại nhiều hơn mới đúng, nhưng lúc này Diệp Thạch Sinh vẫn qua lại thân thiết với Thôi Hướng, đồng thời còn kết giao với Lý Ngôn Hoằng, có thể thấy được. Khả năng là Diệp Thạch Sinh không lựa chọn khuynh hướng theo lập trường của Khâu Gia. Hiện tại có thể đang dao động ở giữa Ngô Gia và Phó Gia. Nói không chừng khiến Lý Ngôn Hoằng và Diệp Thạch Sinh thiết lập quan hệ mật thiết chính là tác phẩm do Ngô Tài Dương tạo nên. Hạ Tưởng vẫn luôn cho rằng Ngô Tài Dương có thừa sự mạnh mẽ và cứng rắn nhưng không đủ khả năng bày mưu tính kế, có vẻ nhấn mạnh thực lực một cách thái quá. Trong chính trị, quả thực là thực lực có ảnh hưởng quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định duy nhất. Bởi vì khi một nhà có thực lực mạnh hơn cũng không có nghĩa sẽ địch lại tất cả mọi người. Giống như nước Mỹ vậy,
cũng chỉ dám đề xuất giọng điệu phải đánh thắng được hai cuộc chiến mà không phải là đánh thắng tất cả các quốc gia. Trong chính trị, quan trọng là kết hợp ngang dọc, tiêu diệt từng bộ phận trọng yếu, thắng được thiện cảm và sự ủng hộ của đa số mới là quan trọng hơn cả. Năm đó Trung Quốc cũng là được đại đa số các quốc gia nghèo nhất châu Phi nâng đỡ vào Liên Hiệp Quốc, nên các nước phát triển phương Tây có phản đối mạnh mẽ cũng không có hiệu quả. Nếu nói là dưới sự bày mưu tính kế của Ngô Tài Dương mà Lý Ngôn Hoàng bắt đầu có kế hoạch tiếp xúc với Diệp Thạch Sinh, vậy cũng là một cơ hội không tồi, cũng chứng minh lần này Ngô Tài Dương không biểu hiện một cách mạnh mẽ giống như chuyện trưởng ban thư ký lần trước, mà ông ta cũng có tâm tư kín đáo, muốn sắp đặt cho lâu dài. Nhưng thế này chưa là gì, tình hình còn có thể ngày càng biến hóa phức tạp, vẫn chưa xác định được tính cách của Diệp Thạch Sinh. Ông ta không điềm tĩnh như Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ thì một khi đã nhận định sự việc thì rất khó thay đổi, cũng không giống như Phạm Duệ Hằng khiến cho người ta khó cân nhắc, nhưng tổng thể mà nói, Phạm Duệ Hằng vẫn có lập trường nhất quán, không dễ dàng thay đổi. Còn Diệp Thạch Sinh cho dù không đến mức thay đổi xoành xoạch nhưng lại dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, dẫn tới thay đổi lập trường vốn có. Từ hai lần Diệp Thạch Sinh không nghe điện thoại của Hạ Tưởng là hắn có thể cảm giác được thái độ của Diệp Thạch Sinh đối với hắn có thay đổi tinh tế. Đồng thời Hạ Tưởng cũng biết rõ, ánh mắt của Tống Chiêu Độ luôn luôn chuẩn xác, ông ta nói Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng có qua lại mật thiết, còn kết giao với Lý Ngôn Hoàng, thì khẳng định là kết luận đã trải qua quan sát cẩn thận mà ra, chứ không phải là thuận miệng mà nói. Cơm nước xong, Hạ Tưởng không quay về Tống gia, mà nói thẳng lời chào từ biệt. Tống Chiêu Độ cũng không giữ lại, Tống Nhất Phàm hơi lưu luyến không muốn rời, cảm thấy Hạ Tưởng về quá sớm, mới 8 giờ đã vội vã về nhà. Thật đúng là một người đàn ông tốt biết lo cho gia đình. Hạ Tưởng liền cười. Trách nhiệm chính của đàn ông là lo cho gia đình, cũng giống như Phó Chủ tịch tỉnh Tống vậy, ở bên ngoài có nghiêm túc thế nào nhưng đối với em thì lúc nào cũng ưu ái. Em phải thông cảm với tấm lòng của một người đàn ông, nhất là một người cha, có thể không hiểu, nhưng nhất định phải tiếp nhận. Không biết là Tống Nhất Phàm nghe hiểu được thật hay là giả bộ, mà ôm lấy cánh tay Tống Chiêu Độ. Em yêu cha nhất. Em cảm thấy so với mẹ thì về mặt công việc hay gia đình thì cha đều không tồi, đối với em lại hết mực yêu thương. Khi trưởng thành nhất định em phải hiếu kính đối với cha. Nghe được một câu nói mà Tống Chiêu Độ lập tức cảm thán hàng nghìn hàng vạn lần, xoa xoa đầu Tống Nhất Phàm. Con chỉ cần thành người cho tốt, đừng làm cha phải lo lắng, vậy là được rồi. Lý Đình Sơn không cùng Hạ Tưởng đi khỏi, phỏng chừng ông ta còn muốn nói ra suy nghĩ của mình với Tống Chiêu Độ. Nhìn thấy rõ được Lý Đình Sơn hơi hưng phấn, dù sao là do Hạ Tưởng đề nghị chứ ông ta vốn không có gì ý tưởng gì, đột nhiên có thể tiếp nhận chức vụ phó bí thư, cho dù là ai cũng đều tỏ ra mừng rỡ như điên. Lý Đình Sơn thì cảm tạ Hạ Tưởng từ tận đáy lòng. Tuy rằng cấp bậc của Hạ Tưởng không cao bằng ông ta, lại trẻ hơn ông ta, nhưng ông ta hiểu rõ, nếu không có quan hệ của Hạ Tưởng, chỉ bằng một mình Tống Chiêu Độ, thì ông ta không có khả năng tiếp nhận được chức vụ phó bí thư. Bởi vì quan hệ giữa Tống Chiêu Độ và Mai Thái Bình chỉ ở mức bình thường, nếu Hạ Tưởng không ra mặt, thì ngay cả chuyện đề xuất tên tuổi cũng có thể ông ta sẽ không được thông qua. Hạ Tưởng trợ giúp Lý Đình Sơn cũng là vì tán thành cách đối nhân xử thế của Lý Đình Sơn, bởi vì quan hệ giữa hắn và Lý Đình Sơn không phải tầm thường. Lý Đình Sơn lên chức sẽ tốt hơn nhiều so với người khác. Mặt khác, cũng là vì kế lâu dài của hắn, tặng hoa hồng cho người, tay cũng được thơm lây, câu nói này có ý chỉ. Đạo lý trong cuộc sống hàng ngày, trong quan trường cũng là như vậy, trợ giúp người mình tín nhiệm và trợ giúp chính mình là hai chuyện không khác biệt. Vừa về đến nhà, vào cửa Hạ Tưởng đã ôm con vào trong lòng, trêu đùa làm nó mỉm cười một lúc, sau đó lại nói chuyện với cô bé Lê một lát, rồi mới đến thư phòng, gọi điện thoại cho Tào Vĩnh Quốc. Hắn nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc rất đơn giản, hiện tại giữa Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc. Nếu không phải là cuộc là nói chuyện giữa hai người đàn ông thì là hai người trong giới quan trường nói chuyện với nhau, không có một câu chuyện nhà. Không giống như những cuộc điện thoại giữa cô bé Lê và Vương Vu Phân, Hạ Tưởng ở bên cạnh nghe xong mà buồn cười. Khi người nói với nhau cả nửa giờ đồng hồ, cũng chỉ là chuyện đứa nhỏ mỉm cười vài lần, khóc vài tiếng, ăn nhiều hay ăn ít, những chuyện linh, hoàn toàn không giống những cuộc điện thoại giữa hắn và Tào Vĩnh Quốc, tuyệt đối là nói chuyện chính sự. Hơn nữa chưa bao giờ buôn chuyện tào lao. Mặc kệ sự việc của Phó Chủ tịch tỉnh như thế nào thì trên cơ bản chuyện Tào Vĩnh Quốc sẽ được điều đến tỉnh Tây xem như đã được định đoạt. Tào Vĩnh Quốc cũng vô cùng cao hứng đối với việc chuẩn bị vào danh sách các quan lớn cấp phó tỉnh. Theo như kinh nghiệm,
lý lịch và mạng lưới quan hệ của Tào Vĩnh Quốc trước mắt mà nói thì việc lên cấp phó tỉnh không xem như là chuyện vui lớn, nhưng là sớm hơn 2-3 năm so với dự kiến của Tào Vĩnh Quốc thì là một niềm vui bất ngờ. Chỉ có một chút tiếc nuối duy nhất là xếp hạng của ông ta trong bộ máy Ủy ban Nhân dân tỉnh không phải ở hàng ngũ đứng trước, tuy không phải đứng sau cùng nhưng vẫn là ở đoạn phía sau. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng biết qua lời nói của Tào Vĩnh Quốc, mấy người phó chủ tịch kia đều lớn tuổi hơn ông ta một chút, đều có khả năng sau lần này là không đảm nhiệm nữa, thậm chí có khi mới 1 năm rưỡi đã thôi rồi. Từ đó có thể thấy được, Tào Vĩnh Quốc qua bên đó có khả năng không cần nhiều thời gian đã có thể tiến lên trước một bước, cho dù là không vào được ủy viên thường vụ, cũng có hy vọng lọt vào bảng xếp hạng vài người đứng phía trước trong bộ máy chính phủ. Quan trọng là có tin tức truyền ra rằng phó chủ tịch ủy viên thường vụ sẽ sớm bị điều đi, nhưng đã lâu rồi chưa thấy động tĩnh gì, vậy thì có 2 khả năng, thứ nhất là đột nhiên có nơi nào đó tốt đang chờ được điều đi, thứ hai là vị này không chịu an phận muốn đợi cho đến mãn khóa. Nhưng cho dù thế nào, Tào Vĩnh Quốc đi tỉnh Tây, nếu gặp được kỳ ngộ tốt có thể sau 2 năm là trở thành phó chủ tịch ủy viên thường vụ. Như vậy, là có thể chân chính bước vào trung tâm quyền lực của một tỉnh, đặt nền móng về sau có thể chủ quản một tỉnh. Hạ Tưởng cũng rất vui vẻ vì tình hình còn tốt hơn so với dự đoán, nhưng nghĩ tới việc tỉnh Tây thường xuyên xảy ra tai nạn ở khu mỏ, Hạ Tưởng lại cố ý nhắc nhở Tào Vĩnh Quốc vài câu. Cha à, tỉnh Tây có tài nguyên than đá phong phú, nhưng tình hình khai thác các mỏ than cỡ vừa và nhỏ thì vô cùng nghiêm trọng, tai nạn mỏ thường xuyên phát sinh, cho dù địa phương có chế độ bảo hộ việc tuyên truyền một cách nghiêm khắc, nhưng bây giờ là thời đại, trong một đêm chuyện có thể truyền ra cả nước, có một số việc khó mà ngăn chặn được, hơn nữa cũng quả thật là nên quản lý các mỏ than nhỏ nghiêm hơn nữa. Hạ Tưởng điểm qua hiện trạng trước mắt của tỉnh Tây một chút, hắn cũng biết khẳng định là cha vợ cũng tìm hiểu các vấn đề mấu chốt ở tỉnh Tây rồi. Sẽ không có chuyện không biết gì mà chuyển qua đó. Hắn nhắc nhở là có ý tốt, tin rằng Tào Vĩnh Quốc cũng hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Tào Vĩnh Quốc tiếp thu câu nói, thuận miệng nói lại vài câu, sau đó trong lúc vô ý lại hỏi một câu. Nguyên Minh Lượng ở công ty thương mại Trường Cơ ở quận Hạ Mã là người Văn Châu à? Hạ Tưởng không ngờ là đột nhiên Tào Vĩnh Quốc sẽ hỏi về Nguyên Minh Lượng, liền sửng sốt. Đúng vậy, có chuyện gì sao cha? Không có gì. Chỉ là hôm qua khi cha nói chuyện điện thoại với chủ tịch Hình, vô tình ông ta có nhắc là ở tỉnh Tây có không ít nhà đầu tư ở Văn Châu đầu tư vào mỏ than, đã nắm giữ không ít các mỏ than cỡ vừa và nhỏ. Hơn nữa gần đây các nhà đầu tư đến từ Văn Châu còn có xu hướng tăng thêm, cha liền nghĩ tới vụ đầu tư lớn nhất vào quận Hạ Mã cũng là từ Văn Châu đúng là một nơi giàu có. Bóng đêm phủ xuống, sang năm rồi mà thành phố Yến vẫn vô cùng lạnh, hơi thở mùa xuân vẫn còn xa xôi lắm. Ít nhất cũng phải 1 tháng nữa mới nghe được bước chân của mùa xuân. Mặc cho gió đêm rét lạnh, Hạ Tưởng vẫn mở cửa sổ thư phòng, đứng trước cửa sổ nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Thực ra đêm tối mù mịt, cũng không có cái gì để nhìn. Thành phố ban đêm, ngoại trừ bóng đèn neon từ các tòa nhà cao tầng thì không nhìn được xem bầu trời đêm có nhiều hay ít sao, cơ bản là chẳng có gì đẹp. Hạ Tưởng nhìn ra xa xăm bên ngoài cửa sổ, thực ra mắt nhìn mà không có tiêu điểm. Chỉ là muốn cho gió lạnh thổi vào hắn cho tỉnh táo minh mẫn thêm một chút mà thôi, để hắn nhớ lại chút gì đó về sự hưng suy của nền kinh tế than đá của tỉnh Tây trong kiếp trước. Than đá là một nguồn năng lượng không thể thiếu trong xã hội hiện đại của con người, là loại năng lượng không thể tái sinh, nhưng lại không khó khai thác, do hoàn cảnh kinh tế trong nước và tài nguyên nhân lực dồi dào nên khai thác than đá đã trở thành ngành sản xuất công nghiệp tập trung nhiều lao động. Lại bởi vì các doanh nghiệp than đá vừa và nhỏ theo đuổi lợi nhuận một cách phiến diện mà bỏ qua an toàn, nên Trung Quốc là quốc gia tập trung nhiều tai nạn mỏ nhất trên thế giới. Nhiều nhất mà không phải là một trong số nhiều nhất. Tỷ lệ tử vong trong các tai nạn ở Trung Quốc cao hơn Mỹ 100 lần, hơn Nam Phi 20 lần, hơn Ấn Độ là 4 lần. Chính phủ không thống kê con số người chết trong vòng 1 năm nhưng cũng từng có người liệt kê số liệu ở các nơi, ít nhất là mấy nghìn người trở lên. Nhìn thấy mà ghê người. Tào Vĩnh Quốc đến tỉnh Tây đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch tỉnh, nếu được phân công quản lý chuyện khai thác mỏ than, thì Hạ Tưởng hy vọng cha vợ có thể thật sự đưa ra chính sách quản lý các mỏ than vừa và nhỏ đúng mức, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Tào Vĩnh Quốc, có thể thuyết phục được Hình Đoan Đài không chú ý đến lợi ích trước mắt mà tiến hành chỉnh đốn lại các mỏ than vừa và nhỏ ở tỉnh Tây trước mấy năm, cũng có thể cứu được vô số những gia đình hạnh phúc. Nghe nói lợi nhuận của một mỏ than cỡ vừa là gần 1 triệu một ngày. Một khi xảy ra tai nạn mỏ, chủ mỏ than sẽ giải quyết riêng với người nhà của thợ,
chỉ dùng hơn 100.000 tệ là có thể dẹp được mọi chuyện. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng biết rõ nền kinh tế than đá ở tỉnh Tây đã hình thành một đường dây từ đầu đến đuôi, doanh nghiệp và quan chức cấu kết với nhau, cảnh sát và tội phạm cấu kết với nhau, thậm chí còn có bí thư huyện ủy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự có cổ phần của các mỏ than nhỏ, cục trưởng cục công an cũng là ô dù cho rất nhiều chủ mỏ than lậu. Xét cho cùng chính là chế độ bảo vệ của địa phương và lợi ích của tập thể, hình thành một mạng lưới quan hệ kín mít không một kẽ hở, cho dù là có chính sách của tỉnh thì phía dưới cũng có đối sách, ngay cả một vị lãnh đạo quốc gia cùng từng phải than rằng, lệnh của chính phủ không ra được khỏi Trung Nam Hải, nguyện vọng của dân không bay tới được Bắc Kinh. Lần này Tào Vĩnh Quốc đi, cũng chỉ là dựa vào sự từng trải của bản thân, nếu muốn làm một chút chuyện cho dân chúng thì đúng là trách nhiệm nặng nề. Hơn 10 giờ tối, cuối cùng di động của Hạ Tưởng cũng đổ chuông. Thực ra hôm nay Hạ Tưởng luôn nhìn di động ngóng một cuộc điện thoại, bởi vì hắn có dự cảm là Ngô Tài Dương sẽ gọi điện thoại cho hắn, cho nên đến giờ hắn vẫn chưa đi ngủ. Nhìn thấy số gọi đến là một số di động hơi lạ, nhưng mấy con số ở giữa là số ở khu vực Bắc Kinh, chắc chắn là số điện thoại di động ở Bắc Kinh rồi, nhưng không phải là số điện thoại của Ngô Tài Dương. Hạ Tưởng có hơi chút buồn bực, chẳng lẽ Ngô Tài Dương thay đổi số điện thoại di động sao? Hắn nghe máy. Alo, tôi là Hạ Tưởng đây. Điện thoại im ắng không tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở rất nhỏ truyền đến. Hạ Tưởng nghĩ chắc là Ngô Tài Dương đang sắp xếp từ ngữ nên cũng không nói gì, chờ ông ta mở miệng. Không ngờ đợi đến một phút mà cũng không có tiếng động nào, Hạ Tưởng hơi không kìm được, đang muốn mở miệng nói chuyện thì rốt cuộc trong điện thoại truyền đến một giọng nói với điệu bộ nén nhịn cười. Anh thắng rồi, tôi nhận thua. Anh quá lợi hại. Không ngờ có thể chịu một phút mà không nói lời nào, đúng là không giống ai cả. Hạ Tưởng đâm ra hoảng sợ, thiếu chút nữa quăng điện thoại xuống. Bởi vì hắn vẫn nghĩ là điện thoại của Ngô Tài Dương gọi tới, không ngờ khi đầu dây bên kia mở miệng nói lại là giọng con gái, khiến người luôn điềm tĩnh như hắn cũng bị giật mình không nhẹ. Tuy nhiên sau đó lập tức trấn tĩnh lại, hắn nhận ra giọng nói đó, người gọi tới là Phó Tiên Tiên. Hạ Tưởng không khỏi tức giận. Phó Tiên Tiên. Nửa đêm nửa hôm cô gọi điện thoại đến quấy rối là sao? Đừng có tùy tiện khiến người khác phiền toái như vậy được không? Phó Tiên Tiên cũng chẳng giác ngộ được chuyện có đem phiền phức tới cho người khác hay không. Xin anh, tôi gọi điện thoại tìm anh là có chuyện quan trọng, anh không cần vừa mở miệng đã chụp mũ người khác được không? Tôi quấy rối anh làm gì? Tôi lại không nhìn thấy anh, không sờ được anh, làm sao kêu quấy rối được? Gớm! Hạ Tưởng cũng chẳng hơi đâu mà so đo với cô. Có việc gì nói mau, tôi còn đang đợi một cuộc điện thoại. Yo, làm sao lại có thái độ không tốt như vậy chứ, gần đây tôi có chọc giận gì anh đâu, có phải không? Phó Tiên Tiên tuyệt đối không sợ vẻ hung hăng của Hạ Tưởng, ngược lại còn trêu tiếp. Nếu vì chuyện Phó Tiên Phong vì hiểu lầm tôi với anh lên giường với nhau mà động chạm anh, khiến anh ghi hận trong lòng thì được rồi, coi như là tôi sai, tôi thừa nhận. Cùng lắm thì lên giường với anh thật luôn là được rồi, vừa không cần anh chịu bất cứ trách nhiệm nào, lại không cần anh phải dùng bất cứ phương cách nào, tất cả hậu quả do tôi gánh chịu, thế nào, bạn tốt thấy sao? Hạ Tưởng giờ khóc giờ cười, giờ hắn mới thấy có cô gái có kiểu hành xử lớn mật như Phó Tiên Tiên vậy, làm hắn có cảm giác cô nói được là có thể làm được, liền vội chuyển đề tài. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Chương 710, mỗi người một ý. Không có việc gì thì không gọi điện thoại cho anh được hay sao, gớm, thái độ của anh không tốt, tôi không nói. Không biết có nói hay không nhưng Phó Tiên Tiên vẫn là không kìm nổi lại lộ ra một chút. Hình như Nguyên Minh Lượng là nhà đầu tư ở quận Hạ Mã đúng không? Tôi nhớ đã từng nghe Mai Hiểu Mộc nói, hai ngày trước tôi đến Bắc Kinh gặp anh ấy đang ở cùng Triệu Tiểu Phong. Khẳng định là anh muốn biết anh ấy và Triệu Tiểu Phong đang thương lượng chuyện gì, có phải hay không? Phó Tiên Tiên nói thật đúng, Hạ Tưởng vô cùng quan tâm giữa Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong có thông tin qua lại gì, tuy nhiên dù sao Phó Tiên Tiên cũng là em của Phó Tiên Phong, hắn cũng không thể vừa nghe Phó Tiên Tiên nói đã thể hiện ngay là hắn đang rất muốn biết, liền cố ý nói tỏ vẻ không để ý. Muốn biết thì thế nào, mà không muốn biết thì thế nào? Nếu muốn biết thì ngày mai anh gọi điện thoại cho tôi, sau đó mời tôi đi ăn cơm, tôi sẽ nói cho anh, còn không muốn biết thì thôi. Phó Tiên Tiên nói một cách rõ ràng lưu loát sau đó ngắt máy. Hạ Tưởng lắc đầu cười, Phó Tiên Tiên thật đúng là có cá tính.
Không phải là Hạ Tưởng không nghi ngờ Phó Tiên Tiên có dụng tâm, nhưng hắn cũng biết rõ, từ khi mới quen Phó Tiên Tiên đều thấy Phó Tiên Tiên lòng ngay dạ thẳng. Sau khi hắn gặp chuyện không may, những gì Phó Tiên Tiên đã làm khi đến phòng bệnh thăm, có thể cho ra kết luận chính là Phó Tiên Tiên quả thật là một cô gái đơn giản, không có nhiều mưu mô lắm, không có nhiều băn khoăn, thích làm theo ý mình, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, chỉ thích vui vẻ. Cô chủ động đề xuất chuyện giao dịch giữa Nguyên Minh Lượng và Triệu Tiểu Phong, rốt cuộc là có ích lợi gì? Hạ Tưởng không muốn đoán động cơ của Phó Tiên Tiên một cách ác ý, nhưng trong lòng hắn cũng biết Phó Tiên Tiên sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa cho hắn tin tức quan trọng, khẳng định là cô có việc muốn nhờ. Mặc kệ, chờ thêm vài ngày sau hắn nói, quả thật hiện tại không có thời gian liên hệ với một tiểu ma nữ. Nhìn thời gian đã đến 11 giờ, chẳng lẽ Ngô Tài Dương không gọi điện thoại tới? Thôi, không đợi nữa, đi ngủ. Tuy trời đất rộng lớn nhưng ngủ là chuyện quan trọng, quả thực Hạ Tưởng cũng thấy hơi mệt, ngáp một cái, để điện thoại ở chế độ rung, tay vừa đặt xuống thì có một cuộc điện thoại gọi tới, liền nghe máy ngay. Hạ Tưởng, rốt cuộc là cậu thực sự muốn đối nghịch với Ngô gia sao? Giọng nói của Ngô Tài Dương truyền đến lạnh như băng, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo và đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ là, Hạ Tưởng sửng sốt, không kịp nghĩ mà hỏi lại luôn. Trưởng ban Ngô, xin ngài nói rõ ràng hơn một chút được không? Tôi luôn luôn làm tốt chuyện của mình, không cố ý nhằm vào ai, ngài chỉ trích như vậy hơi khiến người ta khó mà chấp nhận được. Không chấp nhận được sao? Ngô Tài Dương hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải do cậu đứng giữa giới thiệu, không phải cậu khơi mào, không phải cậu giật dây thì làm sao Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình lại ngồi cùng với nhau được, Khâu gia và Mai gia sẽ liên kết với Phó gia để đối phó Ngô gia thì sao? Hạ Tưởng, tôi thừa nhận là từng chèn ép cậu, nhưng cậu có từng nghĩ là do cậu sai trước, là cậu lừa nhược hạm, nếu đổi là người khác, cũng chẳng muốn để con gái mình trở thành một người phụ nữ không danh phận đi theo một người đàn ông đã có vợ đâu. Hơn nữa với địa vị của Ngô gia, chỉ chỉnh đốn cậu nhẹ nhàng như vậy đã là thủ hạ lưu tình rồi. Nhẹ nhàng à, thủ hạ lưu tình sao? Người không dễ dàng nổi giận như Hạ Tưởng cũng bị câu nói hời hợt của Ngô Tài Dương làm cho nổi cơn tức giận. Lúc ấy ông cụ Ngô đã ra tay vô cùng sắc bén, thiếu chút nữa khiến cho tiền đồ của hắn bị hủy diệt, khẳng định là ra tay không để lại bất kỳ một con đường sống nào, sở dĩ hắn tránh được kiếp nạn này không phải do Ngô gia giơ cao đánh khẽ, lại càng không phải như Ngô Tài Dương nói là thủ hạ lưu tình, mà là nhờ mạng lưới quan hệ vững chắc của hắn, mà Trần Phong lại có ý muốn bảo vệ hắn, đã giúp lực cho hắn rất nhiều. Đương nhiên, bình tĩnh mà xét thì Hạ Tưởng cũng biết quả thật là thẹn cho Ngô gia về thân phận xấu hổ của Liên Nhược Hạp, nhưng thực ra nói cho cùng, hạnh phúc hay không là ở cảm nhận của con người, Liên Nhược Hạp hạ quyết tâm đi theo hắn, làm sao không liên quan đến chuyện từ nhỏ cô đã không cảm nhận được một gia đình ấm áp chứ. Bây giờ Ngô Tài Dương dõng dạc nói hắn sai, không phải xuất phát từ góc độ ông ta trân trọng Liên Nhược Hạp mà chỉ cho rằng Liên Nhược Hạp làm như vậy khiến cho Ngô gia mất thể diện thôi. Nếu Ngô Tài Dương thật sự trân trọng Liên Nhược Hạm thì năm đó cũng sẽ không kiên quyết dứt khoát bỏ rơi cô một mình, khiến cô có một thời thơ ấu cô đơn đau khổ. Cảm ơn ngài đã thủ hạ lưu tình, ngài nói thì hay lắm, nhưng tôi lại không hề cảm thấy được lúc đó khi nhắc nhở tôi, các ngài có để lại cho tôi một con đường sống. Lời lẽ của Hạ Tưởng cũng không cung kính là mấy, thậm chí còn lồng trong đó chút lửa. Còn nữa, nếu ngài thực sự quan tâm suy nghĩ vì Nhược Hạm thì cũng sẽ không để lại cô ấy một mình ở Bắc Kinh, lớn lên trong cô đơn và đau khổ, bởi vì cô ấy đã nói với tôi không chỉ một lần, thời thơ ấu cô ấy rất cô độc, chẳng có chút ấm áp nào đáng giá để nhớ lại, cô ấy rất hận một người. Điện thoại lại lâm vào im lặng, một sự im lặng dài, còn có tiếng thở dốc nặng nề. Lời nói của Hạ Tưởng đã làm Ngô Tài Dương xúc động trong lòng. Nói thật ra thì không phải là Ngô Tài Dương không thương Liên Nhược Hạm, ngược lại, ông ta tự nhận là yêu thương Liên Nhược Hạm sâu sắc, cũng hiểu là đã không cho cô một thời thơ ấu hạnh phúc, ông ta cũng hổ thẹn trong lòng. Nhưng thái độ làm người của Ngô Tài Dương vẫn tự phụ, lại luôn nghĩ rằng việc ông ta làm là chính xác 100%, cho dù cảm thấy hổ thẹn với Liên Nhược Hạm cũng không thể hạ sĩ diện xuống để xin lỗi Liên Nhược Hạm, hoặc là nói, ông ta còn kiên quyết cho rằng ông ta một lòng vì sự nghiệp, cũng là để mang lại cho Liên Nhược Hạ một gia đình quyền thế và giàu có. Hơn nữa, năm đó ông ta ra ngoài lăn lộn một mình, giận dỗi với ông cụ, đã vạch ra rõ giới hạn với thế lực gia tộc, tự nhận là đã làm chuyện đại nghịch bất đạo, nếu mang theo Liên Nhược Hạ ngược lại có khi bất lợi cho việc nuôi dưỡng cô trưởng thành,
không bằng cứ để cô lại bên cạnh ông cụ ở Bắc Kinh còn đỡ hơn. Bởi vậy Ngô Tài Dương cũng không cảm thấy những gì ông ta đã làm đã tổn thương Liên Nhược Hãm như thế nào. Đột nhiên Hạ Tường lại ở giữa nói ra câu nói thực lòng của Liên Nhược Hạm, quả thật giống như một con dao găm sắc nhọn đâm trúng tim ông ta. Giữa Ngô Tài Dương và Liên Nhược Hạm thiếu hẳn sự giao lưu trao đổi, hơn nữa ông ta cho rằng cho dù trong lòng Liên Nhược Hạm có oán giận cũng sẽ không có ý nghĩ không tốt đối với ông ta, dù sao ông ta cũng là cha đẻ của cô. Không ngờ chính miệng Hạ Tường lại nói ra suy nghĩ thực tâm của Liên Nhược Hạm, khiến ông ta cảm thấy áp lực một cách khó hiểu. Liên Nhược Hạm là con gái duy nhất của ông ta, theo như tuổi tác và thân phận hiện tại của ông ta sẽ không có khả năng có thêm con nữa. Một người cho dù trong tay đầy quyền lực, lại là nhân vật cao ngất trời, cũng vẫn cần tình thân, cũng cần chuyện tình cảm nam nữ, cũng muốn được hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Ngô Tài Dương nói không ra lời, chỉ cảm thấy ngực như tắc lại một đoạn dài, tê dại, muốn lấy dao chặt đứt cho xong, rồi lại cảm thấy không nỡ xuống tay, cũng có cảm giác có lòng mà không có sức. Lời chỉ trích của Liên Nhược Hạm đánh mạnh vào trái tim người ta, bởi vì đó là lời lên án của một cô con gái đối với cha mình. Tuy nhiên Ngô Tài Dương dù sao cũng vẫn là Ngô Tài Dương, ông ta im lặng trong chốc lát, rồi lại bình tĩnh, giọng nói trước sau như một lạnh lùng. Chuyện giữa tôi và Nhược Hạm không cần cậu quan tâm, cậu cũng không có tư cách mà khoa chân múa tay. Hiện giờ tôi chỉ muốn thảo luận với cậu vấn đề vì sao cậu lại đối phó với Ngô gia, nếu cậu không đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Cũng đừng trách Ngô gia sẽ không nể mặt lưu tình với cậu trong một số chuyện. Tôi không rõ lắm về vấn đề trưởng ban Ngô nói rốt cuộc là vấn đề gì, tôi đã chống đối với Ngô gia khi nào. Hạ Tưởng thừa biết, hắn có thể đoán được Ngô Tài Dương nổi giận là vì hắn, nhưng ông ta thất bại trong chuyện tìm một cái cớ, là bởi vì hai nhà Khâu Mai liên kết nên mới dẫn đến thất bại cuối cùng của Ngô gia, mà sở dĩ hai nhà Khâu Mai kiên kết lại trợ giúp Phó gia theo như Ngô Tài Dương nghĩ thì nguyên nhân hoàn toàn là tại hắn. Rõ ràng là cậu đã xúi giục hai nhà Khâu Mai trợ giúp cho Phó gia cố ý làm cho Ngô gia khó xử, cậu còn không chịu thừa nhận nữa. Ngô Tài Dương nổi giận đùng đùng nói tiếp. Chính miệng Phó Bá Cử đã nói với tôi là suốt đêm Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình quay về Bắc Kinh, nguyên nhân chính là vì cậu ở giữa giới thiệu. Phó Bá Cử còn nói, có thời gian gã còn muốn gặp mặt cảm ơn cậu. Hạ Tưởng, nếu Ngô gia gặp bất lợi, cậu cũng không có lợi ích gì. Trí tuệ chính trị của cậu đi đâu mất rồi? Ngô Tài Dương hoàn toàn dùng một giọng điệu chất vấn của người bề trên mà nói, cho dù là lấy thân phận cha của Liên Nhược Hạm hay là lấy thân phận trưởng ban tuyên giáo trung ương thì thái độ của ông ta cũng là vô cùng nghiêm khắc, thắc mắc không ngừng làm cho Hạ Tưởng gần như không thở nổi. Trong lòng Hạ Tưởng lại muốn cười lạnh một trận. Ngô Tài Dương đúng là không biết xấu hổ, còn hỏi hắn trí tuệ chính trị để đâu sao? Làm sao ông ta không để tâm mà suy nghĩ một chút? Trí tuệ chính trị của bản thân ông ta để đâu chứ? Thủ đoạn ly gián châm ngòi thấp kém một cách rõ ràng như vậy của Phó Bá Cử, mà Ngô Tài Dương không nhìn ra sao? Không ngờ còn lấy chuyện đó ra để nói, còn chất vấn hắn, thật đúng là buồn cười. Không đúng, chắc hẳn là Ngô Tài Dương phải biết rõ Phó Bá Cử nói vậy để châm ngòi ly gián, cũng là vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Hay là ông ta lấy lý do đó để chất vấn hắn nhưng thực ra là muốn làm hắn lúng túng muốn hắn đưa ra một lời giải thích thôi. Đúng rồi, Hạ Tưởng thầm nghĩ, chắc Ngô Tài Dương cảm thấy hắn vẫn nợ Ngô Tài Dương một lời giải thích, bởi vì cho dù có chuyện Phó Bá Cử châm ngòi ly gián hay không, thì Ngô Tài Dương cũng cố chấp mà cho rằng, khẳng định là hắn xúi giục hai nhà Khâu Mai giúp Phó gia. Sau khi Ngô gia rộng lượng tha thứ cho hắn, mà hắn còn không biết thức thời. Dám cố ý làm ra chuyện như vậy nhằm vào Ngô gia, theo như bản tính tự phụ của Ngô Tài Dương thì tức giận là phải. Đúng là muốn nổi cơn tam bành. Nói cách khác, cho đến tận bây giờ, Ngô Tài Dương còn chưa nhận ra nguyên nhân Ngô gia thất bại không liên quan đến hắn, cũng chẳng liên quan đến việc hai nhà Khâu Mai trợ giúp Phó gia, mà là bởi vì hiện giờ thế lực của Ngô gia đã lớn đến mức đã khiến cho rất nhiều người cảnh giác và bất mãn. Trưởng ban Ngô, vì ngài là cha của Nhược Hạm nên tôi mới nói thật, chuyện ba nhà Khâu Mai Phó liên kết lại là việc nước chảy thành sông rồi, khi đối mặt với áp lực quá lớn từ Ngô gia, thì tất nhiên họ phải phản ứng lại, tôi cũng chẳng có tác dụng cổ động gì ở trong đó. Còn nữa, nếu có giá trị lợi dụng, ngài cho rằng với cấp bậc và năng lực hiện tại của tôi có thể làm ra lực ảnh hưởng đến quyết sách của hai gia tộc lớn Khâu Mai chăng? Hạ Tưởng khéo léo chỉ ra cho Ngô Tài Dương vấn đề cốt lõi. Là muốn Ngô Tài Dương hiểu được hiện tại Ngô gia ở tình cảnh bốn bề là địch, là do chính Ngô gia tự tạo nên, chẳng liên quan gì đến hắn.
Ngô Tài Dương hiển nhiên cũng từng nghĩ đến vấn đề này, Hạ Tưởng vừa nói, ông ta liền trầm mặc, chắc phải đến nửa phút không nói gì. Cậu không có lực ảnh hưởng thao túng được quyết sách của Khâu Gia và Mai Gia, nhưng cậu có ảnh hưởng đến lực phán đoán chính xác của Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong. Cho dù nguyên nhân hai nhà Khâu Mai liên kết không phải vì cậu thì ít nhất cậu cũng có thể thuyết phục một trong hai người Mai Thái Bình hoặc Khâu Tự Phong, để bọn họ không cùng nhau quay về Bắc Kinh đối phó với Ngô Gia. Ngô Tài Dương vẫn kiên trì với ý định, một lòng cho rằng Hạ Tưởng cho dù không phải cố ý muốn gây khó dễ cho Ngô Gia, thì cũng là muốn thấy Ngô Gia gặp thất bại. Cho dù cậu có thành kiến đối với tôi, nhưng phải hiểu là Nhược Hạm vẫn là người nhà họ Ngô. Câu cuối cùng đúng là có ý hờn dỗi và muốn lôi kéo, là muốn Hạ Tưởng hiểu, ít nhất về phương diện tình cảm riêng tư thì hắn nên nghiêng về phía Ngô Gia mới đúng. Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến về ý muốn lôi kéo của Ngô Tài Dương, mà hỏi lại một câu khiến Ngô Tài Dương giật mình. Gần đây chủ nhiệm Lý chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lý Ngôn Hoàng và Bí thư Diệp Xích lại gần nhau nhiều, là ý của ngài hay là chủ ý của chính chủ nhiệm Lý vậy? Ngô Tài Dương biết Hạ Tưởng cố tình lờ đi vấn đề vừa rồi, chính là cho ông ta một đáp án, Hạ Tưởng sẽ kiên trì đi con đường của chính hắn, sẽ không bị ông ta thao túng. Ngô Tài Dương hơi tức giận, nhưng lại không thể hạ thấp thể diện để nói những lời lôi kéo Hạ Tưởng, không trả lời thẳng vấn đề mà Hạ Tưởng đề xuất. Lập trường của cậu là đứng giữa, vậy chuyện của Ngô gia không cần cậu phải quan tâm. Nói xong cũng dập máy luôn. Hạ Tưởng lắc đầu cười với kết quả không có kết quả này. Ngô Tài Dương thật đúng là cố chấp, sau khi thảm bại, không rút được kinh nghiệm xương máu, ngược lại còn tìm kiếm nguyên nhân khách quan, chẳng lẽ ông ta thực sự không thấy rõ được cục diện trước mắt, hay là cố ý muốn lấy thái độ cao ngạo để nói chuyện với hắn? Mặc kệ là kiểu gì Hạ Tưởng cũng lười chẳng muốn đoán dụng ý của Ngô Tài Dương, về phần động cơ của Lý Ngôn Hoàng, tin là không bao lâu sau, hắn sẽ bằng một con đường khác mà biết được. Ngày hôm sau vừa vào giờ làm việc, tin tức về việc Trần Phong bị điều đi, Hồ Tăng Chu lên tiếp nhận chức phụ bí thư, tin tức Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng đã truyền ra ngoài, gần như người nào trong quận Hạ Mã cũng biết. Quả nhiên là trong giới chính trị chẳng có bí mật nào cả, vừa đến buổi trưa, người ở khắp nơi liền hỏi thăm thực hư vấn đề, đến giờ cơm trưa thì tin đã truyền đi đủ kiểu, tin đồn kiểu nào cũng có. Tự nhiên là Hạ Tưởng sẽ không để ý đến những tin đồn kiểu này, tuy nhiên hắn vẫn mẫn cảm mà phát hiện được không khí có sự thay đổi tinh tế. Sau khi Bạch Chiến Mặc xuống đài, rất nhiều các thế lực của Bạch Chiến Mặc tìm kiếm cơ hội để dựa dẫm vào hắn. Một khi tin tức Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng truyền ra, thì những người theo Bạch Chiến Mặc sẽ tỏ vẻ vui sướng rõ ràng, và còn sao động rõ rệt. Biểu hiện của Lý Hàm khá bình tĩnh, không có gì thay đổi lớn, vẫn như cũ với dáng vẻ của một con mọt sách. Nhưng Mộ Duẫn Sơn lại hưng phấn lạ thường, chạy tới văn phòng của Lý Hàm ở đó cả nửa ngày, sau khi đi ra thì mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Sau đó lại có vài tên ủy viên thường vụ đến văn phòng của Mộ Duẫn Sơn, cũng không biết đàm luận chuyện gì, dù sao tình thế cũng đã phân hóa, có xu thế hợp lại và tổ chức lại. Trong vòng một ngày mà Phó Hiểu Bân và Kim Hồng Tâm mấy lần đến báo cáo công tác với Hạ Tưởng. Đối với sự thay đổi trong quận ủy, Hạ Tưởng cũng chỉ cười, không để ở trong lòng. Hắn biết rõ nơi có người là sẽ có phe phái, mà nơi có phe phái sẽ có tranh đấu, Lý Hàm là lão làng ở trong chốn quan trường. Sớm muộn gì cũng sẽ phát ra giọng nói của chính ông ta ở quận Hạ Mã này. Trên thực tế, theo Hạ Tưởng thấy, Phó Tiên Phong đảm nhiệm chức thị trưởng cũng là một cơ hội, có thể thấy rõ tâm tư hỗn loạn của các ủy viên thường vụ trong quận Hạ Mã, sớm muộn gì cũng sẽ phân chia phạm vi các thế lực. Buổi chiều, từ chỗ Lý Thấm truyền đến tin tức, căn cứ vào tập hợp số liệu tiêu thụ của các khu chung cư sắp tới, mấy ngày gần đây, giá nhà tăng lên rõ ràng, gần như mỗi ngày tăng lên tới hơn 50 tệ. Nhưng còn hơn cả việc giá cả tăng lên là số lượng tiêu thụ cũng tăng lên rất khả quan, theo số liệu tiêu thụ của mấy khu chung cư nổi tiếng thì mỗi ngày đều lên một con số mới cao hơn. Tâm lý của mọi người chính là thấy tăng mới mua, thấy giảm không mua, giá nhà càng tăng, ngược lại càng có thể kích thích mua bán, thúc đẩy việc tiêu thụ, đúng là chuyện lạ. Thực ra rất nhiều chuyên gia nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng đều cảm thấy kỳ lạ, hành vi của loài người đôi khi chẳng khác gì con thiêu thân. Biết rõ đó là cái hố, nhưng cứ đằng sau nối tiếp đằng trước mà nhảy vào. Bởi vậy rất nhiều nhà doanh nghiệp tài giỏi cũng chính là chuyên gia phân tích tâm lý con người. Trên thị trường, các sản phẩm thành công thì không phải vì bản thân nó tốt như thế nào, mà là do doanh nghiệp làm tốt công tác tiêu thụ. Ví dụ như sản phẩm bảo vệ sức khỏe nổi tiếng Não Bạch Nhạc,
quảng cáo bằng hai nhân vật hoạt hình cực kỳ vụng về, hàng năm quảng cáo cũng không thay đổi, chỉ có, năm nay ăn Tết không ăn không phải trả tiền, ăn không phải trả tiền liền ăn não bạch nhạc, mà kết quả có vô số người mắc mưu, xin chúc mừng, theo các chuyên gia nghiên cứu, cái gọi là thành phần dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe thậm chí còn kém hơn cháo. Dân tộc Trung Hoa truyền đời mấy ngàn năm, chỉ dựa vào hạt gạo mà trở thành dân tộc sừng sững trên đời, ngược lại đến hiện tại, bảo là muốn thân thể mạnh mẽ thì phải dựa vào não bạch nhạc cái gì đó, quả thực đúng là vô lý nhất thiên hạ. Đương nhiên, Hạ Tưởng không có ý định chỉ trích tính không quan tâm tìm hiểu và mù quáng của người tiêu dùng, toàn bộ thế giới đều giống nhau, không phải chỉ có người trong nước mới như vậy. Giá nhà tăng lên cũng nằm trong dự kiến của Hạ Tưởng. Trên cơ bản từ sau năm 98, cho đến trước khi hắn tái sinh, giá nhà chỉ tăng chứ không giảm, giống hệt như tuổi tác của con người vậy. Hàng năm đều cao lên, chưa bao giờ xuất hiện chuyện năm nay 20 mà sang năm là 18 như hiệu quả trong quảng cáo, bởi vậy liền tạo thành một việc mà người trong nghề đều cho rằng, giá nhà khẳng định sẽ lên tới mức không ngờ. Đúng vậy, đều xem nhẹ một sự thật là, tuổi tác của con người cũng có điểm dừng, bởi vì mỗi người đến một tuổi nhất định sẽ chết, cái chết chưa bao giờ thương lượng với con người, cũng chẳng thông báo trước cho họ. Hạ Tưởng không dám nói khi nào giá nhà sẽ hạ. Hắn thực sự không phải nhà tiên tri, cũng không muốn đoán sự việc trong tương lai, nhưng hắn biết vì những yếu tố do con người khống chế, dẫn dắt theo một con đường, giá nhà nhất định sẽ giảm, nhưng nó sẽ tăng dần, chứ không phải như một cái giếng phun, tăng lên không ngừng, tự quyết định một cách hoàn toàn không phù hợp với quy luật phát triển của thị trường. Chương 711, ảo tưởng và niềm vui bất ngờ. Giá nhà ở quận Hạ Mã, Hạ Tưởng cũng không cần phải áp chế không cho nó tăng lên. Như vậy không phù hợp với quy luật thị trường. Trung Quốc người đông, đất chật, người ta bảo đất rộng thì của nhiều không phải giả, nhưng như vậy cũng có nghĩa là nhân khẩu đông, nếu chia đều ra thì thành thiếu ăn. Đất thì ít, lại có hạn, nhưng dân số hàng năm cứ tăng cao, tất nhiên là giá nhà sẽ tăng lên. Như nước Nga thì đất rộng của nhiều, nhưng dân cư lại thưa thớt một cách đáng thương, hơn nữa mức tăng dân số còn âm, khẳng định là không có chuyện giá nhà tăng cao gây ra rắc rối. Xã hội loài người đã phát triển mấy ngàn năm, dường như đến tận bây giờ cũng vẫn chưa thực sự giải quyết được vấn đề nghèo khó. Cho dù là triều đại nào, cho dù những kẻ có địa vị cao thổi phồng, ba hoa trích chòe đến thế nào, vấn nạn nghèo khổ vẫn luôn tồn tại, hơn nữa dường như vĩnh viễn không xóa bỏ được. Mấy ngàn năm nay, nhà ở vẫn là nỗi đau trong lòng bách tính. Lý tưởng của Hạ Tưởng ở quận Hạ Mã chính là gây dựng nên một quận mới thích hợp cho cư ngụ và văn minh nhất ở thành phố Yến. Khống chế giá nhà một cách hợp lý, tạo ra một khu vực nội thành nhàn hạ kiểu mới, chính là toàn bộ hy vọng hắn gửi gắm vào quận Hạ Mã. Buổi tối, Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong đều từ Bắc Kinh quay về thành phố Yến, muốn gặp mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cùng hai người đi ăn cơm tối, nói chuyện ở Bắc Kinh đã nảy sinh một chuyện chấn động lòng người. Hạ Tưởng, Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong gặp nhau ở khách sạn Hào Môn, ba người vừa vào cửa, đồ ăn vừa lên. Mai Thái Bình đã cười ha hả đầu tiên. Tiểu Hạ, khẳng định là cậu không thể tưởng tượng được sắc mặt của Ngô Tài Dương khó coi đến mức nào đâu, cậu cũng không rõ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để tôi nói cho cậu biết, thật sự là một cảnh tượng làm người ta vui sướng tột cùng. Khâu Tự Phong cười mà không nói, nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt, vẻ mặt kinh ngạc, ý là Mai Thái Bình cũng hơi thiếu chừng mực quá phải không? Hạ Tưởng cũng cười đáp lại sự kinh ngạc của Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong không biết Mai Thái Bình nhiều lắm, thực ra tính tình của Mai Thái Bình khá phức tạp, hay thay đổi, có lẽ là một mình một kiểu ở ban tổ chức cán bộ, nhưng nói lý ra thì mặt khác lại là một hình tượng. Sau khi tôi và Khâu Tự Phong trở về Bắc Kinh, gặp được Phó Tiên Phong, Khâu Tự Phong và Phó Tiên Phong khá ăn nhịp với nhau, cuối cùng nhất trí đạt được thỏa thuận, cùng nhau liên kết đối phó với áp lực từ Ngô gia. Khi nói chuyện Mai Thái Bình còn liếc mắt nhìn Khâu Tự Phong một cách không hài lòng. Đừng thấy ông ta hợp tác với Khâu Tự Phong một lần mà tưởng, thực ra ông ta vẫn không thay đổi ấn tượng với Khâu Tự Phong là mấy. Sau đó ba người chúng tôi liền gọi điện thoại ra ngoài. Khâu Tự Phong lờ đi ánh mắt không thân thiện của Mai Thái Bình. Mấy ngày qua tiếp xúc với Mai Thái Bình không ít, anh ta đã quen với việc Mai Thái Bình vô ý mà lộ ra thái độ kinh khỉnh. Nếu là trước kia, khẳng định là anh ta sẽ tức giận, nhưng bởi vì tiếp xúc nhiều với Hạ Tưởng. Bị sự điềm tĩnh của Hạ Tưởng ảnh hưởng, thái độ của anh ta với Mai Thái Bình mờ nhạt đi rất nhiều, liền tiếp nhận lời nói của Mai Thái Bình. Sau khi ba người chúng tôi thương lượng xong xuôi, liền đều tự thông báo về nhà,
ba ông cụ đều lập tức gật đầu, lúc đó đã là hơn 11 giờ đêm, có thể nói là mấy chục năm nay lần đầu tiên ba ông cụ ngồi với nhau vào buổi tối. Mai Thái Bình không khách sáo mà quẳng một câu. Nói một cách chuẩn xác hơn là cho đến tận bây giờ ba ông cụ chưa từng ngồi với nhau vào cái giờ quá nửa đêm như vậy, lúc đó xem như là lần đầu tiên phá lệ, tuy nhiên, có lẽ đây cũng là lần duy nhất. Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình nói xong mới tiếp tục cười nói. Ba ông cụ đồng thời bắt tay hành động, uy lực không phải là nhỏ. Chuyện xảy ra đêm đó các cấp trên còn chưa nghe được, sáng sớm hôm sau, gần như đồng thời ba ông cụ đều gọi điện thoại, sau đó lực lượng của ba nhà toàn bộ được động viên. Ứng cử viên do Ngô gia đề xuất tên tuổi liền bị xếp xuống cuối cùng, kết quả chính là mời họp hội nghị cấp cao nhất, một giờ sau đã có kết quả, Ngô gia bị loại. Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong cứ việc nói cho thoải mái, Hạ Tưởng là người ngoài cuộc, tuy rằng chuyện đã qua, nhưng vẫn còn cảm nhận được không khí khẩn trương và cảnh tượng khốc liệt lúc đó, đồng thời cũng sáng suốt mà nhận ra rằng lực lượng của bốn gia tộc lớn quả thật là không nhỏ. Cho dù không thể hoàn toàn thao túng chính sách của quốc gia, nhưng ở mặt nhân sự và các việc quan trọng, có một lực ảnh hưởng nhất định có thể thay đổi quyết định của cấp trên. Đúng là câu than thở, lệnh của chính phủ không ra khỏi được Trung Nam Hải. Không phải là một câu nói suông, mà là tiếng lòng thực sự của cấp trên ở Trung ương phát ra một cách bất đắc dĩ. Liên tưởng đến sau này rất nhiều ngành sản xuất bị lũng đoạn, bị dân chúng dùng ngòi bút làm vũ khí, lên tiếng oán thán nhiều năm, nhưng vẫn như cũ giơ con dao mổ lũng đoạn lên cao, cắt lấy những khối lợi nhuận dày từ mỗi người dân, vì sao? Nói trắng ra chính là những thế lực khổng lồ của các gia tộc, hay nói cách khác là Trung ương không thể lay chuyển được thế lực của các gia tộc. Hạ Tưởng than thở. Phát hiện ra một vấn đề, chính là khi ba ông cụ đồng thời bắt tay hành động, sự tấn công của Ngô Tài Dương lập tức sụp đổ, nhưng từ đầu đến cuối, đều chẳng liên quan gì đến ông cụ Ngô, chẳng lẽ ông cụ Ngô luôn giữ thái độ sống chết mặc bay, không có giúp đỡ Ngô Tài Dương một chút gì sao? Thái độ của ông cụ Ngô về sự kiện lần này vẫn là ý vị sâu xa, vẫn khiến Hạ Tưởng suy nghĩ cả trăm lần mà không có lời giải đáp. Ba ông cụ Khâu Mai Phó đều ra uy, ông cụ Ngô lại không phải mèo ốm. Mà ông ta không rên một tiếng nào, chưa hát ra được gì sao? Không phải Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong không chú ý tới sự bất thường của Ngô gia, Khâu Tự Phong nói xong, liếc mắt nhìn Mai Thái Bình liền tiếp nhận nói. Ông cụ Ngô vẫn tránh ở phía sau màn, không có một chút động tĩnh nào. Tiểu Hạ, cậu có suy nghĩ gì không? Hỏi hắn có suy nghĩ gì không, kỳ thật là hỏi hắn có từng liên hệ gì với ông cụ Ngô hay không thôi. Hạ Tưởng lắc đầu. Tôi cũng vẫn không vui vì không rõ trong hồ lô của ông cụ có cái gì. Tôi với ông cụ Ngô vẫn là đơn phương liên hệ, ông ta không liên lạc với tôi cũng chưa bao giờ gọi điện thoại cho ông ta. Lời nói của Hạ Tưởng khiến cho Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong hiểu rõ ràng, hắn cũng không biết rõ lắm hành động của ông cụ Ngô có ý nghĩa sâu xa gì. Thực ra Hạ Tưởng có thể đoán được một chút về dụng ý của ông cụ Ngô, nhưng cũng không dám khẳng định, cũng không tiện để lộ ra, nên giấu không đề cập tới. Có phải còn đang đoán rốt cuộc là ai sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy phải không? Khâu Tự Phong khẽ mỉm cười, nâng ly rượu lên ra hiệu với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lấy một ly đáp lễ, cười trừ. Tôi cũng đoán được là ai rồi. Khâu Tự Phong kinh ngạc. Đoán được sao? Hạ Tưởng cười ha hả, lấy tay nhúng chút rượu viết một chữ lên bàn, cười hỏi. Có phải họ này hay không? Mai Thái Bình cũng bị hành động của Hạ Tưởng lôi cuốn. Cũng nghiêng đầu với sang nhìn, thấy rồi thì không khỏi mỉm cười. Cậu đoán đúng rồi, cậu đúng là, một cái đầu làm cho người ta nghĩ mãi không ra. Khâu Tự Phong cũng cười ha hả, vỗ đầu. Lợi hại, tôi và trưởng ban Mai đánh cuộc với nhau, nói là thế nào cậu cũng không thể đoán ra được là ai, không ngờ cậu lại đoán chúng, thật đúng là tà môn mà. Ông ta đã rời khỏi thành phố Yến nhiều năm, cậu còn có thể nghĩ đến ông ta. Hơn nữa cũng có thể thấy được quan hệ giữa ông ta và Khâu gia, thật sự cậu đúng là. Cậu tiết lộ chút đi, làm sao mà đoán ra được. Lần này đến lượt Hạ Tưởng cố làm ra vẻ huyền bí, tay trái hắn cầm đôi đũa, tay phải cầm một lý rượu, ăn một miếng, uống một ngụm. Ăn đi, uống rượu, uống rượu. Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong nhìn nhau, đều bị Hạ Tưởng chơi xỏ, không còn cách nào khác đành cười. Buổi sáng thứ sáu. Hạ Tưởng mời họp hội nghị các cán bộ trung tầng quận Hạ Mã. Đầu tiên Hạ Tưởng khẳng định thành tích công tác từ khi thành lập quận Hạ Mã đến nay,
vạch ra những thành tích và khuyết điểm của quận Hạ Mã giai đoạn hiện nay. Về thành tích, thứ nhất là tăng trưởng kinh tế nhanh nhất lớn nhất so với các quận huyện anh em, thứ hai là thu hút được nhiều đầu tư, chất lượng các dự án đều tốt, thứ ba là mấy dự án lớn ra đời đã được khởi công thành công, thứ tư là tình hình và bộ mặt quận đã có thay đổi lớn, thứ năm là tinh thần của cán bộ tốt. Nhưng đồng thời hắn cũng nói quá lên, trước mắt quận Hạ Mã đang đứng ở thế, yêu cầu cao, khó khăn nhiều, hoàn cảnh khó cả đôi đường, thể hiện thành tích nổi trội ở tỉnh, các cấp của thành phố gửi gắm hy vọng vào quận Hạ Mã, thay đổi chính sách nhanh chóng, nhiều yếu tố kìm hãm, xảy ra tình trạng nhiệm vụ hoàn thành không kịp thì tạo ra dư luận xã hội không tốt, đối với quận Hạ Mã mà nói là một thử thách khắc nghiệt. Đồng thời, trước mắt quận Hạ Mã lấy bất động sản làm chủ thể kinh tế là kết cấu chưa hợp lý, mà hợp lý phải là lấy ngành bất động sản để đi đầu, lấy công nghiệp kỹ thuật cao để phụ trợ, lấy ngành dịch vụ du lịch để hệ thống lại kết cấu sản xuất, vậy quận Hạ Mã mới phát triển lâu dài và vững vàng theo chỉ đạo căn bản. Sau đó Lý Hàm lên tiếng, đầu tiên là khẳng định lời nói của Hạ Tưởng. Vạch ra phải chỉ đạo theo tinh thần bí thư Hạ đã nói, cố gắng trong năm nay tạo ra một quận Hạ Mã hoàn toàn mới, văn minh, vì thành phố Yến, cho lãnh đạo tỉnh và thành phố một lời giải bài thi hoàn hảo. Đồng thời, Lý Hàm lên tiếng khẳng định, bất động sản có tác dụng kéo toàn bộ nền kinh tế, đề xuất quận Hạ Mã phải tạo được một nơi cư ngụ thích hợp, một quận mới văn minh, như vậy mới có nhiều nhà đầu tư vào khai phá, mở ra các khu đô thị loại cao vừa và thấp ở quận Hạ Mã, thậm chí là các khu biệt thự hạng sang cũng có thể được triển khai, phải lợi dụng triệt để ưu thế của sông Hạ Mã, xây dựng quận Hạ Mã thành một khu vườn nhà mới hài hòa, xinh đẹp nhất. Cuối cùng Lý Hàm lại nhấn mạnh, giai đoạn hiện giờ quận Hạ Mã phải làm cho tốt 5 công tác, thứ nhất là làm cho tốt công tác thu hút đầu tư, kiên trì với nguyên tắc, không thay đổi lời hứa, không thay đổi chính sách, không thay đổi những người đàm phán chủ chốt, để đầu tư từ bên ngoài nhanh chóng vào ngân khố, bảo đảm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đúng hạn, thứ hai là tìm được các dự án thật tốt, tổ chức cuộc gặp cho các doanh nghiệp mới mỗi tuần một lần, hỗ trợ phối hợp giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình khởi công và xây dựng các dự án. Thứ ba là làm cho tốt các ngành công nghiệp đặc trưng không để bị đình trệ, dựa theo yêu cầu của quận ủy và ủy ban nhân dân quận, lập kế hoạch xây khu công nghiệp nhanh hơn cho ba loại hình công nghiệp đặc trưng là vật liệu mới, y sinh, thiết bị y tế và văn hóa sáng tạo. Thứ tư là nắm bắt tốt việc xây dựng nền móng, tiếp tục hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng, làm tốt công tác bố trí giải phóng mặt bằng, xây dựng 10 công trình dân sinh lớn nhanh hơn nữa. Thứ năm là hóa giải cho tốt tình cảnh thắt nút cổ chai. Ngoài ra, Lý Hàm còn muốn phải làm tốt công tác ổn định xã hội trước, lấy công tác xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ làm chỉ thị quan trọng, ông ta kêu gọi toàn thể cán bộ quận Hạ Mã giữ vững lòng tin, hợp tác đoàn kết, tạo nên thành tích. Trong hội nghị cán bộ trung tầng thường xuyên này, ý kiến của Hạ Tưởng và Lý Hàm đều chỉ là khúc nhạc dạo nhẹ nhàng, không có nhiều ý tưởng mới, dù sao chỉ là hội nghị thường lệ, nhưng những người có tâm thấy Hạ Tưởng và Lý Hàm thì đều tự nhận ra một chút gì đó phân tách rất nhỏ bên trong. Theo như bí thư và chủ tịch quận nói thì họ không có cùng cái nhìn về vấn đề chính là coi bất động sản là ngành dẫn đầu. Ý của bí thư Hạ là bất động sản chỉ nên đi đầu, không thể quá mải mê theo đuổi bất động sản mang lại lợi ích ngắn hạn. Còn trong lời nói của chủ tịch quận Lý thì lờ mờ có ý phải toàn lực phát triển ngành bất động sản, có ý phải biến quận Hạ Mã thành một quận mới, tuy rằng về sau cũng nói vài câu theo ý của Hạ Tưởng, nói là phải phát triển công nghiệp kỹ thuật cao, nhưng về cường độ thì lại yếu đi rất nhiều. Nếu nói ý tưởng của bí thư Hạ cho quận Hạ Mã là phát triển bất động sản, đưa ra công nghiệp kỹ thuật cao, chú trọng khách du lịch thì Lý Hàm lại có kế hoạch với quận Hạ Mã là lấy bất động sản làm yếu tố thứ nhất, có thể không cần công nghiệp kỹ thuật cao, du lịch cũng không quan trọng, thậm chí quận Hạ Mã có thể hoàn toàn là những khu chung cư, cũng có thể hấp dẫn vô số người đến mua nhà định cư ở quận Hạ Mã, nâng cao tổng sản lượng kinh tế và hình tượng trong đối ngoại của quận Hạ Mã. Tự nhiên Hạ Tưởng cũng nghe được ra viễn cảnh quy hoạch mà Lý Hàm muốn hướng quận Hạ Mã đến, hắn thản nhiên mỉm cười, không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng thì hiểu rõ, lập trường của Lý Hàm dần dần đã rõ rệt, chứng minh một vấn đề, đó là sách lược của Phó Tiên Phong bắt đầu có hiệu quả. Liên tưởng đến việc hiện tại Diệp Thạch Sinh và Thôi Hướng đang xích lại gần nhau, cố ý xa cách hắn, lại có tin đồn truyền ra nói quan hệ giữa Lý Hàm và Diệp Thạch Sinh cũng khá khăng khít, trong lòng Hạ Tưởng dường như hiểu ra một phần. Lập trường của Lý Hàm càng rõ rệt, thái độ càng vững vàng, liền chứng minh quan hệ giữa anh ta, Diệp Thạch Sinh và Phó Tiên Phong càng gần nhau. Lần trước hắn có thể ung dung sắp đặt,
khiến mấy nhà đầu tư một lần nữa đi vào khai phá mà không gặp lực cản nào, cũng thuận lợi kéo công ty bất động sản Văn Thái của Triệu Khang vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, hoàn toàn là bởi vì suy nghĩ muốn nhảy vào ghế thị trưởng thành phố Yến của Phó Tiên Phong, nên mới chú ý đến cục diện quận Hạ Mã. Bây giờ thì tốt rồi, sau khi đã xác định, bước tiếp theo đương nhiên Phó Tiên Phong sẽ tăng mạnh khống chế quận Hạ Mã, tất nhiên sẽ tăng cường khống chế ngầm với Lý Hàm. Có thể đoán được, cùng với việc Phó Tiên Phong nhậm chức, cục diện quận Hạ Mã lại một lần nữa trở nên căng thẳng, hơn nữa phân chia phe phái sẽ càng thêm rõ ràng, thế lực của Bạch Chiến Mặc trước kia khẳng định sẽ lại tụ tập đến xung quanh Lý Hàm, thậm chí thế lực của Lý Hàm ở quận Hạ Mã so với thời Bạch Chiến Mặc chỉ hơn chứ không có kém. Bởi vì một khi tin tức Lý Hàm và Diệp Thạch Sinh xích lại gần nhau truyền ra, rất nhiều người đang ở thế dao động sẽ lập tức đảo hướng sang Lý Hàm. Nói đùa sao, một chủ tịch quận có chỗ dựa vững chắc là bí thư tỉnh ủy, so với một bí thư quận ủy như hắn thì đúng là chói mắt hơn rồi. Hơn nữa người bên ngoài còn thấy chỗ dựa lớn nhất của hắn là Trần Phong vừa đi, quầng sáng của hắn sẽ yếu bớt rất nhiều. Hạ Tưởng cũng biết lòng người biến đổi, đương nhiên có không ít những nhân vật giống như cây leo trên tường, không đáng để lo nghĩ. Chuyện chính trị, luôn là ba phần là đấu tranh, ba phần là tình nghĩa, còn có ba phần để phát triển kinh tế, vậy là được rồi. Còn lại thì phải xem ở vận may. Tuy nhiên sau khi hắn chứng kiến ánh mắt của Mộ Duẫn Sơn đến rồi lại đi, thỉnh thoảng lại dừng lại ở chỗ Trang Thanh Vân và Lý Hàm, thì trong lòng cũng có hơi chút lo âu. Tin tức thay đổi nhân sự ở tỉnh tuy rằng đã được truyền tụng đủ kiểu, nhưng muốn có tin chính xác thì phải chờ vài ngày sau. Cơ bản Hạ Tưởng đã rõ ứng cử viên vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trong lòng cũng kiên quyết hơn rất nhiều. Cho tới bây giờ thường có kết quả cân bằng, có người mất có người được, ứng cử viên vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy đối với hắn mà nói là một tin tức tốt lành. Thứ bảy, Lý Hàm tham dự nghi thức khởi công của công ty bất động sản Văn Thái của Triệu Khang. Vốn dĩ Triệu Khang cũng có mời Hạ Tưởng, tuy rằng theo lý mà nói thì Triệu Khang là ở tuyến của Lý Hàm, nhưng trong lòng Triệu Khang thì vẫn có cảm giác quan hệ với Hạ Tưởng là gần nhất. Hạ Tưởng khéo léo từ chối Triệu Khang. Thứ nhất hắn phải tham gia nghi thức khởi công của tập đoàn Viễn Cảnh, thứ hai hắn cũng cố ý muốn duy trì khoảng cách nhất định với Triệu Khang, để cho Lý Hàm và Nguyên Minh Lượng ôm một ảo tưởng. Chính là quan hệ giữa hắn và Triệu Khang không có gì sâu sắc. Quan hệ giữa hắn và Triệu Khang, người bình thường không điều tra ra được, bởi vì ở giữa có lão cổ. Hắn và lão cổ qua lại với nhau, người biết chuyện đó không ít, nhưng người biết rõ tin tức thì không nhiều lắm. Lai lịch của lão cổ tuy rằng ở bên ngoài có thể tra ra một ít, nhưng lập trường chính trị của ông ta thì không có mấy người hiểu rõ. Một ngày thứ bảy, quận Hạ Mã có đến hai nơi bắt đầu phiên giao dịch, náo nhiệt lạ thường, cũng khiến người ta chú ý. Khu đô thị của công ty bất động sản Văn Thái của Triệu Khang được mệnh danh là khu đô thị Văn Thái, tổng cộng có 18 tòa nhà cao tầng, chất lượng khu đô thị được đánh giá là ở tầm trung, giá khởi điểm là 2.800 tệ, so với giá trung bình là 3.000 tệ, trên cơ bản coi như xác định rõ ràng, không đến nỗi chói mắt, cũng phù hợp với phỏng đoán về tính cách của Triệu Khang của Hạ Tưởng. Nghi thức khởi công của công ty bất động sản Văn Thái bắt đầu vào 8 giờ 8 phút sáng. Khá là sớm, khi Hạ Tưởng đến Sơn Thủy Tương Liên Thành của tập đoàn Đạt Tài đã là hơn 9 giờ sáng, nghi thức khởi công của công ty bất động sản Văn Thái vừa kết thúc, hắn vừa đến được công trường của Sơn Thủy Tương Liên Thành thì điện thoại đổ chuông. Không ngoài dự tính là điện thoại của Kim Hồng Tâm. Làm đại quản gia của chính quyền, bước đầu Kim Hồng Tâm cũng đã đạt được sự tín nhiệm của Lý Hàm, tuy mọi người đều biết trước kia Kim Hồng Tâm và Hạ Tưởng ở quận ủy qua lại rất gần, nhưng Kim Hồng Tâm đối nhân xử thế rất khéo léo. Hơn nữa anh ta làm việc rất tốt, phỏng chừng cũng là dùng hành động và biểu hiện mà đạt được sự tán thành của Lý Hàm, khiến Lý Hàm cho rằng trước kia anh ta và Hạ Tưởng xích gần nhau là do quan hệ trong công việc. Mặc kệ rốt cục là anh ta làm thế nào để Lý Hàm tin anh ta, dù sao hiện tại bất kể là Lý Hàm đi đâu làm gì đều có Kim Hồng Tâm đi theo. Bởi vậy, càng cho Kim Hồng Tâm nhiều cơ hội để tìm hiểu hướng đi và ý nghĩ của Lý Hàm hơn. Lãnh đạo, phiên giao dịch đầu tiên của Văn Thái khả năng là định giá hơi cao, tình hình tiêu thụ không được lý tưởng cho lắm. Kim Hồng Tâm quả nhiên thông minh, biết vấn đề mà Hạ Tưởng quan tâm, liền báo cao ngay tình hình tiêu thụ cho Hạ Tưởng. Ừ, ước chừng sơ bộ có bao nhiêu người đến tư vấn. Hạ Tưởng tính ra thì Triệu Khang cũng mới bước vào ngành bất động sản, tuy rằng cũng mời một ít nhân sĩ ở các ngành sản xuất, nhưng dù sao cũng coi là lính mới, hơn nữa anh ta định giá hơi quá cao. Kỳ thật theo quy mô khu chung cư của anh ta,
nói về độ xanh hóa và cơ sở vật chất thì cũng không thể tính giá quá cao, nhưng bởi vì quận Hạ Mã có phần đông là các nhà đầu tư có thực lực nổi tiếng đến khai phá, cho dù là ngành sản xuất nào, cũng không thể bỏ qua thương hiệu, công ty bất động sản Văn Thái là một nhà đầu tư mới xuất hiện, nên không kêu gọi lực lượng lớn được. Nhưng mấu chốt là đồng thời còn có mấy khu chung cư mới cũng bắt đầu phiên giao dịch, khiến người tiêu dùng càng có nhiều lựa chọn, từ đó làm yếu đi triển vọng tiêu thụ của Văn Thái, việc không có lượng tiêu thụ lý tưởng cũng là dễ hiểu. Hạ Tưởng dự đoán, hoặc là Triệu Khang sẽ hỏi hắn kế sách hoặc là sẽ điều chỉnh sách lược, tóm lại, chính sách tiêu thụ của công ty bất động sản Văn Thái sẽ có thay đổi không nhỏ, nếu không sau khi tập đoàn Đạt Tài bắt đầu phiên giao dịch, lại có công ty bất động sản Thiên An, công ty bất động sản Giang Sơn và mà mấy nhà đầu tư quen thuộc ở thành phố Yến bắt đầu công bố giá cả ở phiên giao dịch đầu tiên của các khu chung cư mới đầu tư khai phá, thì triển vọng tiêu thụ của công ty bất động sản Văn Thái càng thêm khó khăn lo lắng. Đối với vấn đề của Hạ Tưởng, Kim Hồng Tâm trầm ngâm một chút, hình như suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Đại khái là có mấy trăm người, nhìn từ bên ngoài thì tương đối náo nhiệt, nhưng giao tiền đặt cọc thì không nhiều lắm. Hạ Tưởng mỉm cười. Triệu Khang không học gì khác, lại học làm bộ tổ chức người ta đến mua nhà, thật ra náo nhiệt thì có náo nhiệt, nhưng những người giao tiền lại không có nhiều lắm đã nói lên vấn đề, ước chừng trong đó có không ít người là kẻ lừa gạt đã tốn tiền để thuê tới. Mất tiền thuê người đến xếp hàng để tạo nên một sự náo nhiệt giả tạo, bảo mỗi công nhân của mình đều đến mua nhà chung cư, từ đòn bẩy tài chính của ngân hàng, dần dần các nhà đầu tư khai phá bất động sản đều có một thủ pháp tiếp thị tiêu thụ bất thành văn. Chính là sự đồng thuận chung trong ngành. Còn có kỹ xảo bán hàng, trong thời kỳ đầu bất động sản thịnh vượng, trong một khoảng thời gian tương đối dài, đã lừa gạt được không ít người trong nước, cũng là một trong những thủ đoạn của những kẻ đứng phía sau muốn đẩy giá nhà tăng lên cao. Tạm thời Hạ Tưởng ném chuyện của công ty bất động sản Văn Thái sang một bên, bởi vì hắn vừa xuống xe liền ngẩn người, đứng ở xa xa có một khuôn mặt tươi cười đang đón chào hắn, đó chính là Thành Đạt Tài. Thẩm Lập Xuân không nói cho hắn biết là Thành Đạt Tài sẽ tự mình đến nghi thức khởi công, Thành Đạt Tài công việc bận rộn, bình thường lại rất ít tham dự các loại nghi thức, cũng rất ít người mời được ông ta ra mặt. Cho nên Hạ Tưởng thấy được Thành Đạt Tài đích thân đến thì rất vui mừng. Bởi vì hắn cũng một thời gian rồi không gặp Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài bước về phía trước vài bước, không đợi Hạ Tưởng đến gần, liền chủ động đi đến phía trước Hạ Tưởng, xem như cũng là trọng đãi với Hạ Tưởng, lập tức ha hả cười. Bí thư Hạ, hôm nay tôi lại có hứng thú, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn đến xem quận Hạ Mã, có chào đón hay không vậy? Không dám, không dám. Hạ Tưởng cầm thật chặt tay Thành Đạt Tài, trong lòng vô cùng cảm động, bởi vì Thành Đạt Tài không phải là tâm huyết dâng trào mới tới tham gia nghi thức khởi công, mà bởi vì hắn đã tinh tường nhìn thấy ở phía sau Thành Đạt Tài, có tập hợp hai xe của đài truyền hình truyền thông cấp tỉnh và thành phố, còn có vô số phóng viên báo chí không ngừng láo liên giơ máy ảnh. Máy quay, Thành Đạt Tài là đến có chuẩn bị, hơn nữa còn là chuẩn bị rất kỹ càng. Hoan nghênh ông tới. Hạ Tưởng biết rằng Thành Đạt Tài tặng hắn một phần đại lễ, bên ngoài là vì hỗ trợ uy danh dự án của tập đoàn Đạt Tài mà đến, nhưng trên thực tế là vì hỗ trợ uy danh cho quận Hạ Mã mà đến, hoặc là nói đến đây vì kế hoạch phất cờ hò reo của hắn, dụng tâm của Thành Đạt Tài, trong lòng hắn biết rõ ràng, âm thầm cảm kích. Quả nhiên, Thành Đạt Tài nói nhỏ một câu. Lập Xuân đã thuật lại cho tôi những gì cậu đã nói trong hội nghị, tôi rất cảm động, không để cho người ngoài cuốn sạch đi số tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân thành phố Yến, đây mới là lời tâm huyết của một vị quan phụ mẫu, đây mới là tấm lòng vì nước vì dân đến cùng của người làm quan. Hạ Tưởng nghe Thành Đạt Tài khen ngợi mà lắc đầu cười. Ở vị trí này thì tôi chỉ làm tất cả những gì mà một người cán bộ có thể, làm những hành động thường ngày mà một cán bộ cần làm thôi. Không đáng để Chủ tịch Thành khen ngợi quá như vậy đâu. Thành Đạt Tài đích thân đến dự án Sơn Thủy Tương Liên và còn mang theo rất nhiều người của giới truyền thông, thể hiện mức độ coi trọng của tập đoàn Đạt Tài với dự án ở quận Hạ Mã này, đồng thời cũng là tuyên bố với bên ngoài, tập đoàn Đạt Tài gửi gắm kỳ vọng cao vào dự án ở quận Hạ Mã, bản thân Thành Đạt Tài cũng kiên định ủng hộ lập trường này. Đương nhiên, còn mang hàm ý sâu xa ở bên trong. Theo như thanh danh và địa vị của Thành Đạt Tài ở tỉnh Yến, ông ta có thể dễ dàng không cần phải tham dự nghi thức khởi công, nhưng hiện giờ lại đang xuất hiện tại dự án Sơn Thủy Tương Liên, liền truyền ra một tin tức khích lệ lòng người, bản thân Thành Đạt Tài vô cùng coi trọng triển vọng của dự án Sơn Thủy Tương Liên. Sự xuất hiện của ông ta giống như một cách tuyên truyền miễn phí mà lại quan trọng cho dự án,
cũng khiến tất cả những người tiêu dùng tin tưởng vững chắc và nhận định rằng dự án Sơn Thủy Tương Liên tất nhiên sẽ thu được thành công. Việc này cũng đồng nghĩa với việc dự án Sơn Thủy Tương Liên được tiêm một liều thuốc trợ tim, đương nhiên điều kiện trước nhất là dự án Sơn Thủy Tương Liên bắt đầu với giá cả thấp ngoài dự kiến của mọi người, tất nhiên sẽ tạo thành chấn động không nhỏ, từ đó mang đến cho Nguyên Minh lượng áp lực cực lớn. Thử nghĩ, lấy thân phận người cao nhất trong giới thương nhân ở tỉnh Yến của Thành Đạt Tài, tự mình lại tham gia nghi thức khởi công, còn tuyên bố một giá cả bắt đầu phiên giao dịch thấp hơn mọi người mong đợi, sẽ tạo thành cảnh tượng đáng kinh ngạc như thế nào. Thành Đạt Tài nhìn vẻ mặt Hạ Tưởng mà cũng đoán được ý nghĩ của Hạ Tưởng, cười nói. Lại bị cậu đoán trúng rồi, không sai, chính là tôi biết ý của cậu, đến để mang lại áp lực cho người khác, đi thôi, lên bục cắt băng nào. Đi trước đã rồi nói chuyện sau. Trong vòng vây của mọi người, ánh đèn flash không ngừng chớp lên xung quanh, trước camera ghi hình trực tiếp của đài truyền hình tỉnh, Hạ Tưởng và Thành Đạt Tài tươi cười dắt tay nhau cùng lên bục cắt băng chính thức bắt đầu nghi thức khởi công. Nguyên Minh Lượng đang ngủ say thì bị một hồi chuông điện thoại reo dồn dập đánh thức. Vốn dĩ hôm nay Nguyên Minh Lượng cũng không định ngủ nướng, bởi vì gã biết hôm nay có những hai khu đô thị bắt đầu phiên giao dịch. Tuy rằng công ty bất động sản Văn Thái gã không để vào mắt, nhưng dự án Sơn Thủy Tương Liên của tập đoàn Đạt Tài lại là dự án có mức đầu tư không nhỏ, điểm mấu chốt là thanh danh của tập đoàn Đạt Tài truyền xa, có năng lực ảnh hưởng đến giá nhà ở quận Hạ Mã, gã phải cư xử cho thận trọng. Nhưng đêm qua lại cùng nhau uống rượu với Lý Hàm và Phó Tiên Phong, không ngờ là uống hơi nhiều. Đừng nhìn Lý Hàm thoạt trông có vẻ bảo thủ, nhưng tửu lượng không nhỏ, nếu uống hết mình thì cả gã và Phó Tiên Phong đều không phải là đối thủ. Cuộc tụ họp tối hôm qua thu hoạch về cũng không ít, chuyện Phó Tiên Phong lên nhậm chức thị trưởng đã được quyết định, hơn nữa y lại âm thầm đưa ra ưu đãi cho Lý Hàm cũng rõ ràng thể hiện thái độ dựa dẫm vào Phó Tiên Phong. Dù rằng Lý Hàm cũng vẫn còn đôi chút sụt rè nhưng gã cũng nhìn ra được, Lý Hàm hoàn toàn đảo hướng về phía Phó Tiên Phong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nguyên Minh Lượng đánh giá Lý Hàm là kẻ thích lên giọng, không thẳng thắn, luôn nhìn trước ngó sau, làm việc dây dưa không dứt khoát, không có có chừng mực, cũng khá là kiêu ngạo. Nhưng Lý Hàm cũng có ưu điểm, khá ngoan cố và thủ đoạn cũng cay nghiệt, sử dụng các mánh khóe thủ đoạn trong chốn quan trường một cách thành thạo. Nếu y và Hạ Tưởng đấu với nhau thì khẳng định là y có thể đánh bại Hạ Tưởng, nhưng chỉ bằng cách giống như là con nhím, co quắp xù lông lên, khiến Hạ Tưởng không có chỗ nào để ra tay. Ít nhất y có thể tự tạo vỏ bảo vệ cho mình, không giống như Bạch Chiến Mặc, bị Hạ Tưởng đánh cho thất bại thảm hại. Do uống hơi nhiều nên Nguyên Minh Lượng ngủ quên mất, sau khi bị điện thoại đánh thức dậy, đầu đau như búa bổ, giơ tay nghe điện thoại. Alo, ai đấy? Chương 712. Thông khí. Phó Tiên Phong đây, làm sao anh vẫn ngủ được, có chuyện lớn rồi. Giọng nói vội vàng của Phó Tiên Phong truyền đến. Mau lên, mở tivi lên xem tin tức đi, kênh một tỉnh Yên ấy. Nguyên Minh Lượng lập tức tỉnh cả người, liền bật tivi lên. Trên màn hình hiện lên cảnh Thành Đạt Tài và Hạ Tưởng đang cùng nhau cắt băng, có lời nói rõ ràng của phóng viên lồng vào. Người sáng lập tập đoàn Đạt Tài từ trước đến nay vốn ít giao du với bên ngoài. Ông Thành Đạt Tài hôm nay đã đích thân tới nghi lễ khởi công, ngoài dự đoán của mọi người, thể hiện sự coi trọng của tập đoàn Đạt Tài với dự án Sơn Thủy Tương Liên. Thành Đạt Tài đã tự mình chủ trì nghi lễ cắt băng, sau đó còn chính miệng tuyên bố bắt đầu phiên giao dịch giá cả của Sơn Thủy Tương Liên Thành, theo như được biết thì giá cả này khiến người ta vô cùng động tâm. Từ trước đã sớm có tin đồn rằng Sơn Thủy Tương Liên Thành sẽ lấy một giá siêu thấp để gia nhập thị trường, dường như chuyện này đã được chứng thực. Rốt cuộc giá cả như thế nào mà làm người ta động tâm như vậy? Khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ, đừng rời màn hình, đáp án sẽ lập tức được công bố cho các bạn. Trong nháy mắt Nguyên Minh Lượng như ngừng thở. Phản ứng đầu tiên của gã là Thành Đạt Tài đúng là không có ý gì tốt, sự xuất hiện không ngờ của Thành Đạt Tài khẳng định có liên quan đến chuyện lấy giá thấp gia nhập vào thị trường như vừa rồi phóng viên đã nói. Nói không chừng dự án Sơn Thủy Tương Liên thật sự có thể tung ra một giá thấp khiến người ta sợ chết khiếp. Mặc dù Sơn Thủy Tương Liên Thành cách khu trung tâm hơi xa một chút, lại ở vị trí tiếp nối giữa sông Hạ Mã và quận Hạ Mã, nhưng dự án Sơn Thủy Tương Liên được thiết kế khéo léo, phát huy ưu thế Sơn Thủy kết hợp vô cùng tinh tế. Hơn nữa khi chiếc cầu bắc qua sông Hạ Mã được xây dựng xong, hai khu đô thị sẽ hợp lại thành một, lại được kết nối không gian với nhau, là một ý tưởng sáng tạo tuyệt đối có 102 ở thành phố Yến, thậm chí là tỉnh Yến. Ý tưởng sáng tạo quyết định giá trị.
lại do tập đoàn đa tài được nhân dân thành phố Yến tin tưởng xây dựng nên, hoàn toàn có thể sinh ra hiệu ứng bình thông nhau. Thị trường bất động sản quận Hạ Mã vừa được gã giày công bồi đắp mà thành, giá nhà vừa mới tăng tới một mức có lời nhất định, nói không chừng có thể bị Sơn Thủy Tương Liên Thành đột ngột kéo xuống rất nhiều. Mấu chốt là đất xây dựng dự án Sơn Thủy Tương Liên rất rẻ, tập đoàn đa tài lại có thực lực, đã tiến quân vào lĩnh vực bất động sản nhiều năm, khẳng định là có sách lược khống chế chi phí kinh doanh. Nếu Sơn Thủy Tương Liên Thành lấy giá thấp gia nhập thị trường mà nói thì tuyệt đối sẽ tạo thành một đòn tấn công không nhỏ với bố cục gã vừa mới tạo dựng được. Quan trọng nhất là, dự án Sơn Thủy Tương Liên bắt đầu phiên giao dịch khá sớm, mức độ định giá của nó nhất định sẽ ảnh hưởng đến mấy phiên giao dịch giá cả của các công ty về sau này. Nói cách khác, tập đoàn đa tài lấy giá thấp gia nhập thị trường, thì những nhà đầu tư khai phá về sau cho dù đã làm xong công việc tính toán giá cả gia nhập thị trường, tất sẽ phải điều chỉnh sách lược giá cả một lần nữa. Nếu chẳng may cả năm nhà đầu tư khai phá xây dựng các khu chung cư lớn đều lấy giá thấp để gia nhập thị trường, đều thấp hơn mong muốn của gã, sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp khó mà tính trước được đối với bước tiếp theo trong kế hoạch của gã. Làm sao Nguyên Minh Lượng còn buồn ngủ được nữa, lập tức vùng dậy nhảy dựng lên. Gã đang ở biệt thự bên sông, gần khu đô thị do tập đoàn đa tài xây dựng. Lập tức liền gọi điện thoại cho người phụ trách điều tra nghiên cứu thị trường của công ty thương mại Trường Cơ là Khương Bân, bảo Khương Bân lập tức tập hợp số liệu tiêu thụ ngày hôm nay của công ty thương mại Trường Cơ. Khương Bân cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chủ tịch Nguyên, bây giờ mới hơn 9 giờ, không có cách nào tập hợp được số liệu tiêu thụ cả. Bảo cậu đi xử lý thì cậu phải xử lý, đừng nói nhiều. Nguyên Minh Lượng tức giận nói một câu. Nửa giờ sau báo cáo lại cho tôi. Nguyên Minh Lượng muốn lập tức xem rốt cục bản thân thành đà tài có ảnh hưởng kinh người đến mức nào, ông ta vừa ra mặt sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với thị trường bất động sản của quận Hạ Mã. Hình ảnh trên TV thay đổi, sau quảng cáo lại quay trở lại nghi thức khởi công mặt mũi của thành đà tài cũng lớn thật, chưa từng có nghi thức khởi công của một nhà đầu tư khai phá nào có thể kinh động đến đài truyền hình của hai cấp tỉnh và thành phố đồng thời cùng tham gia hành động, hơn nữa còn đưa ra đãi ngộ cao nhất tường thuật trực tiếp. Nói không khoa trương một chút nào thì thành đạt tài chính là nhân vật số một của giới kinh tế tỉnh Yến. Đương nhiên có phải là thành đạt tài và giám đốc hai đài truyền hình tỉnh và thành phố có quan hệ cá nhân gì với nhau hay không thì không rõ, nhưng đội hình xuất trận của ông ta cũng khiến cho rất nhiều kẻ tự xưng là thương gia của doanh nghiệp ngôi sao ở tỉnh Yến theo không kịp. Nguyên Minh Lượng không có hứng thú với hình thức bên ngoài của đội hình thành đạt tài, việc gã muốn biết chính là thành đạt tài ra mặt thì thị trường sẽ phản ứng lại như thế nào. Trong lòng người tiêu dùng thì thành đạt tài đạt được mức độ tín nhiệm bao nhiêu, và họ kỳ vọng ở tập đoàn đạt tài nhiều hay ít. Còn một chuyện nữa là thành đạt tài đưa ra giá thấp như thế nào để gia nhập thị trường. Mục đích của ông ta là gì? Lại liên tưởng đến nghe nói thành đạt tài và Hạ Tưởng có quan hệ cá nhân không tồi, trong lòng Nguyên Minh Lượng cũng có hơi chút bất an, có khi nào đó là dấu hiệu Hạ Tưởng và thành đạt tài liên kết lại với nhau để đối phó với công ty thương mại Trường Cơ chăng? Nguyên Minh Lượng toát mồ hôi lạnh. Nghĩ mà liền cảm thấy gã quá lo lắng rồi, thương gia coi trọng tiền tài, cán bộ coi trọng thanh danh, Hạ Tưởng cũng được, thành đạt tài cũng tốt, không đến nỗi cố ý đối đầu với công ty thương mại Trường Cơ. Hơn nữa Hạ Tưởng căn bản là không có khả năng biết được sự bố trí của công ty thương mại Trường Cơ. Bản thân gã đã rất cẩn thận dè dặt, Nguyên Minh Lượng cười tự giễu, gã biết tính cách của gã là đa nghi và cẩn thận, có khi vì quá cẩn thận mà nhầm lẫn. Nhưng cũng không thay đổi được cung cách làm việc cẩn thận, đi một bước xem chừng ba bước. Bởi vậy, đúng là do nguyên nhân tính cách của gã nên gã không làm được dứt khoát như Phản Bính Nghĩa trực tiếp hướng vào tỉnh Tây. Phản Bính Nghĩa không có dây mơ dễ má gì ở tỉnh Tây, không có hiểu biết gì mà dám bỏ tiền đầu tư vào than đá, cũng quá lớn gan. Trước đây gã quyết định đến quận Hạ Mã là bởi vì gã đã quen biết Phó Tiên Phong nhiều năm, hoàn toàn tin cậy vào năng lực và cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong. Cũng coi trọng quyền thế của phó gia, và lại còn nghiên cứu tỉ mỉ thị trường bất động sản quận Hạ Mã rồi mới làm ra quyết định. Tuy làm việc hay suy nghĩ nhiều nhưng vậy mới đúng, Nguyên Minh Lượng vẫn cho rằng phương pháp làm việc của gã là ổn thỏa nhất, dù sao liên quan đến số vốn hàng tỷ thì không thể làm việc một cách liều lĩnh được. Vậy là Nguyên Minh Lượng đã gạt bỏ ý nghĩ cho rằng Hạ Tưởng và thành đạt tài liên kết với nhau vừa rồi, nhưng gã vẫn dán mắt vào TV không rời, bởi vì trong lòng gã hiểu rõ. Việc thành đạt tài tuyên bố giá cả bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm nay mới là trọng tâm của sự kiện. Vài phút sau, hình ảnh chuyển đến phía trên bục,
Thành Đạt Tài mang vẻ mặt mỉm cười, đứng ở phía trước, Hạ Tưởng cũng tươi cười đứng ở bên cạnh ông ta, vẻ mặt của hai người đều thể hiện là vô cùng thoải mái. Nguyên Minh Lượng không biết trong lòng gã cảm nhận được mùi vị gì, chỉ cảm thấy dưới vẻ tươi cười ôn hòa như gió xuân của Hạ Tưởng là tâm địa cố ý hại người, lúc nào cũng có âm mưu đưa gã vào chỗ chết. Thành Đạt Tài thì thanh thản nhẹ nhõm, đầu tiên là phát biểu một vài câu lấy lệ, cảm ơn Hạ Tưởng tới tham dự nghi thức khởi công. Sau đó tiếp tục vài câu nói khách sáo, cuối cùng chuyển đề tài, nói ra vấn đề mà Nguyên Minh Lượng quan tâm nhất. Sơn Thủy Tương Liên Thành được xác định là khu đô thị cao cấp, khóa hai bờ sông Hạ Mã, một khu là các tòa nhà cao tầng, một khu là biệt thự, ở giữa được liên kết bằng hành lang, nói một cách không hề khoa trương chút nào thì Sơn Thủy Tương Liên Thành là khu đô thị có ý tưởng sáng tạo thiết kế đẹp nhất và văn minh nhất trong mười mấy năm gần đây của tập đoàn Đạt Tài, giá trị tuyệt đối là... Những năm gần đây Thành Đạt Tài ít giao du với bên ngoài, chẳng những rất ít tham dự các hoạt động, càng cực kỳ hiếm khi lộ diện trước công chúng, tự mình ra mặt tuyên truyền cho một dự án của ông ta, là lần phá lệ đầu tiên trong mấy năm nay, hơn nữa còn nói chuyện chậm rãi, giảng giải về ý tưởng sáng tạo và tinh thần nhân văn khiến cho Nguyên Minh Lượng vốn vẫn vô cùng chú ý tới Thành Đạt Tài, cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Trong lòng gã lại hiện lên một dự cảm xấu. Ý nghĩ Hạ Tưởng âm thầm liên kết với Thành Đạt Tài lại một lần nữa đột ngột nảy lên trong đầu gã. Chẳng lẽ Hạ Tưởng đã nhận ra ý đồ của công ty thương mại Trường Cơ, cho nên mới mời Thành Đạt Tài ra mặt, cố ý bình ổn giá nhà đang dâng lên cao ở quận Hạ Mã chăng? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Nguyên Minh Lược, sau đó sự chú ý lại được chuyển đến Thành Đạt Tài. Giá khởi điểm của căn hộ chung cư của Sơn Thủy Tương Liên Thành là 2.600 tệ, giá biệt thự là 4.000 tệ. Thành Đạt Tài dứt khoát mà nói thẳng giá cả sau khi phiên giao dịch bắt đầu, mỉm cười gật đầu với những người có mặt tại đó, sau lại quay đầu sang nói nhỏ với Hạ Tưởng điều gì đó, rồi xoay người rời đi, không nói thêm một lời nào nữa. Có phong độ, có phong cách, hiện trường yên lặng một hồi, sau đó tiếng vỗ tay phát ra như sấm. Có người nghĩ, vỗ tay là để chào Thành Đạt Tài đi khỏi, nhưng Nguyên Minh Lượng biết, vỗ tay là vì giá cả mà Thành Đạt Tài vừa mới đưa ra để bắt đầu phiên giao dịch. So với giá bắt đầu phiên giao dịch mà gã nghĩ trong đầu còn thấp hơn 500 tệ. Nguyên Minh Lượng có thói quen mỗi sáng sớm uống một ly nước lọc, hôm nay sau khi tỉnh dậy, gã vẫn cầm trong tay ly nước, nhìn chăm chú vào màn hình TV hồi lâu, quên cả uống nước. Khi Thành Đạt Tài đưa ra giá cả rồi xoay người rời đi trong nháy mắt, gã nhất thời thất thần, ly nước trong tay rơi xuống đất, xoảng, một tiếng, vỡ tan tành. Chỉ một lúc sau phút thất thần ngắn ngủi, Nguyên Minh Lượng đã tỉnh lại. Hắn giống như là bị hoảng sợ vậy, nhảy phát từ trên giường xuống đất, không để ý thiếu chút nữa thì dẫm vào mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, cũng không đi giày, vội vàng gọi điện thoại cho Phó Tiên Phong. Phó Bí Thư Phó, giá cả bắt đầu phiên giao dịch của Sơn Thủy Tương Liên Thành là 2.600 tệ. Từ điện thoại truyền đến giọng nói không đồng ý của Phó Tiên Phong. Vừa rồi tôi cũng xem bản tin, không cần lo lắng, chỉ là sách lược kinh doanh bình thường thôi. Công trình đầu tiên của Sơn Thủy Tương Liên Thành là cuối năm, công trình thứ hai đến mùa hè sang năm, hiện giờ chỉ là giá cả tiêu thụ thôi, sau này còn có thể lên cao dần từng bước. So sánh với thái độ dồn dập khi gọi điện thoại tới vừa rồi thì thái độ nhẹ nhàng của Phó Tiên Phong hiện tại lại khiến Nguyên Minh Lượng không ngờ, Nguyên Minh Lượng vừa tức vừa cười. Người mua nhà thực sự chia làm hai loại, một loại là để dùng, một loại là để đầu tư, cho dù là loại một hay loại hai thì đều có một đặc điểm rõ rệt. Chính là ham rẻ. Trên thực tế tất cả người tiêu dùng đều để ý đến ưu đãi về giá, nhất là khu chung cư dưới danh nghĩa của tập đoàn Đạt Tài, càng có lực hấp dẫn. Mua nhà là chuyện đại sự, nếu chỉ trong một buổi tối chứ không phải là một năm mà tiết kiệm được mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn tệ thì ai cũng muốn chờ. Phó Tiên Phong cũng hiểu được lo lắng của Nguyên Minh Lượng, cũng khẩn trương nói. Ý của anh là tập đoàn Đạt Tài có ý muốn bình ổn giá nhà sao? Chỉ là phỏng đoán nhưng tôi tin là chính xác, phải đưa ra sách lược để đối phó, nếu không mấy nhà đầu tư khai phá về sau cũng làm theo như vậy, chuyện tăng cao giá nhà sẽ bị chậm lại, gây bất lợi cho bước tiếp theo của kế hoạch bán tháo của chúng ta. Phó Tiên Phong trầm ngâm một lát. Trưa nay gặp nhau nói chuyện kỹ càng tỉ mỉ đi. Vừa ngắt điện thoại với Phó Tiên Phong thì Khương Bân gọi điện thoại tới. Chủ tịch Nguyên, số liệu tiêu thụ hôm nay tập hợp được, tổng cộng là... Tôi không cần số liệu cụ thể, tôi chỉ cần số liệu đối chiếu của ngày hôm qua với vài ngày gần đây, xem là xu thế duy trì tăng lên hay vẫn ngang bằng bình thường.
Được. Khương Bân trần trừ một chút rồi mới nói. Giảm xuống không ít, khách hàng đến giao tiền đặt cọc và xin tư vấn giảm xuống trên diện rộng, tư vấn qua điện thoại cũng hạ xuống 10 điểm. Quả nhiên là lợi hại, cảm nhận của người tiêu dùng tại thành phố Yến đối với thành đạt tài quả thật không tầm thường, lực ảnh hưởng cực kỳ kinh người. Sau khi có tin gió sơn thủy tương liên thành được xây dựng truyền ra, số liệu tiêu thụ mà Nguyên Minh Lượng nắm giữ cho thấy mới bị dao động, chỉ là mức chênh lệch không lớn. Nhưng sau khi truyền ra tin tức sơn thủy tương liên thành bắt đầu phiên giao dịch chính thức thì lượng tiêu thụ đã hạ xuống hơi thấp. Hôm nay sau khi tin tức phiên giao dịch bắt đầu được phát ra, hơn nữa chính miệng thành đạt tài còn tuyên bố một mức giá bắt đầu phiên giao dịch siêu thấp, thậm chí giá bắt đầu phiên giao dịch còn thấp hơn của công ty bất động sản Văn Thái đến 200 tệ, ngay lập tức thu được hiệu quả nhanh chóng. Lượng tiêu thụ giảm mạnh. Ở bên ngoài nhìn vào thì sơn thủy tương liên thành là nhằm vào bình ổn giá cả của công ty bất động sản Văn Thái, Nguyên Minh Lượng cũng từng nhầm tưởng trong nháy mắt, cho rằng thành đạt tài xác định giá cả như vậy là cố ý chèn ép công ty bất động sản Văn Thái. Nhưng theo thói quen đa nghi và cẩn thận của gã, lại nhìn thấy sự ăn ý giữa Hạ Tưởng và thành đạt tài, gã lại càng quyết tâm với nghi ngờ, hành động của tập đoàn đạt tài có thể là một sắp xếp nhằm phản kích lại công ty thương mại Trường Cơ. Không được. Phải nhanh chóng thảo luận sách lược đối phó. Nguyên Minh Lượng lập tức điện thoại báo cho Khương Bân, mời họp hội nghị nội bộ. Cái gọi là hội nghị nội bộ chính là nguyên ban điều hành của công ty thương mại Trường Cơ, cấp quản lý từ trung tầng trở lên, những người biết ý đồ thực sự của công ty thương mại Trường Cơ, trong đó bao gồm cả Khương Bân. Mà Khương Bân chính là người lần trước trong lễ hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu từng có xung đột với mấy người Triệu Khang. Hạ Tưởng không biết về phản ứng cấp tốc của Nguyên Minh Lượng. Nhưng Hạ Tưởng cũng có thể đoán được sau khi Nguyên Minh Lượng biết được giá cả thành đạt tài bắt đầu phiên giao dịch, khẳng định sẽ hoang mang và rối loạn trong một thời gian ngắn, bởi vì so với trung tâm tiêu thụ hơi có vẻ lạnh lẽo của công ty bất động sản Văn Thái thì trong trung tâm tiêu thụ của Sơn Thủy Tương Liên Thành, dòng người như nước, vô số người chen chúc nhau, giấy lên phong trào tranh mua, thậm chí phóng viên báo chí và phóng viên của đài phát thanh đến phỏng vấn cũng gia nhập đội quân tranh giành mua bán. Này! Không thể trách những phóng viên đã nhiệt tình đến thay tập đoàn đạt tài tuyên truyền, chỉ sợ là bọn họ cũng nắm được tin tức nội bộ rằng giá cả bắt đầu phiên giao dịch hôm nay sẽ thấp, là một niềm vui bất ngờ lớn, như vậy thì công tư trọn vẹn cả đôi đường, lấy danh nghĩa phỏng vấn để gần quan được ban lộc, có thể đoạt lấy chút nào hay chút ấy. Hạ Tưởng nhìn thấy phong trào tranh mua rầm rộ, nhìn xe ô tô của thành đạt tài phóng đi, nhớ tới vừa rồi có nói với thành đạt tài muốn có thời gian nào đó ngồi nói chuyện với Diệp Thạch Sinh. Thành đạt tài đã đồng ý ngay, có thành đạt tài ra mặt mời Diệp Thạch Sinh tất nhiên sẽ nể tình. Lại nghĩ đến một loạt các hoạt động sẽ triển khai tiếp theo, miệng hắn chậm rãi mà hiện lên một nụ cười. Hiện tại chắc chắn là Nguyên Minh Lượng đang khẩn cấp tổ chức hội nghị để thảo luận đối sách rồi. Nguyên Minh Lượng như thế nào, Hạ Tưởng chỉ có thể đoán được một phần, không thể biết một cách tinh tường nội tình. Nhưng phản ứng của Triệu Khang sau khi biết được giá cả bắt đầu phiên giao dịch của Sơn Thủy Tương Liên Thành là như thế nào thì hắn biết rõ, bởi vì Triệu Khang đã gọi điện thoại cho hắn. Bí thư Hạ, có phải Chủ tịch Thành đang đùa tôi hay không? Tôi vừa mới xác định giá cả bắt đầu phiên giao dịch là 2.800 tệ, thì ông ta liền đánh ngay cho tôi một đòn phủ đầu. Sơn Thủy Tương Liên Thành cao cấp hơn so với khu đô thị Văn Thái, danh tiếng của tập đoàn đạt tài so với công ty bất động sản Văn Thái cũng lớn hơn. Nhưng đưa ra giá cả lại thấp hơn như vậy, không phải là muốn tôi không còn đường sống sao? Triệu Khang cười nói ha hả, nhưng trong lời nói hàm chứa sự bất mãn và bất đắc dĩ. Bất mãn thì bất mãn, nhưng y còn cách nào khác chứ? Nền kinh tế thị trường lấy thực lực là vua, nếu tập đoàn đạt tài có ý muốn đánh nhau chèn ép công ty bất động sản Văn Thái thì chẳng lẽ Triệu Khang lại tìm Hạ Tưởng để khóc lóc kể lể sao? Khóc cũng vô dụng. Trò chơi buôn bán này vốn dĩ là dựa vào thực lực, lấy danh tiếng làm gốc rễ, không phục cũng chẳng có cách nào khác, ai nói cũng không tính, chỉ người tiêu dùng nói mới được tính. Hạ Tưởng nghe Triệu Khang oán giận mà cười ha hả nói. Triệu Khang, đừng oán giận tập đoàn đạt tài định giá thấp, mà ngược lại suy ngẫm một chút, có phải là công ty bất động sản Văn Thái định giá quá cao hay không? Triệu Khang cũng nói thẳng ngay. Người làm ăn nói chuyện làm ăn. Ai mà chẳng muốn theo đuổi lợi nhuận lớn, dù sao chỗ tôi định giá cũng không phải cao lắm, cũng tương đương so với giá cả hiện tại, còn thích hợp với tình hình thực tế của công ty bất động sản Văn Thái, chính là chuẩn bị đưa ra giá thấp để gia nhập thị trường. Không ngờ tập đoàn đạt tài ỷ thế hiếp người,
bí thư Hạ phải giúp một tay lập lại trật tự công bằng hợp lý cho thị trường, không thể để cho tập đoàn đạt tài ỷ lớn bắt nạt bé được. Triệu Khang có ngụ ý là muốn Hạ Tưởng ra mặt phối hợp, xem có thể tác động tới tập đoàn đạt tài nâng cao giá cả một lần, tạo thành tình huống hai bên cùng thắng. Nói đùa sao, tập đoàn đạt tài định giá thấp gia nhập thị trường là một bước đi diệu kỳ của Hạ Tưởng, mấy công ty bất động sản tiếp theo bao gồm công ty bất động sản Thiên An, công ty bất động sản Giang Sơn, công ty bất động sản Nam Tân cùng với công ty bất động sản Quảng Hạ đều lấy tập đoàn đạt tài làm chuẩn, thậm chí sẽ tung ra giá thấp hơn nữa để gia nhập thị trường, chắc chắn sẽ không vì lợi ích của riêng một mình công ty bất động sản Văn Thái mà thay đổi chiến lược. Chương 713, vững bước đi tới. Hạ Tưởng bật cười ha hả. Chủ tịch Triệu, đúng là người làm ăn phải nói chuyện làm ăn, tuy nhiên tôi cũng phải ở vị trí nào mà suy xét theo vị trí đó, không tiện can thiệp vào quyết định của tập đoàn đạt tài. Hơn nữa nói thật, sắp tới còn có mấy nhà đầu tư khai phá bắt đầu phiên giao dịch, tập đoàn đạt tài có tác dụng làm mẫu, tôi nghĩ mấy nhà đầu tư khai phá về sau cũng không thể định giá bắt đầu phiên giao dịch cao được. Anh nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, quyết tâm đánh một trận ác liệt. Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường bất động sản không thể so với những công việc kinh doanh buôn bán bên ngoài, mà là giao chiến chính diện. Triệu Khang nghe cũng hiểu được ý của Hạ Tưởng, đành phải mỉm cười. Cảm ơn bí thư Hạ nhắc nhở, ngài xem trưa nay có thời gian ngồi với nhau một lát được không? Ngồi nói chuyện với Triệu Khang cũng không có gì, là thuộc hạ của lão cổ, là một nước cờ kỳ diệu trong ván cờ của hắn. Ở thời khắc mấu chốt có lẽ Triệu Khang ở công ty bất động sản Văn Thái sẽ được dùng theo cách là một hành động khi người ta không đề phòng, tuy nhiên hôm nay thực sự là không có thời gian, Hạ Tưởng nói. Hai ngày sau mới có thời gian, tôi sẽ gọi lại cho anh, hai ngày nay hơi bận. Hai ngày tiếp theo sẽ định ra người được chọn là ứng cử viên cho chức vụ trưởng ban thư ký tỉnh ủy và thị trưởng thành phố Yến. Thứ nhất là Hạ Tưởng muốn chờ tin tức chính xác cuối cùng. Thứ hai là thiết lập một khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ với trưởng ban thư ký tỉnh ủy mới nhậm chức, trưa nay hắn muốn gặp một người, đó là Vương Lâm Kiệt. Vương Lâm Kiệt là cổ đông của công ty bất động sản Giang Sơn, sau khi anh ta bị Hạ Tưởng tạm thời điều đến tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất, làm việc cũng coi như là khá đắc lực, hiện tại cũng đã lên tới chức cục trưởng, thành trưởng phòng tổng hợp 3 của tổ lãnh đạo. Hạ Tưởng không phải người lạnh nhạt không nhớ chuyện cũ, từ sau khi Vương Lâm Kiệt chuyển đi. Hạ Tưởng vẫn đối xử với Vương Lâm Kiệt như cũ, cho anh ta không thiếu một cổ phần nào, còn tìm cơ hội điều anh ta tới tổ lãnh đạo, vẫn âm thầm trợ giúp anh ta rất nhiều. Căn cứ vào việc trên thực tế Vương Lâm Kiệt không tham dự vào các hoạt động cụ thể của công ty bất động sản Giang Sơn, nên giữa Hạ Tưởng và Vương Lâm Kiệt cũng không có nhiều liên hệ, nhưng vì có mối quan hệ đồng nghiệp giữa Phương Cách và Vương Lâm Kiệt, nên nhất cử nhất động của Vương Lâm Kiệt, Hạ Tưởng rõ như lòng bàn tay. Sau khi trải qua một thời gian dài tiếp xúc, Hạ Tưởng đánh giá Vương Lâm Kiệt là người khá lão luyện, có tính toán, có thể kết giao, không phải người láo cá. Buổi trưa Hạ Tưởng không ở lại Sơn Thủy Tương Liên Thành, sau khi chào hỏi Thẩm Lập Xuân, hắn lên xe rời đi. Trên đường, hắn gọi điện thoại cho Phương Cách. Phương Cách, hẹn gặp Lâm Kiệt trưa nay cùng nhau đi ăn một bữa. Thứ bảy Phương Cách cũng ở nhà nhãn rỗi không có việc gì, vừa nghe có bữa cơm ngon liền mừng rỡ. Lập tức đồng ý. Sau một lát anh ta lại gọi cho Hạ Tưởng. Vương Lâm Kiệt đã đặt xong phòng ở Sâm Lâm Cư rồi, bất cứ lúc nào tới cũng được. Vương Lâm Kiệt là một người thông minh, gặp mặt ở Sâm Lâm Cư cũng là có ý ôn chuyện. Hạ Tưởng âm thầm cười, bảo Phương Cách đi trước, hắn lại gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ, bảo Tiêu Ngũ cũng đến Sâm Lâm Cư ăn cơm cùng. Tiêu Ngũ lại quanh co nói. Lãnh đạo, Mỹ Mỹ cũng muốn gặp ngài, ngài xem. Cùng đi cũng được. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, Phượng Mỹ Mỹ đi cũng không sao, dù sao hôm nay coi như là một lần bạn bè tụ tập bình thường vậy, thư thái và thả lỏng, không nói chuyện nghiêm túc hay những lời nói chính thức, tất cả đều sẽ không nói, có nhiều chủ đề không nhất định phải khơi ra, trong lòng biết rõ ràng là tốt rồi. Lái xe tới công viên rừng rậm, do bây giờ là mùa đông nên không đông người lắm, nhưng cũng vẫn rộn ràng nhốn nháo, so với các công viên khác của thành phố Yến thì người quả là không ít. Bãi đỗ xe rộng lớn trước cửa đã đầy xe cộ, hơn nữa có rất nhiều những người bán hàng rong tụ tập, náo nhiệt vô cùng, đúng là một nơi vui chơi bậc nhất của thành phố Yến. Các công viên khác ở thành phố Yến đều miễn phí vào cổng, nhưng công viên rừng rậm thì lại thu phí, nhưng người đổ về thì không ngừng, có thể thấy được công viên rừng rậm có chỗ hơn người. Vài năm trước, có ai nghĩ rằng công viên rừng rậm sẽ náo nhiệt như bây giờ?
Đối với một thành phố Yến thiếu hẳn thảm thực vật, đất đai bị sói mòn nghiêm trọng mà nói thì một mảnh rừng rậm lớn này chính là một niềm an ủi tâm linh cho thành phố phương Bắc này, bởi vậy mới có công viên rừng rậm phồn thịnh ngày hôm nay. Ý tưởng sáng tạo là mấu chốt thành bại của một quyết định kinh doanh. Có phải quan tâm đến dân sinh, hay là không chú ý đến những gì dân chúng thực sự cần là nền tảng của kinh doanh buôn bán? Tập đoàn Viễn Cảnh quả thật đã làm được việc này, chú trọng vào triển vọng lâu dài, không màng tới lợi ích trước mắt. Hiện tại chân quý huyền và điển tàng cư của tập đoàn Viễn Cảnh thu hoạch được kết quả thành công lớn cũng là gặt hái xứng đáng có được theo lý thường thôi. Chỉ là vé vào cửa hàng năm của công viên rừng rậm thôi cũng đủ để duy trì hoạt động bình thường của công viên, hơn nữa đó còn là doanh thu không hề nhỏ. Chỉ tính riêng trại an dưỡng và trung tâm hội nghị bên trong công viên rừng rậm, hàng năm có thể đem lại cho tập đoàn Viễn Cảnh đến mấy triệu tệ tiền lợi nhuận, hơn nữa trong các loại lợi nhuận thu được từ công viên rừng rậm còn có tiền cho thuê, giá trị sáng tạo của tập đoàn Viễn Cảnh hàng năm đều thu về hơn 100 triệu tệ trở lên. Mấu chốt là thị trường hiện tại của công viên rừng rậm đã hoàn thiện, có thể ngồi chờ tiền lời, không cần phải lo lắng cố sức đi tiến hành khai thác giữ gìn. Hạ Tưởng lái xe vào cổng chính, gật đầu cười với bảo vệ. Bảo vệ cửa biết Hạ Tưởng là người thế nào, cũng vội cung kính cười đáp lại, vẫy tay chào Hạ Tưởng. Lái xe thẳng một mạch đến Sâm Lâm cư, đỗ xe xong xuôi thì phát hiện Vương Lâm Kiệt, Phương Cách, còn có Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ đã chờ ở cửa. Nhưng khiến Hạ Tưởng thấy không ngờ chính là Vương Lâm Kiệt vừa xuất hiện, đằng sau anh ta lại thò ra một người, là một cô gái dáng vẻ xinh xắn nhanh nhẹn, gương mặt tròn, mắt tròn, khuôn mặt hơi trẻ con, vô cùng vui vẻ cười ngọt ngào với Hạ Tưởng, chủ động giới thiệu không lịch sự. Chào Bí Thư Hạ, tôi là Vương Ngữ Yên, là bạn gái của Lâm Kiệt. Vương Ngữ Yên, Hạ Tưởng muốn bật cười, trong cảm nhận của hắn, Vương Ngữ Yên không phải là hình tượng như trước mắt. Tuy rằng Vương Ngữ Yên trước mắt đây cũng là một mỹ nữ hạng trung, nhưng quả thật có chênh lệch không nhỏ với Vương Ngữ Yên, một lạnh lùng thanh khiết như ngọc trong tưởng tượng của hắn. Một, Vương Ngữ Yên, nữ nhân vật chính trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Mời các bạn xem một số hình ảnh của Vương Ngữ Yên. Google, SL bằng V và Bill bằng 1440 và Bí bằng 738 và TBM bằng X và Sa bằng 1 và Quy bằng phần trăm 22V phần trăm C6 phần trăm B0 phần trăm C6 phần trăm A1 nanogram cộng âm phần trăm E1 phần trăm BB phần trăm AF cộng Y phần trăm C3 phần trăm An phần trăm 22 cộng L phần trăm C6 phần trăm B0 U cộng G phần trăm E1 phần trăm BB phần trăm 87 C cộng Phi và BTNG bằng T phần trăm C3 phần trăm Am cộng Ki phần trăm E1 phần trăm 3 phần trăm BFM. Cũng may, trong nháy mắt Hạ Tưởng đã khôi phục lại bình tĩnh, giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Vương Ngữ Yên cười nói. Lâm Kiệt có bạn gái từ khi nào mà không chịu giới thiệu cho mọi người, có phải định chờ tới khi kết hôn mới nói cho chúng tôi biết cô dâu là ai không? Vương Lâm Kiệt cười ha hả. Lãnh đạo, đừng giễu cợt tôi không có lòng tin, trước khi chưa nắm chắc xác định được đối tượng kết hôn thì không dám đưa đến trước mặt lãnh đạo. Nếu chẳng may đến khi kết hôn lại đổi người khác, bị lãnh đạo hỏi có phải là lòi đuôi sao? Phương Cách cười ha hả. Ngữ Yên, tôi làm chứng, Lâm Kiệt là người thành thật, tôi quen anh ta cũng khoảng 10 tháng rồi, chưa thấy đổi bạn gái. À, không đúng, là chưa thấy anh ta có bạn gái. Tất cả mọi người đều cười. Vương Ngữ Yên tự nhiên cười trang nhã. Bí Thư Hạ, tôi và Lâm Kiệt định kết hôn vào ngày mồng 1 tháng 5, mời ngài lúc đó đến tham dự. Không biết ngài có nể mặt đến không vậy? Đi, nhất định sẽ đi, Lâm Kiệt kết hôn làm sao tôi có thể không đi được. Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng của Hạ Tưởng cũng không tồi, thấy Vương Ngữ Yên đáng yêu, phóng khoáng, cũng đùa lại. Tôi tới dự hôn lễ của Lâm Kiệt, không phải là tham dự hôn lễ của cô. Vương Ngữ Yên tỏ ra khó hiểu với ý của Hạ Tưởng. Có gì khác nhau sao? Đương nhiên là có. Phượng Mỹ Mỹ đi ra từ đằng sau Tiêu Ngũ, tới trước mặt Hạ Tưởng, đầu tiên là mỉm cười ra hiệu với Hạ Tưởng, sau đó gật đầu cười với Vương Ngữ Yên. Tình cảm giữa đàn ông với nhau em không hiểu đâu, ý của Bí Thư Hạ là anh ta sẽ tham gia hôn lễ của Vương Lâm Kiệt, cho dù đối tượng kết hôn có phải là em hay không. Nói không tham dự hôn lễ của em có nghĩa là nếu em không lấy Vương Lâm Kiệt mà lấy người khác thì anh ta cũng sẽ không nể mặt tham dự đâu. Vương Ngữ Yên cười khúc khích. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, nói chuyện thật có trình độ, mới chút đó mà đã làm tôi hỗn loạn. Hôm nay Phượng Mỹ Mỹ mặc một bộ đồ gió,
tuy không cố ý ăn mặc trang điểm một cách nữ tính, nhưng không thể che giấu được vẻ đoan trang, mê người vốn có của cô, chỉ nhăn mày cười thôi cũng đã rất có ý gợi tình, ngoài Thiếu Giai ra thì đây là cô gái có vẻ mê người nhất mà Hạ Tưởng đã từng gặp. Nói một cách chính xác, là một cô gái đẹp. Nói đùa vài câu rồi lên tầng tìm chỗ ngồi. Sở Tử Cao hiện không có ở nhà, cố ý gọi điện thoại tạ lỗi với Hạ Tưởng, cũng bảo chủ tịch Xâm Lâm cứ đích thân đến gọi món ăn cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nói khách sáo vài câu, gọi đại mấy món cho xong, hắn đến đây để giao lưu tình cảm, chứ không phải đến để ăn uống. Vương Lâm Kiệt lớn hơn Phương Cách vài tuổi, mà vẫn chưa lấy vợ, coi như là hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, không tảo hôn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Hạ Tưởng và Vương Lâm Kiệt nói chuyện câu nọ câu kia, cũng không nói gì đến chính sự, chỉ là một chút việc công tác nhỏ, thêm một vài thú vui mới phát sinh gần đây, giống như là bạn bè bình thường nói chuyện phiếm với nhau vậy, thoải mái tùy ý. Nói đi nói lại rồi lại nói đến chuyện kết hôn, Vương Lâm Kiệt mời Hạ Tưởng một chén rượu. Lãnh đạo, tôi đang tính chuyển đến sống ở quận Hạ Mã, có khu chung cư nào tốt một chút hay không? Hạ Tưởng liền cười. Rõ ràng là muốn tôi cho cậu đi cửa sau, có phải là muốn ở Sơn Thủy Tương Liên Thành hay không? Vương Lâm Kiệt cười ngượng ngùng, còn chưa nói, Vương Ngữ Hiên đã cười lên tiếng. Căn hộ ở Sơn Thủy Tương Liên Thành quả thật là không tồi, tuy rằng hơi xa một chút, tuy nhiên có xe thì cũng không thành vấn đề, có núi có nước, có ánh sáng mặt trời, đúng là rất vừa vặn, bắt đầu phiên giao dịch thả ra 300 căn hộ, trong một lúc mà đã bị cướp sạch. Sơn Thủy Tương Liên Thành bắt đầu phiên giao dịch giao bán bao nhiêu căn hộ Hạ Tưởng không rõ lắm, hắn chỉ biết rằng cho dù còn chỉ tiêu hay không thì chỉ cần một cuộc điện thoại của hắn, muốn lấy được 10 căn cũng không thành vấn đề, liền cười nói. Được, cậu đã muốn ở căn hộ của Sơn Thủy Tương Liên Thành, cũng muốn giữ thể diện cho Ngữ Yên, chờ tôi gọi điện thoại hỏi một chút, xem có thể đi cửa sau hay không nào. Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Thẩm Lập Xuân. Thẩm Lập Xuân thấy Hạ Tưởng và anh ta vừa mới gặp mặt nhau xong mà giờ đã gọi điện thoại thì nghĩ có chuyện đại sự gì rồi, vừa nghe nói Vương Lâm Kiệt muốn mua một căn hộ thì lập tức đồng ý. Lâm Kiệt cũng thật là, anh ta cũng không phải không biết tôi, vậy mà còn thông qua anh nói với anh ta là, có thể đưa ra căn hộ nhưng tôi có ý kiến với anh ta đấy. Hạ Tưởng cười ha hả, thuật lại lời nói của Thẩm Lập Xuân cho Vương Lâm Kiệt. Vương Lâm Kiệt cười ha hả. Tôi và Lập Xuân cũng ít khi qua lại, mở miệng nói với anh ta cũng hơi ngại. Nghĩ tới nghĩ lui, may là quan hệ với lãnh đạo cũng thân thiết, mở miệng nói với lãnh đạo thì không bị gánh nặng tâm lý. Hạ Tưởng cười thầm, Vương Lâm Kiệt đúng là, kỳ thật là mượn chuyện này để thể hiện thái độ, chính là cho dù Vương Lâm Kiệt ở công ty bất động sản Giang Sơn hay là ở thành phố Yến, cũng sẽ coi hắn là bạn bè thân thiết, quan hệ với người khác có gần đi chăng nữa cũng không thể gây bất hòa được. Hạ Tưởng hiểu là Vương Lâm Kiệt cũng biết rõ tâm ý của hắn, biết về sau nên cư xử như thế nào, liền gật đầu nói. Lâm Kiệt kết hôn, tôi sẽ tặng cậu một món quà lớn. Vương Lâm Kiệt cũng không khách sáo. Lãnh đạo ra tay thì khẳng định là không phải đồ vật tầm thường rồi, tôi phải nhận mới được, cho dù là quà gì cũng mãi mãi quý trọng giữ gìn. Mà trân trọng giữ gìn không phải là món quà mà chính là tình nghĩa là mối quan hệ. Phượng Mỹ Mỹ gặp được thời cơ chín muồi, cũng đứng lên, nâng một ly mời Hạ Tưởng. Lãnh đạo, tôi cũng có một việc muốn xin ngài giúp đỡ. Mỹ Mỹ có việc gì cứ nói, ngồi xuống nói chuyện nào, cô dáng người đã cao, đứng lên sẽ khiến người khác bị áp lực đó. Hạ Tưởng cười nói. Phượng Mỹ Mỹ đỏ mặt, lại lộ ra vẻ gợi tình, nhìn bên nọ ngó bên kia, thiếu chút nữa mắt đối mắt với Phương Cách đang nhìn, Phương Cách âm thầm lắc đầu, mặt có vẻ tiếc hận. Cũng không biết tiếc hận điều gì. Tuy nhiên Phượng Mỹ Mỹ vẫn không ngồi xuống, mà nói với khuôn mặt ửng hồng. Tôi và Tiêu Ngũ cũng định kết hôn vào ngày mồng 1 tháng 5, muốn mời lãnh đạo đến làm chủ hôn, không biết lãnh đạo có chịu cho chút thể diện hay không. Rủ nhau kết hôn sao? Hạ Tưởng cười ha hả, liếc mắt nhìn Vương Lâm Kiệt một cái. Đi chứ, ngày mồng 1 tháng 5, một ngày tham dự hai hôn lễ, thật là bận rộn. Nhưng mà các anh cũng thật là, kết hôn vào ngày mồng 1 tháng 5, mà ngày đó là ngày quốc tế lao động, vốn là nên nghỉ ngơi chứ. Phương Cách cười ha hả. Kết hôn cũng là nhiệm vụ lao động vinh quang hạng nhất, kết hôn ngày mồng 1 tháng 5, ăn khớp với ý nghĩa sâu xa của chuyện hôn nhân cưới hỏi. Lời Phương Cách vừa nói ra khỏi miệng, mặt Phượng Mỹ Mỹ càng đỏ hơn, liếc Phương Cách một cái, oán trách nói.
Đường đường là con trai của bí thư thành ủy mà cũng đùa kiểu thấp kém vậy sao? Phương Cách không phục nói. Con trai của bí thư thành ủy thì sao? Cũng là người mà, cũng là đàn ông, cũng là một người đàn ông hối hận vì đã kết hôn. Vương Lâm Kiệt cười ha ha nói. Có phải thấy Mỹ Mỹ xinh đẹp mới hối hận đã cưới Lam Miệt hay không? Đâu phải vậy. Phương Cách lắc lắc đầu. Điều quan trọng nhất ở phụ nữ không phải là bề ngoài, mà là tâm hồn. Hoa đẹp ở bề ngoài, còn con người đẹp ở tâm hồn. Tuy nhiên một người độc thân có thể hay không có thể dùng trăm phương nghìn kế để khiến cô ấy kết thúc việc độc thân. Mỹ Mỹ tuy xinh đẹp nhưng phụ nữ đẹp kết hôn rồi thì liền thay đổi vị. Ôi, không nên đề cập tới. Vừa hay Phương Cách ngồi giữa Vương Lâm Kiệt và Tiêu Ngũ, bên trái anh ta vỗ vai Vương Lâm Kiệt, bên phải lại vỗ vỗ vai Tiêu Ngũ, thở dài nói. Hai vị, về sau các anh cũng giống tôi rồi, là anh không ra anh, là em không ra em. Bước vào hôn nhân sâu như biển, từ nay về sau, mỹ nữ cũng chỉ là người qua đường. Nhìn thấy các anh, người phía sau tiếp nối người phía trước nhảy vào ngôi thành bị vây, lòng thấy thật là thê lương. Trong lúc nói chuyện, Phương Cách lại đứng lên, vươn hai tay nói với Phượng Mỹ Mỹ. Lại đây này, ôm một cái, Mỹ Mỹ, an ủi tâm hồn bé nhỏ bị thương tổn của tôi. Tiêu Ngũ vội đứng lên, che trước mặt Phượng Mỹ Mỹ. Tôi thay anh ôm Mỹ Mỹ là được rồi, anh mượn rượu quên sầu là được. Mọi người cười vang. Hạ Tưởng liền nói một câu theo kiểu tổng kết về quan hệ nam nữ. Phụ nữ không đủ sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa, đàn ông không có năng lực mới cảm thấy phụ nữ chân thật. Cuối cùng Vương Lâm Kiệt và Tiêu Ngũ thương lượng và quyết định tổ chức hôn lễ chung một khách sạn, cũng tốt, có lợi cho bạn bè chung của hai bên đồng thời có thể tham gia cả hai hôn lễ. Do nguyên nhân là kết hôn cùng ngày nên Phượng Mỹ Mỹ và Vương Ngữ Yến ngồi cùng với nhau nói chuyện, nói mấy chuyện của phụ nữ, nói nhỏ khe khẽ, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm, chắc chắn không ngoài chuyện nhà chuyện cửa, mấy người Hạ Tưởng cũng không để ý tới các cô, chỉ chăm chú uống rượu nói chuyện của mình. Cuộc tụ tập kéo dài đến tận 2 giờ chiều mới tàn tiệc, cuối cùng mọi người đều tự mình đi về. Hạ Tưởng hơi có cảm giác say say, hôm nay có nhiều việc, lại là khởi đầu mới, tâm trạng hắn cũng không tồi. Trước khi đi còn giải thích với Tiêu Ngũ vài câu, bảo công ty bất động sản Giang Sơn rời nghi thức khởi công đến cuối cùng, vì địa điểm của công ty bất động sản Giang Sơn hơi hẻo lánh một chút, giá đất lại thấp nhất. Hơn nữa sau khi Hạ Tưởng bảo Lý Hồng Giang hạch toán tỉ mỉ, đạt được ưu thế về vốn, công ty bất động sản Giang Sơn mới tiếp tục hạ thấp giá bắt đầu phiên giao dịch, khiến Nguyên Minh Lượng càng thêm áp lực. Xem Nguyên Minh Lượng sẽ có phản ứng như thế nào. Về đến nhà. Hạ Tưởng thấy Tào Thù Lê đang buộc tóc ở đằng sau, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hề thoa son phấn, đang chuẩn bị trang điểm, nên khuôn mặt rất sạch sẽ lịch sự mà tao nhã, làm cho người ta một loại cảm giác yên ổn và hạnh phúc, hắn liền không kìm nổi mà ôm cô, dùng sức hôn lên môi, làm Tào Thù Lê hờn dỗi. Ban ngày ban mặt, định làm loạn gì đây, con thấy rồi kia kìa. Quay đầu lại thì thấy quả nhiên là Hạ Đông đang ngồi trong xe đẩy, đôi mắt mở to, tò mò nhìn liên tục không ngừng. Hạ Tưởng cười ha hả. Nhóc con, đừng ghen tị, cha không thân thiết với mẹ thì làm sao có con, cho nên con nên thành thật mà ngồi đó đi. Tào Thù Lê mặt đỏ tới mang tai, đá Hạ Tưởng một cú. Càng lớn càng không có tiến bộ, con còn nhỏ mà cũng nói với nó những lời như vậy, cẩn thận em phong tỏa anh đấy. Một câu, phong tỏa, khơi dậy kích động trong Hạ Tưởng, hắn lao tới ôm lấy Tào Thù Lê, quay qua nói với Hạ Đông. Nhóc con. Con thành thật ngồi đó một lát đi, cha mẹ vui vẻ một chút, cha cảnh cáo con trước, không được khóc, không được làm loạn, nếu không cho nhịn ăn đó. Hôm nay Hạ Đông cũng thực sự là khác thường, vẫn an vị không nhúc nhích ở trong xe đẩy, Hạ Tưởng còn chưa nói hết, nó đã cúi đầu chơi đồ chơi, không để ý đến mẹ nó bị người ta bế đi và. Buổi chiều, Hạ Tưởng có cảm giác ngủ một giấc thật thoải mái. Vốn định ngủ đến tận buổi tối, khó có được thời gian thảnh thơi thế này. Không ngờ chỉ mới ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ đã bị điện thoại đánh thức dậy, nhận điện thoại thì ra là Lý Thấm. Bí thư Hạ, theo một nguồn tin đáng tin cậy, sáng nay Nguyên Minh Lượng đã mời họp hội nghị khẩn cấp, buổi trưa có người thấy Phó Tiên Phong và anh ta ngồi chung với nhau, đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ta trở về. Lý Thấm cung cấp tin tức vô cùng đúng lúc, khiến Hạ Tưởng có thể phỏng đoán một cách gián tiếp ra được phản ứng của Nguyên Minh Lượng có kịch liệt hay không, thật tốt, không khác với dự đoán của hắn là mấy. Quả thật Nguyên Minh Lượng hơi sốt ruột. Hành động liên tiếp chứng minh rằng,
khẳng định là Nguyên Minh Lượng có tâm lý để phòng đối với chuyện tập đoàn Đạt Tài lấy giá thấp gia nhập thị trường. Chương 714, suy nghĩ kỹ rồi hãng làm. Giả là thật mà thật là giả. Trong hoàn cảnh thực giả lẫn lộn, càng dễ dàng xuất hiện phán đoán sai lầm. Nguyên Minh Lượng muốn rút vốn cũng không phải là chuyện chỉ một câu là xong, hiện tại trước mắt gã có hai con đường để đi, thứ nhất là cương quyết không giảm giá, hoặc nói đúng hơn là chuyển thành tiến hành tiếp thị khuyến mại để thúc đẩy việc tiêu thụ, chờ tập đoàn Đạt Tài dần dần tăng giá lên. Thứ hai là trực tiếp chấp nhận thách thức ngay mặt, hăng hái phản kích, phái người đến tiếp xúc với tập đoàn Đạt Tài hoặc công ty bất động sản Văn Thái để xuất thu mua làm mồi nhử. Cho dù là chọn cách nào, Hạ Tưởng cũng đã chủ tính bước tiếp theo cho Nguyên Minh Lượng xong xuôi rồi. Tuy nhiên theo Hạ Tưởng đoán, bước tiếp theo của Nguyên Minh Lượng chắc chắn là sẽ tiến hành thúc đẩy hoạt động tiếp thị khuyến mãi với biên độ nhỏ, đồng thời sẽ tiếp xúc với Triệu Khang, có khả năng sẽ đề xuất thu mua với Triệu Khang. Bởi vì nếu mình có thể khiến Triệu Khang xuất hiện như một kẻ gây rối, vậy Nguyên Minh Lượng cũng có thể thấy được Triệu Khang ở công ty bất động sản Văn Thái thích hợp làm đạn sương mù nhất. Hoặc là nói cách khác, là vật hy sinh. Nhưng vấn đề là, Triệu Khang xuất thân từ người làm kinh doanh ở lĩnh vực khác, muốn biến anh ta thành vật hy sinh cũng không phải dễ. Anh ta có thể nhờ tài ăn nói mà không cần trả thuế, đỡ được một khoản vốn, liền chứng minh anh ta là người có bản lĩnh, có thủ đoạn. Triệu Khang, nên nói chuyện với Triệu Khang. Cơn buồn ngủ của Hạ Tưởng toàn bộ bay hết, nói với Lý Thấm. Công ty bất động sản Nam Tân và công ty bất động sản Quảng Hạ, khi nào thì chuẩn bị khởi công? Ban đầu định là tuần sau, nếu lãnh đạo có sắp xếp khác thì sẽ nghe theo chỉ thị của lãnh đạo. Từ khi Lý Thấm và Tề Á Nam yêu nhau, thì gần đây rất ít khi phản bác lại lời nói của Hạ Tưởng, trên cơ bản đều là nói gì nghe nấy. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm một chút. Tuần sau thì tuần sau, cứ theo kế hoạch của mọi người mà làm, quan trọng nhất là giá cả bắt đầu phiên giao dịch, phải tham khảo giá cả của Sơn Thủy Tương Liên Thành, nhiều lắm là ngang hàng, không thể vượt quá. Lý Thấm mỉm cười. Xin lãnh đạo yên tâm, trong lòng tôi và Á Nam đều biết. So sánh với Sơn Thủy Tương Liên Thành thì hai khu đô thị Đông Mỹ và Tây Lệ đều có ưu thế là cạnh sông Hạ Mã, các hạ tầng cơ sở lân cận đều đầy đủ cả, lại có các trường học trọng điểm trong khu vực, là đoạn đường Hoàng Kim. Nhưng cũng có chỗ chưa bằng Sơn Thủy Tương Liên Thành, đó chính là họ có cảnh sắc non nước tuyệt đẹp, thêm vào đó danh tiếng của công ty bất động sản Nam Tân và công ty bất động sản Quảng Hạ không lớn bằng tập đoàn Đạt Tài. Lý Thấm nói vô cùng hợp lý, Hạ Tưởng tỏ vẻ tán thành. Cụ thể định giá cả như thế nào, cô và Á Nam cứ thương lượng với nhau, tôi sẽ không can thiệp. Nói chuyện với Lý Thấm xong, Hạ Tưởng lại gọi điện thoại cho Tôn Hiện Vĩ. Hiện Vĩ, thấy giá cả bắt đầu phiên giao dịch của Sơn Thủy Tương Liên Thành, có cảm tưởng gì không? Có ý nghĩ là Chủ tịch Thành rất có phong độ, nếu tôi lên bục diễn thuyết, có thể tự nhiên phóng khoáng như Chủ tịch Thành thì không biết có thể khiến bao nhiêu cô gái mê mệt đây. Nói không chừng có không ít người ở đó chủ động nhào vào ôm lấy. Tôn Hiện Vĩ ha hả cười không ngừng. Hạ Tưởng cười mắng. Lúc nào anh cũng không đứng đắn vậy sao? Cũng không phải chưa thấy các cô gái trẻ bao giờ, mà vẫn còn nghĩ mấy chuyện nam nữ này, có phải còn nghĩ ngợi xa vời gì nữa không? Có. Tôn Hiện Vĩ cố tình nói một cách oan ức. Lý tưởng của tôi là may mắn được sở hữu tất cả các cô diễn viên hạng ba ở Nhật một lần, sau đó chụp ảnh nút đưa lên mạng, làm vẻ vang cho đất nước. Hạ Tưởng biết đúng là hết chỗ nói rồi. Được rồi, đừng nói chuyện tào lao nữa, khu đô thị cạnh đường cao tốc của anh, khi nào mới khởi công, đã sắp xếp xong thời gian chưa? Tôn Hiện Vĩ liền lập tức trở nên nghiêm túc. Tôi quyết định làm người khởi công cuối cùng, đã xác định xong giá cả rồi, sau khi trên thị trường xuất hiện xu hướng, tôi lại ra tay, xem xét thời thế rồi mới định giá, có thể kết thúc công việc thật tốt vì lãnh đạo. Lời nói này còn giống lời nói của con người, Hạ Tưởng liền cười ha hả. Được, vậy tuần sau khởi công là được. Như vậy đi, ngày mai tôi có hẹn gặp với Triệu Khang, chính là chủ tịch công ty bất động sản Văn Thái đó, anh cũng đi cùng đi, vừa vặn có thể ở bên cạnh lấy thêm chút thông tin. Trong lòng Tôn Hiện Vĩ liền hiểu rõ ràng, biết Hạ Tưởng muốn anh ta đóng vai là nhân vật chỉ điểm cho Triệu Khang, liền đồng ý. Được, không thành vấn đề, tôi làm việc thì ngài cứ yên tâm. Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu nho nhỏ, xin lãnh đạo đồng ý với tôi. Lại là chuyện gì đây? Hạ Tưởng vừa nghe giọng điệu của Tôn Hiện Vĩ là biết anh ta không có ý gì hay ho rồi. Quả nhiên Tôn Hiện Vĩ cười ha hả.
dẫn theo một cô gái đi, cho không khí sôi nổi một chút. Anh cũng biết đó, chính là Dai Dai, cô du học sinh người Nhật Bản đó. Anh sớm muộn gì cũng chết trên bụng phụ nữ thôi. Hạ Tường tức giận vừa cười vừa mắng một câu. Ngày hôm sau, Hạ Tường theo địa điểm đã hẹn trước với Triệu Khang, chạy tới khách sạn Lão Thổ Thái. Lão Thổ Thái ở vùng phụ cận của khu đô thị Văn Thái, Triệu Khang sắp xếp gặp mặt ở Lão Thổ Thái không phải chỉ vì muốn cùng Hạ Tường nhấm nháp chút đồ ăn mang phong cách hương vị dân dã, mà đồng thời là muốn Hạ Tường gần gũi, yêu thích khu đô thị Văn Thái của anh ta hơn một chút. Hạ Tường không tham dự nghi lễ khởi công của Văn Thái, trong lòng Triệu Khang trước sau vẫn mang một nỗi niềm tiếc nuối không nhỏ. Tuy nhiên khi thấy Hạ Tường chủ động hẹn gặp anh ta hôm nay, thì trong lòng cũng rất cao hứng, đầy chờ mong. Anh ta cũng biết rõ, Hạ Tường không dễ dàng mà chủ động hẹn gặp người khác, hắn chủ động ra mặt, khẳng định là có chuyện quan trọng. Khu đô thị Văn Thái này thực ra cũng không được coi là một đoạn đường hoàng kim, xung quanh còn hơi hoang vắng một chút, đất đai tương đối màu mỡ, trước kia đều là đồng ruộng, bởi vậy khi tới mùa xuân hoa nở thì xung quanh bao phủ một màu xanh lục, cũng làm người ta có cảm giác cảnh đẹp khiến lòng người vui vẻ. Tuy nhiên trong viễn cảnh quy hoạch tương lai, đất ở thôn Thành Tây sẽ được xây dựng thành những khu nhà ở lớn kiểu mới, hình thành khái niệm khu đô thị thông minh của quận Hạ Mã, ví dụ như là phát triển các thiết bị dùng năng lượng mặt trời, phát điện bằng năng lượng mặt trời, nước nóng năng lượng mặt trời, sử dụng nguồn năng lượng sạch, lại dùng hệ thống quản lý tiêu chuẩn hóa bằng máy vi tính để quản lý các công trình của khu đô thị. Hệ thống theo dõi thang máy, hệ thống bảo vệ canh gác, hệ thống camera theo dõi, hệ thống quản lý bãi đỗ xe, hệ thống đèn đường được điều khiển tự động, các thiết bị điện tử sử dụng trí tuệ và năng lực của con người. Sau đó lại xin phê duyệt một mảnh đất xung quanh thôn Thành Tây, tiến hành thiết kế mô phỏng vườn cây để làm xanh hóa, có thể đoán được đó là hưởng thụ một cuộc sống tiện nghi thông minh giữa một môi trường thiên nhiên. Đối với người thành thị lúc nào cũng bận rộn, mệt mỏi mà nói thì quả thật là tâm hồn được thả vào vườn nhà. Hạ Tường đứng ở cửa của Lão Thổ Thái, ánh mắt nhìn thoáng qua thấy nụ cười yếu ớt của Triệu Khang, đầu đang quay về công trường thi công của khu đô thị Văn Thái ở phía sau hắn, vô số cần cầu tháp đột ngột mọc lên từ mặt đất, vô số xe tải ra vào vận chuyển cát đá, thỉnh thoảng còn có tiếng máy móc ầm vang truyền đến. Cảnh tượng khí thế ngất trời, vui sướng lẫn vinh quang, hắn có hơi chút cảm thán, sắp xuất hiện cao trào của làn sóng xây dựng mới, mùa xuân của quận Hạ Mã cũng sắp tới rồi. Mùa xuân đến, cũng là lúc bắt đầu đấu đao luyện súng và giao chiến thực sự với Nguyên Minh Lược, nói không chừng đến mùa hè là có thể phân rõ thắng bại rồi. Trận quyết chiến giữa hắn và Nguyên Minh Lượng là một phần trong cuộc chiến giữa hắn và Phó Tiên Phong. Hạ Tường cũng biết rõ, có lẽ đánh bại Nguyên Minh Lượng cũng không làm tổn thất gì cho nền tảng chính trị của Phó Tiên Phong. Trên thực tế, hắn cũng không trông cậy vào chuyện chỉ với thực lực của bản thân mà đánh ngã Phó Tiên Phong vào bụi rậm được, là chuyện không thực tế, cũng không có khả năng. Ngăn chặn Nguyên Minh Lượng là để bảo vệ thành tựu xây dựng kinh tế quận Hạ Mã, là vì bảo vệ cho thị trường bất động sản thành phố Yến phát triển vững vàng. Từ nỗi lòng mà nói cũng là vì chiến tích của bản thân hắn ở quận Hạ Mã, không đến mức để cho Nguyên Minh Lượng cuốn sạch, lấy giỏ chúc múc nước mà biến thành công dã tràng, nói không chừng còn có thể làm hỏng cả tiền đồ. Cuộc chiến ngăn chặn vốn lưu động cũng là cuộc chiến bảo vệ tiền đồ, là xuất phát từ lợi ích của người dân và cuộc chiến tự vệ của người có quyền lợi, đồng thời cũng là lần đầu tiên chính diện giao đấu giữa các thế lực gia tộc. Mà vấn đề sữa bột tứ ngưu có lẽ chính là lần thứ hai giao đấu chính diện giữa hắn và Phó Tiên Phong, cũng có thể là lần cuối cùng. Bởi vì chuyện của công ty thương mại Trường Cơ không đả động gì được đến nền tảng của Phó Tiên Phong, cho dù Nguyên Minh Lượng thất bại, Phó Tiên Phong cũng chỉ bị tổn thất về lợi ích kinh tế ngắn hạn, về mặt chính trị không bị tổn thất phần nào. Nhưng nếu sau khi sự kiện sữa bột tứ ngưu bùng nổ, đụng chạm đến toàn bộ lợi ích nòng cốt của gia tộc, chẳng những Phó gia bị tổn thất lợi ích kinh tế lâu dài, mà còn có thể bị ảnh hưởng nhiều về mặt chính trị. Bởi vì các lãnh đạo cao cấp ở Trung ương biết rõ Phó gia là đại cổ đông của ngành sản xuất sữa, một khi sự kiện chất phụ gia bùng phát, tất sẽ khiến cho những người phản đối các thế lực gia tộc càng cảnh giác hơn, đồng thời một số nhân vật lãnh đạo cấp cao càng củng cố quyết tâm làm suy yếu thế lực của các gia tộc hơn. Bởi vì sự kiện sẽ làm lộ ra một bản chất, đó là lợi ích của các thế lực gia tộc đi ngược lại ích lợi của quần chúng nhân dân. Nếu các thế lực gia tộc không bị bóp chết thì lợi ích của nhân dân sẽ không được đảm bảo. Có thể tưởng tượng được, nếu sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu bùng nổ, hắn sẽ đắc tội không chỉ với Phó gia, đồng thời cũng sẽ khiến ba nhà Ngô, Mai, Khâu bất mãn với hắn và sinh ra tâm lý đề phòng.
Ba nhà này cũng giống như Phó gia, khẳng định là đều lũng đoạn ở một ngành sản xuất nào đó, cũng có nhúng tay vào thị trường các ngành công nghiệp lợi nhuận cách xù. Cho dù là lũng đoạn các ngành sản xuất hay là các ngành công nghiệp lợi nhuận cách xù thì cũng đều có nội tình. Nói cho cùng, sự kiện chất phụ gia của sữa bột Tứ Ngưu cũng chỉ là một góc nhỏ của tảng băng ngầm trong phần lớn các ngành sản xuất. Hạ Tưởng dù có tấm lòng vì nước vì dân, lại có nhiệt huyết, cũng sẽ không thể suy nghĩ nóng nảy mà liều mạng chống lại, đi làm chuyện anh hùng gì đó, làm người mở đường. Khẳng định là hắn phải suy nghĩ cặn kẽ, sau khi mưu tính kỹ càng mới thổi bùng sự kiện sữa bột Tứ Ngưu lên được. Cho dù là vì hạnh phúc của vô số gia đình cũng được, là vì không muốn cho Phó gia chiếm được món lợi cách xù hay là vì muốn đả kích Phó Tiên Phong cũng được, tóm lại khi thời cơ chín muồi, tất nhiên hắn sẽ âm thầm châm mồi lửa, để xem có thể làm bùng nổ để lộ ra một mảng trời nắng đẹp hay không. Thời cơ có lẽ là năm nay, có lẽ là sang năm, dù sao không phải trong tương lai quá xa. Nếu sự việc của công ty thương mại Trường Cơ không gây tổn thất gì tới nền tảng của Phó Tiên Phong, thì sau khi sự kiện Tứ Ngưu ra sân khấu, có thể dẫn dắt một loạt phản ứng dây chuyền hay không? Trong trí nhớ, ở kiếp trước, khi sự kiện Tứ Ngưu bùng phát thì lập tức chủ tịch thành phố bị mất chức, ngay cả bí thư thành ủy cũng bị miễn chức, chấn động cả một thời. Tuy rằng lịch sử đã có khác biệt, nhưng nếu sự kiện Tứ Ngưu này bùng nổ đúng lúc, Phó Tiên Phong là người đứng mũi chịu sào sẽ bị mất chức, ngay cả Hồ Tăng Chu cũng có khả năng bị liên lụy. Thật đúng là một vấn đề nan giải, Hạ Tưởng hơi nhíu mày. Vẻ mặt của Hạ Tưởng lọt vào trong mắt Triệu Khang, khiến Triệu Khang hiểu lầm ý của Hạ Tưởng, nghĩ rằng Hạ Tưởng chán ghét vì khách sạn lão thổ thái quá đơn sơ, vội cười đón. Bí thư Hạ tới đây, tuy rằng đồ ăn ở đây không được hào nhoáng, nhưng mùi vị là chính cống, chủ yếu là đồ ăn hàng ngày chính gốc. Tôi nghĩ rằng ngày thường ngài cũng hay ăn sơn hào hải vị rồi nên thay đổi khẩu vị một chút cũng không tồi, nếu ngài cảm thấy không được, hay chúng ta đổi chỗ khác đi. Hạ Tưởng khoát tay nói. Không cần, nơi này rất tốt, bạn bè tụ tập không cần phải phù phiếm như vậy. Hắn đưa tay chỉ vào Tôn Hiện Vĩ đứng đằng sau. Lại đây, Chủ tịch Triệu, giới thiệu với anh, đây là Tôn Hiện Vĩ, Chủ tịch công ty bất động sản Thiên An. Tôn Hiện Vĩ cười hỉ hả bắt tay với Triệu Khang. Chủ tịch Triệu, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Sau đó lại cười ha hả chỉ vào cô gái đi cùng nói. Du học sinh Nhật Bản, thế nào, có coi là dành vinh quang cho đất nước không? Triệu Khang là người có đầu óc trong sáng, cười ha hả, nhỏ giọng nói một câu. Đã nghe đại danh của Chủ tịch Tôn từ lâu, hôm nay mới được gặp, mới biết Chủ tịch Tôn cũng là người cùng phe. Có cơ hội Chủ tịch Tôn cũng giới thiệu cho tôi mấy cô du học sinh Nhật Bản, tôi cũng muốn làm vẻ vang cho đất nước. Đâu có, bình thường thôi, giới thiệu dai dai với anh, tùy anh chọn thôi. Tuy nhiên đừng trách tôi không nhắc nhở anh, gái Nhật đẹp không nhiều, chân vừa ngắn lại vừa thô, tuy nhiên cũng có thể có hai thứ hảo hạng, cái cao nên cao, cái cần nước có nước. Hai người cùng cười gian manh, nhìn Hạ Tưởng đang lắc đầu, thật đúng là chí lớn gặp nhau. Tôn Hiện Vĩ vẫn than thở là khó tìm được bạn tri âm, bây giờ thì tốt rồi, rốt cục có thể thấy được bạn tri âm, tri kỷ rồi. Dai Dai là một cô gái gầy, nhỏ người, đứng phía sau Tôn Hiện Vĩ, khom người chào Hạ Tưởng, sau đó chỉ đứng ngoan ngoãn ở một bên nghe nói chuyện, không nói một lời nào. Phụ nữ Nhật cũng có một ưu điểm, trước mặt người khác thì khá nghe lời, nghe nói ở trên giường cũng khá nghe lời, có lẽ Tôn Hiện Vĩ thích Dai Dai cũng chính là ở điểm này. Bởi vì nếu xét về sắc đẹp thì Dai Dai quả thật không hơn gì người bản địa. Khi vào bên trong lão thổ thái, Hạ Tưởng mới phát hiện phong cách trang trí khác biệt, tất cả đều là kiểu nhà mộc cổ, trên tường còn cố ý dán báo chí cũ, ghế ngồi cũng là dạng ghế băng, ghế bành mang phong cách cổ, tạo thành một sắc thái xưa cũ, ảm đạm. Khiến cho Hạ Tưởng không khỏi có chút nhớ chuyện ngày xưa. Sau khi tới phòng ăn, ngồi xuống, gọi mấy món như là gà tre hấp cách thủy, trứng gà, rau cỏ, mấy món ăn thường ngày, sau đó mọi người bắt đầu nói chuyện. Hạ Tưởng không nói nhiều lắm, Tôn Hiện Vĩ liền hiểu ý mà nói nhiều lên, nói chuyện huyên thuyên trên trời dưới đất với Triệu Khang không ngừng nghỉ, từ chuyện phong thổ các nơi đến chuyện khác biệt giữa mỹ nữ các vùng, sau đó mở rộng lên tầm khác biệt giữa mỹ nữ các quốc gia, cuối cùng Tôn Hiện Vĩ than thở mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xôi, lấy một giọng điệu vô cùng nặng nề mà nói. Đáng tiếc, tôi sinh ra không gặp thời, không sinh ra trong thời đại giao lưu giữa các hành tinh, không được chính mắt nhìn người ngoài hành tinh,
không được trải qua thời khắc vĩ đại khi nền văn minh nhân loại kết giao với nền văn minh ngoài hành tinh, thật đúng là ôm hận cả đời. Nghe tiếng than thở tang thương của Tôn Hiện Vĩ, nhìn vẻ mặt phẫn nộ đau buồn của anh ta, khiến người ta nghĩ rằng anh ta thực sự đau lòng vì không được ở thời kỳ vĩ đại, không ngờ, ngay lập tức anh ta lại đổi sang một vẻ mặt dâm đãng, cười ha hả. Anh Triệu, anh ngẫm mà xem, nếu chúng ta đều sống ở thời đại hàng không vũ trụ, chúng ta kiếm đủ tiền rồi, liền lái phi thuyền vũ trụ đi du lịch, mở mang kiến thức về mỹ nữ ngoài hành tinh. Có lẽ chúng ta khó mà tưởng tượng được mấy mỹ nữ ngoài hành tinh đẹp đến mức nào, có thực là đẹp như thiên nga hay không. Dai Dai phì cười. Anh Tôn có trí tưởng tượng thật phong phú, nhưng người ngoài hành tinh không nhất định là sẽ đẹp đâu, nói không chừng, bọn họ có vẻ ngoài xấu xí như khỉ vậy. Nào, nói ít thôi, không được dập tắt giấc mộng của người khác. Tôn Hiện Vĩ ngửa cổ uống một chén rượu, lại tự giễu mà mỉm cười nói. Nếu con người mất đi sự mơ mộng thì thế giới sẽ như thế nào? Phải có mơ mộng thì con người mới đang thực sự còn sống, phải không? Đương nhiên, vũ trụ rất vĩ đại, chúng ta lại nhỏ bé, mỹ nữ ngoài hành tinh cũng quá xa xôi, hay là thu hồi tầm mắt lại, nhìn xem mai này quận Hạ Mã có những chuyện lớn tốt đẹp gì. Triệu Khang biết nói chuyện tào lao thế là đủ rồi, tình cảm cũng được xích gần lại. Nếu nói chuyện chính sự thì liền nhắc tới chuyện hôm qua hai khu chung cư của công ty bất động sản Văn Thái và tập đoàn Đạt Tài bắt đầu phiên giao dịch. Tôi là lính mới trong ngành bất động sản, vừa mới bước chân vào, có rất nhiều chỗ không hiểu, nếu làm việc có chỗ nào không tốt, thì Chủ tịch Tôn cứ phê bình, khẳng định tôi sẽ tiếp thu vô điều kiện. Hạ Tưởng dùng chiếc đũa nhẹ nhàng gõ lên chén rượu. Bất kỳ người nào làm nhiều cũng thành quen tay thôi, có đôi khi khác ngành nghề giống như núi non cách trở. Có đôi khi lại giống như chỉ cách một tầng giấy. Chủ tịch Triệu, trước khi Hiện Vĩ nói, tôi cũng muốn nói, việc xác định vị trí của công ty bất động sản Văn Thái không đủ rõ ràng. Triệu Khang lập tức tỏ thái độ chăm chú lắng nghe. Mời bí thư Hạ chỉ ra chỗ sai, tôi sửa, nhất định sẽ sửa. Thái độ của Triệu Khang là nửa thật nửa giả, giả chính là anh ta có thói quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp thần nói tiếng của thần, người. Quỷ hay thần cũng đều đã gặp, đã nói nhiều nên thành thói quen tự nhiên, muốn nói thật cũng khó. Đúng là công ty bất động sản Văn Thái vừa bắt đầu phiên giao dịch liền gặp phải một nguy cơ lớn, tuy rằng lượng tiêu thụ cũng sẽ có, theo chiều hướng đi xuống nhưng miễn cưỡng cũng có thể duy trì. Tuy nhiên nếu so sánh với Sơn Thủy Tương Liên Thành một ngày lượng tiêu thụ đến 500 căn hộ ở thị trường bất động sản phát triển bộc phát của quận Hạ Mã thì công ty bất động sản Văn Thái chính là thất bại nặng nề. Trong lòng Triệu Khang nóng như lửa đốt, lại không muốn tự mình tắt mình, vừa mới tuyên bố giá cả xong lại giảm giá, bởi vậy, hôm nay anh ta có cơ hội gặp mặt Hạ Tưởng liền ôm một kỳ vọng lớn, bởi vì anh ta biết trong lĩnh vực kinh doanh Hạ Tưởng có tài năng hơn người. Thành phố Yến có rất nhiều khu đô thị và khu vãn cảnh thành công đều có bóng dáng của Hạ Tưởng trong đó. Hạ Tưởng không trực tiếp đưa ra ý kiến với Triệu Khang mà quay đầu hỏi Tôn Hiện Vĩ. Hiện Vĩ, công ty bất động sản Thiên An các anh bắt đầu phiên giao dịch, định giá sơ sơ thế nào? Giá cả bắt đầu phiên giao dịch là chuyện cơ mật trong kinh doanh, theo lý thuyết thì Hạ Tưởng không nên có câu hỏi vừa rồi, tuy nhiên nếu Hạ Tưởng đã hỏi, thì Tôn Hiện Vĩ liền biết Hạ Tưởng có dụng ý, liền cúi đầu nghĩ ngợi nói. Chắc chắn là sẽ không cao hơn giá cả của Sơn Thủy Tương Liên Thành, lực kêu gọi của tập đoàn Đạt Tài quá lớn, so sánh với Sơn Thủy Tương Liên Thành thì khu chung cư mới Thiên An không có ưu thế gì lớn. Nếu định giá quá cao, khẳng định là sẽ không có thị trường. Lời nói của Tôn Hiện Vĩ vô hình chung lại làm tăng lên một áp lực tâm lý không nhỏ tới Triệu Khang. Trán Triệu Khang liền lấm tấm mồ hôi, hiện giờ thời tiết còn rất lạnh, hệ thống lò sưởi trong phòng cũng không nóng đến mức làm đổ mồ hôi, có thể thấy được anh ta quả thật là có chút hoảng hồn. Không hoảng sao được, trước có tập đoàn Đạt Tài, sau có công ty bất động sản Thiên An, triển vọng của công ty bất động sản Văn Thái của anh ta không ổn rồi. Làm thế nào mới tốt đây? Triệu Khang liền quay sang nhìn Hạ Tưởng với một ánh mắt xin giúp đỡ. Bí thư Hạ, lãnh đạo, ngài nhất định đã nghĩ ra được biện pháp để giúp tôi, nói cho tôi biết phải sửa đổi thế nào mới có thể xác định được vị trí ở thị trường. Biến nó thành khu đô thị thông minh. Hạ Tưởng bắt được cơ hội chín muồi, liền tung ra ý nghĩ của hắn, muốn khởi đầu từ khu đô thị Văn Thái của Triệu Khang, dần dần mở rộng xây dựng các khu đô thị thông minh ở quận Hạ Mã. Đồng thời, hắn cũng muốn có một kẽ hở để công ty bất động sản Văn Thái tạo được một con đường sống, không đến nỗi nhanh chóng bị con nước lớn bao phủ. Đương nhiên,
cũng là muốn đánh trước một bước vào tâm lý phòng vệ của Triệu Khang, vào trước là chủ, tránh cho sắp tới Triệu Khang lại bị Nguyên Minh Lượng lợi dụng. Mắt Triệu Khang sáng lên. Xin lãnh đạo giải thích kỹ càng hơn một chút cho tôi không hiểu lắm. Thật tầm thường, Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, nếu không có hắn kéo Triệu Khang, thì Triệu Khang không phải thảm bại thì cũng là bị Nguyên Minh Lượng mua lại sau đó thao túng, ngay cả khái niệm khu đô thị thông minh là thế nào anh ta cũng không biết, quả thật là có khoảng cách không nhỏ với ngành bất động sản. Hạ Tưởng có ý dẫn dắt Triệu Khang đi theo con đường của hắn, cũng không định thừa nhận nước đục thả câu, giải thích một cách tỉ mỉ cho anh ta hiểu thế nào là khu đô thị thông minh, cùng với triển vọng của thị trường khu đô thị thông minh. Triệu Khang nghe xong, đầu tiên tỏ ra rất nghiêm nghị, sau đó mặt mới giãn ra, cuối cùng là mỉm cười, liên tục gật đầu. Tốt, thật tốt quá, khu đô thị thông minh là lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Yến, cũng là lần đầu của quận Hạ Mã, khẳng định là sẽ có thị trường tiêu thụ. Cảm ơn Bí Thư Hạ, cảm ơn rất nhiều, tôi mời ngài một chén. Hạ Tưởng và Triệu Khang chạm cốc. Khu đô thị thông minh không chỉ là thông minh ở mức độ thông tin mà vật liệu xây dựng cũng phải thông minh. Ví dụ như dùng thủy tinh cách nhiệt kiểu mới, vật liệu giữ ấm kiểu mới, sơn bức xạ kiểu mới, vân vân, khi tuyên truyền ra bên ngoài, cũng có thể hấp dẫn không ít ánh mắt. Triệu Khang làm sao hiểu được điều này, lại mở to hai mắt. Đúng là mở mang kiến thức, hóa ra căn hộ cũng còn phải chú ý nhiều chuyện như vậy sao? Tôn Hiện Vĩ chen vào nói. Phải có chủ ý cứng rắn, đã muốn tìm bạn gái cũng phải có chủ ý. Có những cô gái tốt. Có những cô chẳng được việc gì, có một số cô còn dâm đãng hơn anh phải nhìn các cô thật tinh, thì mới đảm bảo không lo coi tiền như rác, không bị các cô đùa giỡn với anh, đồng thời lại làm lãng phí tiền của anh. Chủ tịch Tôn, chúng ta đang bàn chuyện nhà cửa, không nói đến phụ nữ được không? Triệu Khang hơi bất mãn, liếc mắt nhìn Tôn Hiện Vĩ. Tôn Hiện Vĩ dõng dạc. Các đạo lý trên thế gian này đều tương thông với nhau. Cho dù là tìm bạn gái hay tìm nhà ở đều có một điểm giống nhau, chính là vừa phải thoải mái vừa không lãng phí tiền của, phải nắm chắc được sự cân bằng này mới tốt. Hạ Tưởng cười ha hả. Nói thô nhưng ý nghĩa thì không thô. Triệu Khang, nếu anh muốn tìm hiểu một cách kỹ càng về vật liệu xây dựng kiểu mới thì có thể trực tiếp đến nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì, tìm xưởng trưởng Nghiêm Tiểu Thì, nhờ cô ấy đề cử giới thiệu cho. Hơn nữa nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì là nhà xưởng duy nhất sản xuất vật liệu xây dựng kiểu mới ở quận Hạ Mã. Nếu công ty bất động sản Văn Thái đứng ra mua vật liệu xây dựng kiểu mới đầu tiên thì hiệu ứng phát ra thị trường sẽ là anh vào trước thì sẽ là chủ, được ưu tiên quyền cung cấp hàng hóa từ nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì. Triệu Khang cười híp mắt. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn Bí Thư Hạ về cách diệu kỳ này, thật sự là ý tưởng hay, giá trị ngàn vàng. Hạ Tưởng hướng Triệu Khang đi tiêu thụ vật liệu xây dựng kiểu mới của Nghiêm Tiểu Thì, đương nhiên cũng có tâm trạng là không muốn nước phù sa chảy ra ruộng của người ngoài. Còn nữa, nếu thực sự công ty bất động sản Văn Thái của Triệu Khang có thể làm nên danh tiếng cho khu đô thị thông minh, một khi thành công, các nhà đầu tư khai phá theo sau bắt trước, khẳng định sẽ không ít. Từ đó sẽ cung cấp cho nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì một số lượng khách hàng cuồn cuộn không ngừng, tránh được sau khi sản xuất ra vật liệu xây dựng kiểu mới. Mới tìm hướng mở rộng thị trường, như vậy không nói đến tốn thời gian và công sức, mà còn lãng phí một số tiền quảng cáo lớn. Mượn tay Triệu Khang để tuyên truyền cho nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, cũng là một công đôi việc, ít nhất có thể mang đến một khoản lợi nhuận kinh doanh lớn cho nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, giảm bớt áp lực tài chính. Triệu Khang cũng biết đôi chút về nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, biết có cổ phần của Cổ Ngọc ở trong đó. Bởi vậy anh ta cũng không đa nghi mà cho rằng Hạ Tưởng cố ý muốn hướng anh ta vào việc đẩy mạnh tiêu thụ. Sản nghiệp của Cổ Ngọc, Hạ Tưởng không thúc đẩy tiêu thụ thì anh ta cũng phải ủng hộ. Tôi sẽ nhanh chóng mời công ty thiết kế quảng cáo, điều chỉnh lại phương án thiết kế. Tiến hành thực hiện khu đô thị thông minh. Triệu Khang được Hạ Tưởng bày cho diệu kế, vui không kìm được, vội lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới. Hạ Tưởng giơ tay ngăn anh ta lại. Không vội. Chỉ phất ra cờ hiệu sẽ làm ra một khu nhà ở thông minh thì chưa chắc có thể khắc phục được khó khăn, còn cần có hoạt động xúc tiến tiêu thụ tương ứng. Nghe quảng cáo của anh ba hoa chích chòe nhưng giá thì lại cao ngất ngưởng, người tiêu dùng sẽ không động tâm, sẽ không đến tận nơi xem căn hộ. Không xem căn hộ thì sẽ không thể đánh động được bọn họ, vậy sẽ không thể tiến hành thủ tục mua bán. Hiện tại Triệu Khang hoàn toàn bị Hạ Tưởng nắm giữ nhịp điệu, lập tức vẻ mặt lại nhăn nhó.
Bí thư Hạ cứu tôi, rốt cuộc phải làm như thế nào, ngài nể mặt thủ trưởng nói một hơi cho tôi biết luôn được không? Ngài chút chút lại làm tôi hết hồn như vậy, tôi chịu không nổi mất. Đâu phải là đang có ba đại mỹ nữ đang chờ anh trên giường, làm sao mà chịu không nổi. Tôn Hiển Vĩ lại trêu chọc một câu, giơ tay ôm lấy Dai Dai, thừa cơ sờ soạng vuốt ve mặt Dai Dai một hồi, mỉm cười. Lãnh đạo nói đúng, không thể chỉ nhìn vào quảng cáo mà thấy được hiệu quả. Đừng nhìn Dai Dai gầy thế này, nhưng gầy có cái hay của gầy, bên trong có cảm nhận riêng, người ngoài không biết được. Triệu Khang đúng là không biết nói gì với kiểu lấy phụ nữ ra để so sánh mọi việc của Tôn Hiển Vĩ, đành vỗ vai anh ta nói. Người anh em, phụ nữ đúng là có những điểm hay, nhưng cơ thể là của chính mình, mà cơ thể là số một. Tôi có quen một người, mỗi ngày lại lưu luyến với một bóng hồng, kết quả là không đến 40 tuổi mà chưa già đã yếu, cơ thể đã suy sụp, giờ phải uống thuốc để sống qua ngày. Anh ngẫm lại xem, mấy vị hoàng đế thời cổ đại có ai sống lâu được đâu. Chỉ còn là một đống xương khô. Tôn Hiển Vĩ không nghe lời khuyên bảo, lại thuận tay sờ soạng ngực Dai Dai. Người nào ăn cơm người ấy no, người đấy thoải mái, được, các anh cứ tiếp tục nói chuyện chính, tôi tiếp tục hạnh phúc. Vốn Tôn Hiển Vĩ đến đây chỉ thêm phiền, anh ta là vai hề phụ, vai chính là Hạ Tưởng, anh ta hiểu rõ sự thật đó trong lòng. Triệu Khang bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn Hạ Tưởng cười. Lãnh đạo xin cứ ra chỉ thị. Tôi xin thụ giáo. Giá cả của anh định ra đã cao rồi, không có khả năng lại giảm giá chính là tự tát vào mặt mình, lại còn mất chữ tín. Theo Hạ Tưởng tính toán, đối mặt với áp lực từ Thành Đạt Tài, khẳng định Nguyên Minh Lượng sẽ có sách lược đối phó tương ứng, trong đó có khả năng áp dụng thủ đoạn để xúc tiến tiêu thụ bằng cách ám muội, ví dụ như là người mua có thêm chỗ để xe, tặng thêm ô tô, thêm đồ trang trí, đồ dùng trong nhà. Những thứ đó thực ra chính là giảm giá, không phải trực tiếp giảm giá nhưng là cách tốt nhất để giữ thể diện. Chương 715, Thanh Thế. Trước khi Nguyên Minh Lượng tiến thành thủ đoạn, làm cho Triệu Khang thử một lần, cũng tốt để khiến Nguyên Minh Lượng không có đường lui. Thứ nhất là để Triệu Khang tăng lòng tin, cho anh ta thấy được triển vọng của thị trường, để anh ta không đến mức mới trận đầu hiệp thứ nhất đã luống cuống, tránh bị Nguyên Minh Lượng thu mua thành công một cách dễ dàng. Thứ hai là tiếp tục đưa ra một đề bài khó cho Nguyên Minh Lượng, biến Triệu Khang thành kẻ gây rối, đứng vững chân ở thị trường bất động sản gió nổi mây vần của quận Hạ Mã này. Thứ ba là cho Triệu Khang trải qua một lần rèn luyện, từ đó dần dần mà trưởng thành, học được cách làm việc tốt. Không có khả năng giảm giá nhưng lại phải giảm, phải làm sao bây giờ? Cũng chỉ có thể tiến hành một loạt hoạt động tiếp thị khuyến mại xúc tiến tiêu thụ, ví dụ như tặng xe, tặng chỗ đỗ xe, tặng đồ dùng gia đình. Cơ bản có thể thực hiện được, ngoại trừ vợ thì không tặng được, còn các đồ gia dụng khác hoàn toàn có thể tặng, chẳng khác nào là giảm giá. Vừa có chiêu bài khu đô thị thông minh, lại có hoạt động tiếp thị khuyến mại, hơn nữa quảng cáo có sáng tạo thì không lo khách hàng không tới cửa. Hạ Tưởng nói xong, đút một miếng trứng gà ta vào miệng, nhấm nháp một chút, khen. Thật đúng là trứng gà ta, hiện giờ muốn mua được trứng gà ta đúng rất khó. Bây giờ các nơi nuôi gà lấy trứng đều làm theo quy mô công nghiệp, kết quả không có gì đặc sắc cũng chẳng có gì là dinh dưỡng. Hiện giờ người ta lại quay trở lại ăn trứng gà ta, ăn gà tre. Hạ Tưởng chuyển đề tài là để Triệu Khang có thời gian suy ngẫm. Đúng, đúng, hiện tại các cô gái thành thị không thịnh hành nữa rồi, tôi quen mấy ông chủ tịch, đều hướng về nông thôn, tìm kiếm các cô bé quê. Tôn Hiển Vĩ không để lỡ cơ hội chen vào một câu. Lúc này Triệu Khang cũng chẳng thèm để ý đến lời nói thô tục của Tôn Hiển Vĩ nữa, mà cầm một chén rượu lên, lâm vào trầm tư, khoảng nửa phút, anh ta liền đứng lên, làm một động tác chào theo đúng nghi thức của quân đội với Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, lão Triệu tôi bình sinh chẳng phục người nào, trước kia chỉ phục một người là thủ trưởng, bây giờ tôi đối với ngài xem như tâm phục khẩu phục. Ngài thật sự là cao nhân chân chính, buổi nói chuyện này cho dù đánh vỡ đầu tôi cũng không nghĩ ra được. Ngài quả thật là cao minh. Trên đường trở về Tôn Hiển Vĩ hiền lành hơn, tay chân cũng không sờ mó bừa bãi, cũng không ôm Dai Dai mà nói một cách nghiêm túc. Thị trường vật liệu xây dựng kiểu mới rất rộng, nhưng giá cả thì tương đối cao, khu chung cư của tôi cũng có thể thử xem. Hôm nay lãnh đạo bảo tôi tới, có phải là cũng có ý muốn tôi mở rộng sang khu đô thị sử dụng vật liệu xây dựng kiểu mới hay không? Anh đoán đúng rồi đó, anh tự hạch toán chi phí và tiếp xúc với Nghiêm Tiểu thì đi.
xem nhà máy của cô ấy có thể cam đoan cung cấp hàng đúng lúc hay không. Có khu đô thị Văn Thái đi đầu, anh mở rộng sang khu đô thị sử dụng vật liệu xây dựng kiểu mới, chắc chắn là sẽ có hiệu quả nổi bật, bỏ nhiều công sức cũng chưa chắc bằng một ý tưởng sáng tạo. Đương nhiên, người quyết định vẫn là anh, tôi chỉ đưa ra một ý kiến tham khảo thôi. Hạ Tưởng chỉ nói qua một chút, bởi vì hắn cũng không dám đánh giá quá cao triển vọng của thị trường vật liệu xây dựng kiểu mới. Dường như lãnh đạo chưa sai bao giờ, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không. Tôn Hiển Vĩ tín nhiệm Hạ Tưởng một cách mù quáng, bởi vì lần đầu tiên chợ bán sỉ rau quả ở phố Thập Lý đã giúp anh ta kiếm được đầy mâm đầy chậu, bây giờ vẫn còn có thể đem lại lợi nhuận lớn cho anh ta bội phục sát đất các ý tưởng sáng tạo của Hạ Tưởng từ trước đến nay. Tôi sẽ làm hiệu ứng tiết kiệm năng lượng từ vật liệu xây dựng kiểu mới, sau đó sẽ tính toán tỉ mỉ, coi như nước nóng năng lượng mặt trời, đèn đường dùng năng lượng mặt trời, vật liệu xây dựng giữ ấm kiểu mới, thủy tinh cách nhiệt, vân vân, trong một năm có thể tiết kiệm được mấy ngàn tệ tiền điện. Thử tính là sống ở căn hộ đó 70 năm, có thể tiết kiệm được hơn 200 ngàn tệ, cũng là một con số khả quan. Dùng một ít vật liệu xây dựng kiểu mới mà có thể mang tới sự yên tĩnh, thoải mái và an toàn. Ha ha, thì khu đô thị của tôi sẽ có triển vọng đây. Tôn Hiển Vĩ càng nói càng hưng phấn, mặt mày hớn hở nói. Chỉ cần đi theo lãnh đạo, tuyệt đối sẽ có lợi, thật đúng là, ha ha, hôm nay lại kiếm chắc được rồi. So với Triệu Khang thì kinh nghiệm của Tôn Hiển Vĩ phong phú hơn, hiểu biết về bất động sản và vật liệu xây dựng cũng sâu sắc hơn, Hạ Tưởng mới nói một chút mà anh ta liền thấy rõ được bí quyết trong đó, lại thông suốt cả trăm chuyện. Tự nhiên hưng phấn một cách khó hiểu. Sơn Thủy Tương Liên Thành của tập đoàn Đà Tài là thắng dựa vào phong cảnh non nước, còn khu đô thị Văn Thái thì dựa vào khu đô thị thông minh để bán hàng. Địa điểm của công ty bất động sản Giang Sơn thì hơi xa một chút, đánh vào thị trường nhà cho người thu nhập thấp. Công ty bất động sản Thiên An của Tôn Hiển Vĩ thì có chiêu bài khu đô thị dùng vật liệu xây dựng kiểu mới để tiết kiệm năng lượng. Hai khu đô thị Đông Mỹ và Tây Lệ của công ty bất động sản Nam Tân và Quảng Hạ thì có vị trí ở khu trung tâm lại nằm ven sông Hạ Mã làm điểm sáng, đồng thời hai khu đô thị này lại có ý vị của tình nhân. Như vậy, bố cục quy hoạch của Hạ Tưởng đã hoàn thiện, tạo thành thế bao quanh bốn phía, hơn nữa mỗi người đều có một thị trường khác nhau, tạo thành xu thế sấm chớp vũ bão, chỉ chờ phóng ra trọng quyền. Thứ hai, đột nhiên công ty bất động sản Văn Thái tuyên bố khu đô thị Văn Thái sẽ trở thành một khu đô thị thông minh nhất tại thành phố Yến, khởi xướng ra một lối sống thông minh hoàn toàn mới, và tung ra một loạt các hoạt động tiếp thị khuyến mại. Công ty bất động sản Văn Thái vừa tạo ra thanh thế, lập tức lượng tiêu thụ tăng lên, thậm chí các phóng viên cũng chủ động yêu cầu phỏng vấn, muốn nói kỹ càng hơn các thông tin cụ thể về khu đô thị thông minh nhất thành phố Yến, thậm chí tỉnh Yến. Hơn nữa mức độ các hoạt động tiếp thị khuyến mại của công ty bất động sản Văn Thái cũng khá mạnh, tạo thành một lực lượng hưởng ứng không nhỏ. Tóm lại, hành động của công ty bất động sản Văn Thái giống như một trái bom tấn, nổ tung ngay tại thị trường bất động sản quận Hạ Mã, tạo ra một con đường sống, chỉ trong thời gian một ngày mà công ty bất động sản Văn Thái vốn vô danh lặng lẽ, lập tức danh tiếng truyền xa. Hạ Tưởng đang ở văn phòng, sau khi nhận được vài cuộc điện thoại thì lộ rõ nụ cười. Hiệu suất làm việc của Triệu Khang thật không tồi, ra tay rất nhanh, nước cờ của hắn vừa mới đi, tất nhiên sẽ tạo nên một trận mưa gió ở thị trường bất động sản quận Hạ Mã. Cho dù không phải náo loạn, mê muội con mắt người ta, nhưng có thể làm nguyên minh lượng mê muội, khiến Phó Tiên Phong lo lắng, thì coi như cũng đạt được mục đích. Hạ Tưởng đoán rất đúng, quả thật nguyên minh lượng nóng như lửa đốt, khiến Phó Tiên Phong cũng khó mà dằn nổi. May mắn thế nào? Triệu Khang lại chọn lựa thời điểm chuẩn xác vô cùng, đúng lúc tiền vốn của Triệu Tiểu Phong đến tay, liền tuyên bố với bên ngoài chiến lược và kế hoạch tiếp thị khuyến mại hoàn toàn mới, đồng nghĩa với việc trực tiếp đánh cho Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng một đòn phủ đầu. Sơn Thủy Tương Liên Thành của tập đoàn Đạt Tài vừa bắt đầu phiên giao dịch, số liệu mà Nguyên Minh Lượng tập hợp được đã giảm mạnh, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chịu được. Nhưng khi kế hoạch của Triệu Khang đẩy ra, sản lượng tiêu thụ phải giảm bớt đến 20% trở lên. Nguyên Minh Lượng ngồi không yên, liền vội vàng tìm gặp Phó Tiên Phong bàn đối sách. Trong một quán trà thanh nhã, chỉ có Phó Tiên Phong đang ngồi đối mặt với Nguyên Minh Lượng, cả hai người đều im lặng vài phút không nói gì, không khí vô cùng nghiêm trang. Tôi đã bảo rồi, 3 tỷ tệ tiền vốn của Triệu Tiểu Phong không cần phải đưa ra thị trường, bây giờ đã đến tài khoản rồi, hối lại cũng không được. Cho dù có tác dụng hay không thì vẫn phải trả tiền,
Phó Bí Thư Phó, đây chẳng phải là tự mình đào hố cho mình sao? Nguyên Minh Lượng nghĩ đến chuyện 3 tỷ tệ của Triệu Tiểu Phong liền tức giận, bây giờ thành ăn khoai lang bỏng tay rồi, chẳng những bị bỏng tay còn đau đầu. Phó Tiên Phong tự biết mình đuối lý, gã cũng biết Nguyên Minh Lượng là hờn dỗi vì oán giật, lúc trước quả thật là Nguyên Minh Lượng đã đưa ra ý kiến phản đối, nhưng gã suy tính xuất phát từ kế hoạch lâu dài của gia tộc và về mặt chính trị nên mới quyết định kéo Triệu Tiểu Phong lên thuyền. Không nghĩ tới lại có thay đổi bất ngờ, tình thế hiện tại đột nhiên lại căng thẳng như thế này. Chuyện đã xảy ra rồi, oán giận cũng vô ích, nói cho cùng, cho dù không có 3 tỷ tệ của Triệu Tiểu Phong thì chuyện cũng phát sinh giống như bây giờ. Hiện tại vừa hay có thể dùng tiền của Triệu Tiểu Phong mua căn hộ của khu đô thị Sơn Thủy Tương Liên Thành, để bọn họ không thể làm đảo loạn thị trường, phá rối sự sắp xếp của chúng ta. Phó Tiên Phong cầm chén trà nâng lên thưởng thức, chén trà màu trong suốt sáng long lanh, giống như bạch ngọc, rất xứng với nước trà màu vàng, đẹp vô cùng. Nhưng trong mắt Phó Tiên Phong không có một chút cảm nhận gì về cái đẹp, hiện tại gã chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức và ngắm nghía cái đẹp của nó nữa. Cũng quả thật là sự việc phát sinh quá đột xuất, tự nhiên Triệu Khang giống như là được mở mang đầu óc vậy, giống như có thần thánh chỉ đường đi nước bước đưa khu đô thị Văn Thái vào một vị trí chuẩn xác, thủ pháp xúc tiến tiếp thị khuyến mại cũng vô cùng cao siêu, mới chút đó mà đã hấp dẫn không ít ánh mắt người tiêu dùng. Hơn nữa danh tiếng của tập đoàn Đạt Tài mang đến hiệu ứng bình thông nhau, trước mắt sản lượng tiêu thụ của những căn hộ mà Nguyên Minh Lượng nắm giữ ngày một giảm dần, phải đưa ra biện pháp đối phó mới được. Nếu không, chính là ngồi chờ chết. Có thể nào là do Hạ Tưởng làm phép với Triệu Khang hay không? Trực giác của Phó Tiên Phong cho rằng trong đó nhất định có bóng dáng của Hạ Tưởng. Tôi cũng nghi lắm. Nguyên Minh Lượng gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, nắng vàng tươi, nhiệt độ không khí đã tăng lên, ở phương Bắc mùa xuân tới chậm, nhưng một số cây liễu đã xuất hiện lá non, dự báo bước chân của mùa xuân đã gần trong gang tấc. Vốn dĩ gã nghĩ bản thân khó mà thích nghi được với khí hậu phương Bắc, nhưng đến quận Hạ Mã hơn nửa năm, gã chẳng có chút cảm giác không thích ứng được nào cả, có lẽ nguyên nhân là bởi vì tập trung toàn thân thể lẫn đầu óc, nên không để ý tới ảnh hưởng của khí hậu. Nguyên Minh Lượng không có cách nào mà không nghi ngờ có ảnh hưởng của Hạ Tưởng trong chuyện này, bởi vì Hạ Tưởng có đầu óc kinh doanh xuất sắc vô cùng, hắn lại có quen biết Triệu Khang. Tuy nhiên dường như là Triệu Khang đang qua lại trong tuyến của Lý Hàm, liền lại khiến Nguyên Minh Lượng không ra được kết luận. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và Lý Hàm khá bình thường, theo như quan hệ giữa Triệu Khang và Lý Hàm, làm sao hắn lại còn giúp Triệu Khang nữa? Nguyên Minh Lượng không có đủ nhận thức về tính phức tạp và hai mặt của chính trị. Gã chỉ phân tích theo góc độ kinh doanh buôn bán, nhận định rằng trừ phi Hạ Tưởng có lợi ích kinh doanh vô cùng lớn bên trong, nếu không thì dứt khoát là Hạ Tưởng sẽ không có ý định trợ giúp Triệu Khang. Bởi vì nếu công ty bất động sản Văn Thái dễ bán được hàng thì không chỉ ảnh hưởng đến các căn hộ trong tay gã, mà còn có thể ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của Sơn Thủy Tương Liên Thành. Hạ Tưởng sẽ không trợ giúp một Triệu Khang để làm khó thành Đạt Tài. Nguyên Minh Lượng đã nói lại phân tích của gã cho Phó Tiên Phong nghe. Phó Tiên Phong nghe xong, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên mỉm cười. Tôi nghĩ chúng ta đều đánh giá Hạ Tưởng quá cao, thực ra không cần phải chuyện gì cũng đem đổ hết lên đầu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là người không phải thần, hắn không có bản lĩnh lớn như ông trời, cũng chẳng có lý do gì mà đi trợ giúp Triệu Khang. Triệu Khang có lẽ là đã được cao nhân nào đó làm phép, mặc kệ là ai, đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng ta phải nghĩ ra biện pháp đối phó mới được. Nguyên Minh Lượng nghĩ, cứ đoán đi đoán lại là ai làm phép với Triệu Khang còn không bằng nhanh chóng sắp xếp bước tiếp theo cho tốt, dù sao gã không tin Hạ Tưởng biết gã có ý định đầu cơ, càng không tin là Triệu Khang được Hạ Tưởng dùng như quả pháo đầu tiên để đối phó với gã. Tôi đã có đối sách. Nguyên Minh Lượng đã hoạt động trong thương trường lâu năm, cũng không phải người mới gặp chuyện đã khiến chân tay luống cuống. Bây giờ bước đầu tiên chính là cũng phải tiến hành hoạt động tiếp thị khuyến mại. Bởi vì giá của Sơn Thủy Tương Liên Thành thấp, còn công ty bất động sản Văn Thái chuyển thành giảm giá, đồng nghĩa với lời tuyên chiến trực tiếp với chúng ta. Nếu muốn đấu nhau trong cuộc chiến giá cả này, chúng ta cũng có thể khiêu chiến. Tôi tin là cho dù tập đoàn Đạt Tài hay là công ty bất động sản Văn Thái đều muốn kiếm tiền, sẽ không thiếu lý trí mà cứ kiên trì duy trì giá thấp như hiện tại. Một ngày nào đó sẽ phải tăng giá, giai đoạn hiện giờ, chúng ta đùa giỡn với bọn họ một chút, xem ai có thực lực, đủ kiên nhẫn hơn ai. So sánh ra thì Nguyên Minh Lượng tự nhận gã có số vốn hơn 10 tỷ trong tay,
Cho dù tập đoàn Đà Tài và công ty bất động sản Văn Thái có liên kết lại cũng còn xa mới là đối thủ của gã, hơn nữa căn bản là hai công ty này không có khả năng liên kết được.